Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 66. Nếu là tàn hồn của Ma Long có ý thức, hắn sẽ chạy nhanh hơn những người khác. Nhưng tàn hồn của Ma Long được Hoa Vĩ Long này khống chế, thực lực của Hoa Vĩ Long không mạnh, còn chưa có biện pháp cung cấp năng lượng cho Ma Long. Ma Long chỉ có thể hấp thu ma khí xung quanh mới phát huy được thực lực của Ma Long lúc trước. Như vậy hắn muốn Hoa Vĩ Long này, tàn hồn của Ma Long hắn cũng muốn. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn tàn hồn của Ma Long vô cùng khổng lồ, mắt nheo lại. Ý niệm của hắn vừa động, bỗng nhiên con mắt màu vàng biến thành màu đỏ, một đóa liên hoa huyết sắc xuất hiện vần quanh đồng tử hắn. Mỗi lần liên hoa này chuyển động một vòng, lá sẽ nhiều thêm một chút, hồng quang trong mắt cũng sáng hơn. Liên hoa chuyển động tổng cộng 9 vòng, 81 đóa hoa vần quanh mắt Mạc Phàm nở rộ, cả người Mạc Phàm nhìn vô cùng yêu dị. Liên phệ. Mạc Phàm khẽ quát. Hai chữ vang lên, không đợi hắc cầu trong miệng Ma Long ngưng tụ tới nhỏ nhất, một đạo hồng quang bắn nhanh từ trong mắt hắn ra. Vèo, chỉ chưa tới một phần ngàn giây, hồng quang đã tới trước hắc cầu do Ma Long ngưng tụ. Hắc cầu do ma khí 10 dặm xung quanh ngưng tụ chớp lóe hắc quang, đã bị hồng quang trong mắt Mạc Phàm đục lỗ. Hồng quang thế như trẻ tre, tiến vào trong miệng Ma Long. Giống, tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên. Hồng quang chui từ vị trí gáy của Ma Long ra, bắn thẳng lên trời. Hồng quang này chỉ có kích thước quả đấm của trẻ sơ sinh, nhưng lúc này cho dù đứng trong tinh hải mênh mông bên ngoài Ma Long tinh, cũng có thể thấy đạo hồng quang này. Càng không cần phải nói, nhưng tu sĩ bận rộn việc. Chạy trối chết cách Mạc Phàm không xa. Đó là gì thế? Có người tò mò hỏi. Vô duyên vô cớ xuất hiện một đạo hồng quang quỷ dị, tất nhiên sẽ khiến người ta chú ý. Tuy hồng quang này không mạnh bằng thần sơn hàng lâm của Ma Long, nhưng giống thần binh có thể xuyên qua cửu u thương khung, đâm phá toàn bộ thế giới. Không phải là thần thông của tiểu tử kia đấy chứ? Có người tò mò hỏi. Lúc đạo hồng quang này xuất hiện, khí tức của Ma Long lập tức giảm đi nhiều, tuy rất khó khiến người ta tin tưởng là Mạc Phàm ra tay, nhưng ngoại trừ Mạc Phàm thì còn ai? Sao có chuyện đó được, một tu sĩ kim đan sao có thể có thần thông mạnh như thế? Có người lắc đầu, nói với vẻ chắc chắn. Không đủ tu vi, cho dù có được tiên khí, cũng không có biện pháp phát huy ra lực công kích quá mạnh. Đó là, có lẽ là bí pháp Ma Long dùng để giết chết tiểu tử kia, chết dưới bí pháp của Ma Long, tiểu tử này chết cũng có thể nhắm mắt, chúng ta nhanh chạy đi. Một số người chần chừ, mã bất đình để tiếp tục chạy về phía truyền tống trận. Hắc cầu và tàn hồn của Ma Long bị hồng quang đục lỗ. Ma khí và lực lượng của tàn hồn Ma Long lập tức mất đi khống chế, giống như vũ khí hạt nhân trăm tấn được đốt lên. Rầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Đất đá, bụi bặm phóng lên trời, hình thành một nửa vòng tròn to lớn, lan tràn ra mặt đất xung quanh. Đến chỗ nào, mặc kệ là gì đều hóa thành hạt, rất nhanh liền đến trước người Mạc Phàm. Mạc Phàm giống như đã sớm dự đoán được, hắn chỉ cười nhạt một tiếng. Liên hoa ở trong mắt hắn lập tức chuyển động, một liên hoa huyết sắc bay từ trong mắt hắn ra, bao cả người hắn ở bên trong. Liên hoa chuyển động, trên hồng quang lập tức xuất hiện lực hút, tàn hồn của Ma Long và hắc cầu bùng nổ ra được hút tụ tập về phía liên hoa, biến mất trong liên hoa trong mắt Mạc Phàm. Dù vậy, sau khi nổ mạnh sóng năng lượng vẫn nhấn chìm hắn, chậm rãi tỏa ra xung quanh. Không lâu sau, sóng năng lượng đuổi theo một số tu sĩ chạy chậm. Rầm rầm rầm, huyết hoa lóe lên, một đám bóng người biến mất ở bên trong. Sóng năng lượng này vẫn lan ra xa vạn mét, lúc này mới dừng lại, bụi đất chậm rãi rơi xuống. Những tu sĩ hốt hoảng chạy trốn thở phào nhẹ nhõm, ngay sau sóng năng lượng vừa rồi, không biết vì sao khí tức của Ma Long như biến mất, xem ra bọn họ không cần phải chạy nữa. Không ít người dừng bước, nhao nhao nhìn về phía hầm ngầm. Có gì đẹp mà nhìn, nhận mệnh đi. Ngươi còn cảm thấy tiểu tử đó sẽ sống sót sao? Mạnh Vô Tình liếc mắt nhìn Mạnh Vô Kỳ đứng cách đó không xa với vẻ khinh miệt, nói. Dưới dao động mạnh như vậy, tu sĩ Nguyên Anh bị sóng năng lượng lan tới đều không thể sống sót, càng không nói tới một tu sĩ kim đan nho nhỏ như Mạc Phàm. Ngoài ra nếu Ma Long không giết được Mạc Phàm, sao có thể từ bỏ ý đồ? Mạnh Vô Kỳ không thèm để ý tới Mạnh Vô Tình, đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm phía hầm ngầm. Nhìn bụi đất đang nhanh chóng rơi xuống. Hắc Thường, người đi bắt lấy anh ta, chúng ta đi. Mạnh Vô Tình cười lạnh lùng nói.
Mạc Phàm đã chết, anh ta không cần lãng phí thời gian ở đây, giải trừ sinh tử phù trên người anh ta mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng mà, anh ta mới nói xong, không biết Mạnh Hắc Thường không nghe thấy, hay là bị làm sao, mà không nhúc nhích đứng ngây tại chỗ, không ngừng nuốt nước bọt. Không chỉ có ông ta, cách hầm ngầm rất gần, Đông Phương Sóc bị hủy nửa cơ thể và bộ kinh phàm bị chấn gần như sắp vỡ trong kinh long đỉnh cũng có biểu cảm không khác gì Mạnh Hắc Thường lắm. Theo một số người sửng sốt như gà gỗ, những người khác vốn rời đi nhìn về phía bụi bặm, giống như bị lây bệnh, lần lượt sửng sốt theo, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chuyện này, sao lại có chuyện này? Mạnh Vô Tình gọi Mạnh Hắc Thường vài tiếng mà không được đáp lại, anh ta bất mãn nhìn theo ánh mắt của Mạnh Hắc Thường, gương mặt anh Tuấn lập tức tái mét. Chỉ thấy trong bụi đất, một bóng dáng quen thuộc càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ. Bóng dáng này mặc áo bào trắng, tóc dài buông xõa sau lưng, một tay cầm kinh long đỉnh huyền ảo, một tay thì cầm phù kiếm, bảo kiếm cửu tinh thì trôi nổi trên đỉnh đầu hắn. Bóng dáng này không phải Mạc Phàm, thì còn có thể là ai? Nhìn thấy Mạc Phàm, Mạnh Vô Kỳ vui mừng tới mức chảy nước mắt. Có thể nói Mạc Phàm là hy vọng của nhất mạch bọn họ, nếu Mạc Phàm chết, sớm muộn gì nhất mạch bọn họ cũng chết trong tay nhất mạch của Mạnh Bất Đồng. Anh ta vốn không ôm quá nhiều hy vọng. Dù sao đối phương là tàn hồn của Ma Long Đại Thừa, không ngờ Mạc Phàm có thể sống sót dưới công kích của Ma Long. Cộp cộp, Mạnh Vô Tình giống như nhìn thấy quỷ, lùi về sau vài bước. Không phải anh ta lo lắng Mạc Phàm lấy được Hoa Vĩ Long, anh ta bại bởi Mạc Phàm, sẽ phải ở Ma Long Tinh một năm. Anh ta chỉ lo lắng, rốt cuộc anh ta đắc tội một người như thế nào. Rõ ràng là một người từ hạ giới tới, lại biết rất nhiều chuyện ngay cả anh ta cũng không biết. Ngoài ra rõ ràng Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan, nhưng có thể diệt tàn hồn của Ma Long. Nếu có thể làm được chuyện này, Đông Phương Sóc hóa thần kỳ sẽ không thiếu chút nữa bị tàn hồn của Ma Long giết chết. Rất nhanh, bụi đất rơi xuống hoàn toàn, bóng dáng Mạc Phàm lộ ra hoàn toàn. Ngoại trừ một con mắt chảy máu, thì không có thương tổn khác. Mạc Phàm nâng mắt nhìn Mạnh Vô Tình, lạnh lùng hỏi. Ngươi muốn dẫn bạn kèm của ta đi đâu? Nghe thấy giọng Mạc Phàm, không ít người lập tức nuốt nước bọt. Mạc Phàm đi từ hầm ngầm ra, vậy nói lên không phải Ma Long từ bỏ ý đồ, mà Ma Long bị Mạc Phàm diệt. Tiểu tử này thật sự chỉ tới cảnh giới kim đan sao? Có người đánh giá Mạc Phàm cẩn thận, lẩm bẩm. Không ít người không hoài nghi tu vi của Mạc Phàm, nhưng sắc mặt cũng khó coi. Bọn họ vừa chào phúng Mạc Phàm, thậm chí còn bắt Mạc Phàm làm mồi nhử. Hiện giờ Mạc Phàm không chỉ chém tàn hồn của Ma Long, còn hoàn hảo không tổn hao gì. Bọn họ, cơ thể Mạnh Vô Tình run rẩy hơn, giống như bị sét đánh, miệng há to một lúc lâu, đôi mắt đảo liên tục, lúc này mới phát ra âm thanh. Ta định dẫn Vô Kỳ tới nơi an toàn, không phải dẫn anh ta về Mạnh gia. Đúng rồi, hình như mắt của ngươi bị thương rồi, ta có một bình ngọc tinh lộ, chữa trị mắt rất tốt. Tay Mạnh Vô Tình run rẩy. Lấy một bình ngọc màu lam đưa về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không khách sáo, một tay hắn vươn về phía Mạnh Vô Tình, cách không lấy ngọc tinh lộ nắm trong tay. Hắn dùng liên phệ bí kỹ của Hồng Liên, bí kỹ này là một trong những thần thông đứng đầu mà huyết mạch Hồng Liên có thể sử dụng. Tu thần thông này tới chỗ cao, sẽ không kém Bạch Đồng Tử của Bạch Khởi, cũng là cấm kỵ trong rất nhiều thần thông, không dễ sử dụng. Hắn sử dụng nó với thực lực hiện giờ. Chỉ sợ mất một thời gian con mắt này sẽ không nhìn thấy. Nhưng hắn chỉ có thần thông này để đối phó tàn hồn của Ma Long. Có thể tiêu diệt tàn hồn của Ma Long, lấy được Hoa Vĩ Long cũng đáng. Ngọc tình lộ này không thể khiến mắt hắn khôi phục, nhưng có thể giúp hắn giảm đau. Hắn cất ngọc tình lộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạnh Vô Tình chưa rời đi. Không phải thì tốt, vậy ngươi sẽ ở Ma Long Tinh một năm đúng không? Ta nguyện chịu thua. Ta nhất định sẽ ở Ma Long Tinh một năm, thiếu một ngày cũng không được. Mạnh Vô Tình vội vàng gật đầu nói. Anh ta không biết Mạc Phàm diệt tàn hồn của Ma Long thế nào, nhưng Mạnh Bạch Thường bị Ma Long hủy đi cơ thể, nếu anh ta dám lắc đầu, chỉ sợ bọn họ cũng biến mất như Ma Long. Lúc trước anh ta không biết Mạc Phàm có thể giết chết Hắc Bạch Vô Thường, hiện giờ anh ta không nghi ngờ Mạc Phàm có thể giết chết được tất cả bọn họ. Như vậy là tốt nhất, nhưng vẫn chưa đủ. Ở yên trong này 2 năm đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, cửu tinh kiếm xoay tròn xung quanh hắn nhoáng lên một cái liền đến trước người Mạnh Vô Tình,
để trên của Mạnh Vô Tình. Ma Long bị giết không phải hắn dựa vào tu vi của mình, hoàn toàn là ỷ vào hiểu biết của hắn đối với tàn hồn của Ma Long. Nếu không hắn không thể giết được tàn hồn của Ma Long, người chết chỉ là hắn. Nhưng cho dù thế nào, ở trong mắt những người này, tàn hồn của Ma Long là bị hắn diệt. Mạnh Vô Tình vội vàng đi như vậy, vậy thì ở lại đây gấp đôi đi. 2 năm, ta nhất định sẽ ở đây đủ 2 năm. Mạnh Vô Tình dựng thẳng ngón tay lên, vội vàng nói, một thể ấn sáng lên trên mi tâm hắn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không để ý tới Mạnh Vô Tình nữa, thân thể hắn nhoáng lên một cái, liền đến nơi không xa trước người Bộ Kinh Phàm và Đông Phương Sóc. Hắn nhìn lướt qua những người ở xung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Bộ Kinh Phàm và Đông Phương Sóc. Kinh Long đỉnh này ta muốn, Hoa Vĩ Long cũng là của ta, hai người có ý kiến gì không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Lời nói đơn giản, nhưng mang theo khí phách khiến người ta hít thở không thông. Hai người nhìn Kinh Long đỉnh trong tay Mạc Phàm, vẻ mặt âm tình bất định. Đây chính là Hoa Vĩ Long, bọn họ ở Ma Long Tinh lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được một Hoa Vĩ Long, cứ thế tặng cho một tu sĩ kim đan sao. Thế nào, hai người có ý kiến à? Mạc Phàm giống như đã dự đoán được, hỏi. Hoa Vĩ Long có vẻ là địa bảo chân quý ở tu chân giới, sắp tới tay lại từ bỏ nhường cho người ta, quả thật không dễ dàng gì. Nhưng nếu không có Mạc Phàm giết tàn hồn của ma ảnh, hai bọn họ đã là người chết. Ta từ bỏ. Bộ Kinh Phàm do dự một lát rồi gật đầu, khi nói chuyện, trong đáy mắt hiện lên âm u. Mạc Phàm giết chết tàn hồn của Ma Long, khí tức trên người không giảm đi chút nào, trái lại còn mạnh hơn trước không ít. Như vậy Mạc Phàm có thể giết tàn hồn của Ma Long, phần lớn sẽ giết được ông ta. Lúc này ông ta tìm Mạc Phàm đòi Kinh Long đỉnh và Hoa Vĩ Long, thì không khác gì muốn chết. Ông ta nhận một kích của Ma Long, thực lực toàn thân hiện giờ phát huy ra 2 phần đã không tệ rồi. Tuy ông ta giải trừ quan hệ chủ tớ với Kinh Long đỉnh, nhưng muốn thông qua Kinh Long đỉnh tìm Mạc Phàm lại rất dễ. Đợi ông ta rời khỏi đây, tìm một trưởng bối gia tộc đi cùng ông ta, lấy lại Kinh Long đỉnh và Hoa Vĩ Long cũng không muộn. Nói xong Bộ Kinh Phàm lấy một viên đan dược ra nuốt xuống, dứt khoát rời đi. Đông Phương Sóc thấy Bộ Kinh Phàm rời đi, lông mày nhíu chặt lại. Ông ta vốn định hợp tác với Bộ Kinh Phàm một phen, hai bọn họ hợp lực lại thực lực vẫn không thể khinh thường. Nhưng Bộ Kinh Phàm rời đi như vậy, một mình ông ta có thể cướp Hoa Vĩ Long từ tay Mạc Phàm sao? Nếu là lúc trước, ông ta không nghi ngờ chút nào, nhưng hiện giờ ông ta đã thương tổn tới căn nguyên, rất có khả năng từ hóa thần kỳ rớt xuống. Nếu ông ta từ hóa thần kỳ rớt xuống, muốn lên lại hóa thần sẽ khó hơn nhiều. Tiểu tử, Hoa Vĩ Long không phải thứ người cấp bậc như ngươi có thể lấy, hôm nay ta tha cho ngươi trước, chúng ta còn nhiều thời gian. Ý niệm của Đông Phương Sóc vừa động, nửa người lập tức khôi phục như thường, ngự phong rời đi. Khi ông ta rời đi, bàn tay giấu trong tay áo tạo một kiếm chỉ. Ở sau lưng Mạc Phàm, một chiếc lá bay lên theo gió, dán lên giày Mạc Phàm. Ngay sau đó chiếc lá biến mất, trên giày Mạc Phàm có một ấn ký hình cái lá. Mạc Phàm nhíu mày, sau đó lông mày giãn ra. Đợi một chút, hai người từ bỏ thứ này, nhưng ta có một thứ muốn lấy trên người hai người, nếu không chỉ sợ hai người không thể đi được. Phù kiếm trong tay Mạc Phàm chĩa ra, nói. Chỉ là không cần Hoa Vĩ Long, đã muốn rời đi, nghĩ đơn giản quá rồi. Vừa rồi lúc hai người dọn sân, đã muốn bắt hắn làm mồi. Lúc hai người toàn thịnh, chắc chắn hắn không phải đối thủ của hai người, hiện giờ giết hai người dễ như giết chó. Hắn vốn có thể để hai người đi, nhưng hai người đều lưu lại ấn ký trên người hắn, sao hắn có thể nương tay? Ngươi muốn thế nào? Hai người hơi sửng sốt, nghiêng đầu trầm giọng nói. Bọn họ đã từ bỏ, mà Mạc Phàm không chịu bỏ qua. Ngươi để lại kinh thiên đỉnh cuối cùng ngăn một kích của Ma Long, ngươi để lại một đạo căn nguyên của tu sĩ hóa thần. Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao? Đông Phương Sóc nhíu chặt mày, nói. Ta sẽ cho các ngươi biết tàn hồn của Ma Long bị diệt thế nào. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, con mắt chảy máu của hắn lại xuất hiện liên hoa huyết sắc, xem như ngươi lợi hại. Hai người nhìn thấy hồng quang trong mắt Mạc Phàm, quả đấm nắm chặt rồi buông lỏng ra, một người để lại bình vuông thanh đồng. Một người lấy viên cầu trong suốt to bằng ngón cái ra, lúc này mới rời đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn những người còn lại, những người này đều cúi đầu.
Hóa thần và nửa bước hóa thần đều để lại tiền mua mạng mới rời đi được, nếu Mạc Phàm mở miệng yêu cầu bọn họ càng không thể từ chối. Nhưng Mạc Phàm chỉ liếc mắt nhìn đám người này một cái, sau đó coi như không thấy, dẫn theo Mạnh Vô Kỳ rời đi. Chậm trễ 10 ngày, cuối cùng cũng lấy được Hoa Vĩ Long, là lúc chuẩn bị tham gia hải tuyển rồi. Mạc Phàm mới rời đi, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này là ai thế? Có người hỏi. Rõ ràng chỉ có tu vi kim đan, nhưng không chỉ giết được tàn hồn của Ma Long Đại Thừa, còn nghiền ép cao thủ hóa thần. Chỉ sợ là đệ tử hạch tâm của đại môn phái nào đó. Có người vẻ mặt thận trọng, suy đoán. Khả năng Mạc Phàm tự tay giết tàn hồn của Ma Long là rất nhỏ, hai bên chênh lệch quá nhiều, hơn nữa ngay cả cao thủ hóa thần đều không phải đối thủ của tàn hồn đó, Mạc Phàm càng không thể. Nhưng một số đệ tử hạch tâm của đại môn phái đi ra rèn luyện, trên người thường mang theo một số quân bài chưa lật mà tiền bối gia tộc ban cho, một khi gặp nguy hiểm, bình thường những quân bài chưa lật có thể phát huy ra một kích toàn lực của đám cao thủ. Công kích như vậy, hoàn toàn có khả năng giết tàn hồn của Ma Long Đại Thừa. Chắc chắn Mạc Phàm dựa vào lực lượng của cao thủ trong gia tộc để lại trong cơ thể hắn, mới có thể giết được tàn hồn của Ma Long. Đệ tử thế gia. Không ít người nhìn về phía Mạc Phàm rời đi, không tự chủ được nuốt nước bọt. Chẳng trách Mạc Phàm không thèm để ý tới bọn họ, chỉ lấy kinh thiên đỉnh của bộ kinh Phàm và một đạo căn nguyên hóa thần của Đông Phương Sóc, chỉ sợ không phải Mạc Phàm không so đo với bọn họ, mà bọn họ không đủ tư cách để so đo. Không biết tiểu tử này là đệ tử thế gia của môn phái nào, ngay cả người Mạnh gia cũng cam chịu khuất phục. Có người vô cùng kinh hãi, nhìn thoáng qua Mạnh Vô Tình, không khỏi suy đoán. Ít nhất cũng là gia tộc cao hơn Mạnh gia. Cách đó không xa, Mạnh Vô Tình cảm nhận được ánh mắt người xung quanh, quả đấm của anh ta nắm chặt lại, trong đôi mắt đều là phẫn nộ. Người khác không biết bối cảnh của Mạc Phàm, nhưng anh ta biết, Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử từ hạ giới tới, vốn dĩ không có bối cảnh gì đáng nói. Nhưng mà, Bạch Thường, tình huống gì thế, vì sao tiểu tử này có thể giết tàn hồn của Ma Long? Mạnh Vô Tình nhìn chằm chằm Mạnh Hắc Thường, trầm giọng hỏi. Hắc Bạch Vô Thường, thực lực của Hắc Thường mạnh hơn một chút, nhưng Bạch Thường thông minh hơn, loại chuyện này chỉ có thể hỏi Mạnh Bạch Thường. Anh ta vừa nói xong, một đạo bạch khí bay từ trong cơ thể Mạnh Hắc Thường ra, hóa thành một hư ảnh. Thiếu gia, tiểu tử này giống như không phải thấy tàn hồn của Ma Long lần đầu tiên, hiểu rất rõ tàn hồn của Ma Long. Mạc Phàm mới nhìn tàn hồn của Ma Long, thậm chí lúc chưa thấy tàn hồn của Ma Long hoàn toàn, đã có biện pháp đối phó tàn hồn của Ma Long, bởi vì ông ta không làm theo lời Mạc Phàm nói, mới khiến cơ thể bị hủy, dựa vào bí thuật quỷ đạo mới miễn cưỡng sống sót. Cho nên không có khả năng đây là lần đầu tiên Mạc Phàm thấy tàn hồn của Ma Long. Nếu ngươi thấy tàn hồn của Ma Long lần hai, ngươi có thể giết được tàn hồn của Ma Long à? Mạnh Vô Tình nhíu mày, bất mãn hỏi. Chuyện này, thuộc hạ không thể. Trên mặt Mạnh Bạch Thường hiện lên vẻ xấu hổ, lắc đầu. Nhưng hình như tàn hồn của Ma Long này có nhược điểm, tên tiểu tử kia lại có bí kỹ, lúc này mới giết được tàn hồn của Ma Long. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bí kỹ gì, người nói đạo hồng quang kia sao? Đúng vậy, cụ thể là bí kỹ gì ta cũng không biết, nhưng hẳn là một loại đồng tử thuật cần thời gian rất lâu mới tạo ra được. Mạnh Bạch Thường giải thích. Lúc Mạc Phàm đánh thần văn vào trong mắt, chỉ có ông ta ở bên cạnh, nhưng ông ta không cảm nhận được Mạc Phàm dùng cái gì. Đồng tử thuật, không phải tiểu tử này có quan hệ gì đó với Bạch gia đấy chứ? Lông mày Mạnh Vô Tình nhíu chặt nói. Ma Long Đại Thừa bị một cao thủ của Bạch gia giết chết, Mạc Phàm lại dùng đồng tử thuật, rất khó không có quan hệ với Bạch gia. Hẳn là không phải, ta có biết về đồng tử thuật của Bạch gia. Đồng tử thuật của Bạch gia không cần tốn thời gian như vậy, nhưng một khi đồng tử thuật của tiểu tử này được sử dụng, hẳn là uy lực sẽ như Bạch gia. Như vậy nếu gặp tiểu tử này ở Hải Tuyển Thần Nông Tông, nhất định phải giết chết cậu ta trong khoảng thời gian ngắn rồi. Trong mắt Mạnh Vô Tình lóe lên ánh sáng lạnh nói. Không sai, nếu để tiểu tử này dùng đồng tử thuật đó, chỉ sợ ít ai ngăn được đồng tử thuật này. Mạnh Bạch Thường gật đầu liên tục nói. Được rồi. Bốn người lập tức đến Thiên Cơ Các gần đây, nói tin tức này cho Lý Thu Minh, bảo anh ta phải giết được Mạc Phàm, ngoài ra bán tin này cho Thiên Cơ Các, nói cả cho gia gia ta biết nữa, nhất định không thể để tiểu tử này tiến vào Thần Nông Tông.
Mạnh Vô Tình nhìn bốn người trong tám người cầm Khổn Tiên Tỏa nói. Một khi lá bài chưa lật của Mạc Phàm được mọi người biết, chỉ sợ không ai sẽ cho Mạc Phàm cơ hội, giết ngay Mạc Phàm. Như vậy cơ hội Mạc Phàm nổi tiếng ở Hải Tuyển sẽ nhỏ đi nhiều. Có Gia Gia anh ta và Lý Thu Minh, con đường Hải Tuyển của Mạc Phàm sẽ càng bước càng gian nan. Dù sao cho dù thế nào, cũng không thể để Mạc Phàm tiến vào Thần Nông Tông, người như Mạc Phàm tiến vào Thần Nông Tông, mới là ngày đáng sợ nhất của Mạnh gia bọn họ. Dạ, thiếu gia. Bốn người kia cúi đầu với Mạc Phàm, xoay người rời đi. Thiếu gia, chúng ta thật sự phải ở đây 2 năm sao? Mạnh Hắc Thường nhìn thoáng qua bốn người rời đi, cau mày nói. Nếu Mạc Phàm có thể sống 2 năm, ta sẽ ở đây 2 năm, cậu ta không sống được lâu như vậy đâu, ta cũng không cần bội ước với một người chết, nhưng ta dám đánh cược, Mạc Phàm chắc chắn không sống được 2 năm, thậm chí không có biện pháp rời khỏi Ma Long Tinh. Mạnh Vô Tình cười lạnh lùng nói. Mạc Phàm để lộ ngũ quỷ phệ hồn chú của mình, không có bọn họ đi theo, người của Ngạo Nhật Sơn Tông sẽ tới tìm Mạc Phàm nhanh thôi. Không biết Mạc Phàm giết được tàn hồn của Ma Long, thì có thể giết được người của Ngạo Nhật Sơn Tông hay không? Bốn người các ngươi đi liên lạc với người của Ngạo Nhật Sơn Tông được phái tới, nói tin tức của tiểu tử này cho bọn họ, ngoài ra đừng để bọn họ giết Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Tình nói với bốn người còn lại. Bốn người rời đi theo, Mạnh Vô Tình và Hắc Bạch Vô Thường thì đi đến thành gần đó. Tin tức Mạc Phàm diệt Ma Long truyền ra rất nhanh. Mọi người rời đi không lâu, một bóng người lắc lư liên tục trong không trung, đến trước hầm ngầm của tàn hồn Ma Long lúc trước. Người này có mái tóc dài như máu, dáng người nhỏ xinh ẩn trong trường bào rộng thùng thình, hoàn toàn không nhìn ra là nam hay nữ, già hay trẻ, trên phần trán lộ ra, chỉ có thể thấy một đôi mắt huyết sắc và một ấn ký liên hoa huyết sắc trên trán. Người này nhìn ngó xung quanh một lát, cuối cùng bóng dáng nhoáng lên một cái, đứng ở nơi Mạc Phàm giết tàn hồn Ma Long. Một tay người này nắm trong không khí, hồng vụ nhạt lập tức xuất hiện trong tay người này, chậm rãi hội tụ thành một đóa liên hoa yểu điệu. Quả nhiên là huyết mạch hồng liên. Người này nhìn liên hoa trong tay, lông mày lập tức nhíu lại, trong mắt lóe lên tinh quang. Người này thấy được hồng quang nên vội vàng chạy tới, không ngờ thật sự gặp được huyết mạch hồng liên. Năm ngón tay người này nắm chặt, liên hoa biến mất trong tay người này cũng biến mất theo. Xung quanh khôi phục như thường, giống như nơi này không có ai tới. Bóng dáng này biến mất không lâu, Mạc Phàm và Mạnh Vô Kỳ đến một thành tên là Thiên Long Thành ở Ma Long Tinh. Sau khi Ma Long bị diệt, Ma Long Tinh lần lượt thành lập 9 tòa thành. Những tòa thành này ngoại trừ cung cấp một số bảo hộ, trao đổi và nơi nghỉ ngơi cho tu sĩ mạo hiểm ở Ma Long Tinh ra, coi như là xây một đạo phòng tuyến chống đỡ ma thú. Dù sao đi qua Ma Long Tinh, là một vùng rộng ma vực. Công tử, chúng ta không tham gia hải tuyển sao, sao lại đến Thiên Long Thành rồi? Mạnh Vô Kỳ nhìn bảng hiệu ở cửa thành, hỏi. Bọn họ ở Ma Long Tinh 10 ngày, ít nhiều gì vẫn có hiểu biết về Ma Long Tinh. Trong 9 tòa thành ở Ma Long Tinh, chỉ có 3 nơi có truyền tống trận, Thiên Long Thành không nằm trong 3 tòa thành đó. Chắc chắn phải tham gia hải tuyển, nhưng trong thành này có phân bộ của Thiên Cơ Các, xem trước một chút chúng ta phải đi nơi nào, mới có thể quyết định chúng ta sắp đi đâu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, thiên cơ lệnh của Mạnh Hữu Vi ở trên tay hắn, nhưng tin tức trên đó đã cũ rồi, nếu khiêu chiến người dự thi trên tin tức đó, rất có khả năng sẽ vồ hụt. Chỉ đến Thiên Cơ Các mới có tin tức mới nhất được cập nhật, nếu hắn nhớ không nhầm, Thiên Long Thành có phân bộ của Thiên Cơ Các. Công tử anh minh, vậy chúng ta ở lại nơi này một thời gian sao? Mạnh Vô Kỳ nói. Chỉ trong mấy ngày, anh ta từ đệ tử của Mạnh gia biến thành bạn kèm của Mạc Phàm. Anh ta không chỉ cảm kích Mạc Phàm, còn vô cùng kính sợ. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nhìn lướt qua Thiên Long Thành, hắn lấy một ngọc giản và một chiếc nhẫn chứa không ít linh thạch đưa cho Mạnh Vô Kỳ. Chúng ta sẽ ở đây 2-3 ngày, lát nữa sẽ vào thành, chúng ta đi tìm nơi nghỉ ngơi trước, sau đó chúng ta chia ra làm 2 đường, ta đến Thiên Cơ Các xem tin về hải tuyển, người đi thu thập mấy thứ trên giúp ta. Đạt được Hoa Vĩ Long thuận lợi hơn hắn nghĩ nhiều, hiện giờ hắn có 20 ngày chuẩn bị cho hải tuyển. Nếu đến Ma Long Tinh, vậy thu thập một số nguyên liệu đặc biệt ở Ma Long Tinh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngoài ra thừa dịp lúc này, hắn cũng có thể vạch kế hoạch chuyện hải tuyển một phen. Liên phệ, hắn định chuẩn bị phương pháp cấm kỵ này trong hải tuyển hoặc ở đại bỉ trăm năm.
hiện giờ đã sử dụng, tuy chiếm được Hoa Vĩ Long, nhưng không biết sẽ sản sinh ra kết quả thế nào. Liên phệ là bí kỹ của huyết mạch Hồng Liên, người không biết thì không sao, người biết sẽ phân được rất rõ. Nếu bị người biết phát hiện, huyết mạch Hồng Liên của hắn sẽ bại lộ rồi. Bại lộ chuyện này trước khi hắn tiến vào Thần Nông Tông, là một chuyện vô cùng nguy hiểm đối với hắn, càng nguy hiểm hơn chuyện người ta biết tạo hóa bất diệt ấn trên người hắn. Cướp đoạt tạo hóa bất diệt ấn rất phiền phức, nhưng huyết mạch Hồng Liên thì dễ hơn nhiều, hơn nữa uy lực của thuật pháp cấm kỵ không kém tạo hóa bất diệt ấn. Từ liên phệ có thể diệt tàn hồn của Ma Long, là nhìn ra được cường đại của huyết mạch Hồng Liên. Chỉ nghĩ một lát, hắn liền lắc đầu vào thành với Mạnh Vô Kỳ. Liên phệ đã dùng, nếu bị người ta nhận ra thì thôi, để hắn lựa chọn một lần nữa, hắn vẫn lựa chọn sử dụng liên phệ, lấy Hoa Vĩ Long. Chỉ trong thời gian ăn bữa cơm, bọn họ đã tìm được một tửu điếm không tệ, hai người ăn đơn giản xong, Mạc Phàm dựa vào trí nhớ của mình tới Thiên Cơ Các ở Thiên Long Thành, một tòa nhà như cung điện cao 5 tầng. Bên trong Thiên Cơ Các có không ít người đổi lấy tin tức mình muốn, náo nhiệt hơn một số tiệm thuốc, hiệu cầm đồ, hiệu bán binh khí. Mạc Phàm vừa mới tiến vào, một người hầu mặc đồ xanh ở Thiên Cơ Các nhiệt tình đón chào. Vị công tử này, có thể giúp ngươi chuyện gì không? Dẫn ta tới tầng 3. Mạc Phàm thản nhiên nói. Kiếp trước hắn tới Thiên Cơ Các không ít lần, cho nên không hề xa lạ với nơi này. Có thể nhìn màu sắc quần áo của người hầu ở Thiên Cơ Các để biết cấp bậc, có tổng cộng 9 cấp, màu xanh là cấp thấp nhất, sau đó đến màu cam, màu tím, màu đen và màu trắng là cấp cao. Mỗi cấp bậc sẽ tương ứng với các tầng khác nhau, màu xanh chỉ có thể ở tầng 1. Mà ở tầng 1, chỉ có thể đạt được một số tin tức rất bình thường, những tin tức này có thật có giả, chỉ cần tốn chút tiền là được, gần như mua báo hoặc mua tạp chí trên địa cầu. Ví dụ như Thiên Cơ lệnh về danh sách hải tuyển của Mạnh Hữu Vi, có thể tốn chút tiền mua ở tầng 1, chẳng qua là không kỹ, không liên quan tới tin quan trọng. Tầng 2 tốt hơn tầng 1 một chút. Tầng 3 thì liên quan tới một số thông tin cơ mật, giá cũng đắt hơn nhiều, tu sĩ bình thường sẽ không đi lên tầng 3. Lên trên còn thông tin càng chân quý hơn, ví dụ như tầng 5 tầng cao nhất của Thiên Cơ Các, ở một số thành quan trọng còn có tầng 9. Kiếp trước hắn tới Thiên Cơ Các, đều đi thẳng lên tầng 9. Nhưng bây giờ hắn không lên được, trong tay hắn chỉ có ít linh thạch, nhất là sau khi thu thập lượng lớn nguyên liệu, linh thạch mất đi một lượng lớn, hắn chỉ cần lên tầng 3 là được. Xem ra đây không phải là lần đầu tiên công tử tới Thiên Cơ Các của chúng tôi, nhưng Thiên Cơ Các của chúng tôi có quy củ, hẳn là công tử cũng biết. Vẻ mặt người hầu mặc thanh y vẫn nhiệt tình như cũ, nhưng ánh mắt thay đổi không ít. Mạc Phàm cười nhạt, lấy lệnh bài Nam Cung Thanh cho hắn ra. Phí dụng tin tức ở tầng 3 có thể dùng giá trị xa xỉ để hình dung, người bình thường muốn đi lên phải lấy đủ số linh thạch, linh vật, hoặc lấy thứ tượng trưng cho thân phận như hắn. Nếu không không có biện pháp đi lên tầng, càng không nói đạt được tin tức hữu dụng. Hóa ra là người của Nam Cung gia, thật là thất kính, mong công tử đợi một lát, người hầu tam cấp của chúng tôi sẽ xuống ngay. Người hầu mặc thanh y lấy một tảng đá màu cam từ trong ngực ra, rót linh khí vào bên trong. Chỉ trong phút chốc, một mỹ nữ Nguyên Anh kỳ mặc trường bào màu cam vặn vẹo vòng eo động lòng người xuất hiện trên cầu thang, đi thẳng về phía Mạc Phàm. Công tử, mời đi bên này. Mỹ nữ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, hơi cúi người, một mảng lớn phần ngực lộ ra trước mặt Mạc Phàm, hấp dẫn không ít người nhìn qua. Dẫn đường đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mỹ nữ Nguyên Anh làm người hầu cũng không phải chuyện kỳ lạ gì, rất thường thấy ở Thiên Cơ Các. Dù sao ở tu chân giới, chỉ có thực lực tương đương mới giữ được cấp bậc tương đương. Một lát sau, Mạc Phàm và Mỹ nữ này tới một căn phòng ở tầng 3 Thiên Cơ Các. Một thị nữ lập tức bưng linh trà, linh quả thượng phẩm tới, chỉ riêng trà và trái cây đều đã giá trị mấy trăm linh thạch hạ phẩm. Công tử, không biết người muốn biết tin tức gì? Mỹ nữ tò mò đánh giá Tô Hiểu, hỏi. Tu sĩ Kim Đan lại tới tầng 3, bình thường tới tầng 3 ít nhất phải là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Ta muốn biết tin tức mới nhất về hải tuyển của Thần Nông Tông. Mạc Phàm khẽ nhấp một ngụm trà nói. Tin tức chi tiết về hải tuyển của Thần Nông Tông sao? Mỹ nữ mặc đồ cam hơi mỉm cười, ngồi trên ghế đối diện Mạc Phàm, đôi mắt luôn nhìn về phía Mạc Phàm. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Mạc Phàm, Mạc công tử đi tới tầng 3, hẳn là không chỉ. Vì chuyện này đúng không, đã quên giới thiệu,
tiểu nữ họ Lý, công tử gọi ta là Thanh Thành được rồi. Trong mắt Lý Thanh Thành lóe lên thông minh, mỉm cười nói. Lúc trước cô ta luôn gọi Mạc Phàm là công tử, lần này gọi thẳng tên Mạc Phàm. Hửm. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, ánh mắt thay đổi nhìn Lý Thanh Thành, sau đó khôi phục như thường. Thiên Cơ Các không hổ là Thiên Cơ Các. Hắn chắc chắn đây là lần đầu tiên mình gặp Lý Thanh Thành, cũng là lần đầu tiên tiến vào Thiên Cơ Các sau khi trọng sinh, nhưng Lý Thanh Thành lại nói ra được tên hắn. Không chỉ như vậy, xem ra ý đồ của hắn cũng được đối phương biết, chuyện này nhanh hơn hắn dự đoán một chút. Công tử quá khen, không phải Thiên Cơ Các chúng tôi lợi hại, là Mạc công tử quá ưu tú, vừa tới tu chân giới chưa được một tháng, đã hấp dẫn không ít người chú ý. Lý Thanh Thành cười khiêm tốn nói. Cho ta xem tin tức liên quan tới ta trước đi. Mạc Phàm không nói nhiều với Lý Thanh Thành, nói thẳng. Hắn tới nơi này ngoại trừ muốn biết về bảng hải tuyển của Thần Nông Tông ra, quan trọng hơn là hắn muốn biết tin về hắn. Ở tu chân giới nếu muốn sống lâu, ngoại trừ chú ý thông tin về người khác, cũng phải lưu ý tin của mình. Ở Thiên Cơ Các có một câu nói như sau, nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, chỉ cần trả giá đủ cao, người đó sẽ biết chi tiết thông tin mình cần. Đương nhiên cũng có thể khiến tin người đó nhìn thấy có một phần giả. Mạc thiếu đừng gấp, xem bảng hải tuyển mới nhất trước đi. Lý Thanh Thành lấy một lệnh bài màu vàng ra, miệng niệm một đoạn chú ngữ. Trên lệnh bài tỏa ra hoàng quang, một hình chiếu chiếu lên vách tường, đúng là bảng danh sách mới nhất của hải tuyển. Mạc Phàm chỉ nhìn lướt qua, sau đó nhíu mày. Trên vị trí thứ 10, đúng là Vọng Cơ sư huynh của hắn, mà vị trí thứ 11, không biết biến thành tên hắn từ khi nào, Mạc Phàm Viêm Dương Thành. Sau tên của hắn có chữ viết rất nhỏ, cầm linh khí chém 40 ở tinh hỏa trấn, diệt tàn hồn của Ma Long Đại Thừa ở Ma Long Tinh, lấy được Hoa Vĩ Long ngàn năm. Sau mấy chữ này, là dấu chấm than màu lục. Tốc độ của Thiên Cơ Các nhanh thật. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn chém 40 mà Thiên Cơ Các biết cũng không lạ gì, nhưng hắn giết Ma Long vẫn chưa nói tên mình cho người khác, hơn nữa mới xảy ra không lâu, Thiên Cơ Các đã ghi lại rồi. Mạc công tử khen lầm rồi. Lý Thanh Thành cười nói. Xem ra ta cần lên tầng 4 mới có thể nhìn đủ thông tin cần, nếu Thanh Thành cô nương ẩn giấu cấp bậc thật mà nói. Mạc Phàm đặt chén trà xuống, muốn đứng dậy. Mấy chữ nhỏ ở phía sau, còn có dấu chấm than màu lục. Chuyện này có ý nghĩa tương đương với thông tin tứ cấp, chỉ lên tầng 4 mới biết được, không biết thông tin này là gì, nhưng hắn cần phải biết hết. Ngoài ra rõ ràng Lý Thanh Thành này mặc phục sức của sứ giả nhị cấp, lại cầm thiên cơ lệnh tam cấp, chắc chắn không phải là người hầu nhị cấp của Thiên Cơ Các. Lông mày Lý Thanh Thành nhíu lại, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi. Tuy Mạc công tử đến từ hạ giới, nhưng kiến thức lại vô cùng bất phàm, quả thật ta không phải người hầu nhị cấp của Thiên Cơ Các. Mạc công tử không cần đi lên tiếp nữa, bởi vì Thanh Thanh ở nơi nào, nơi đó là nơi cao nhất của Thiên Cơ Các ở Ma Long Tinh. Ý niệm của Lý Thanh Thành vừa động, diện mạo và quần áo của cô ta không thay đổi, nhưng thiên cơ lệnh màu vàng trong tay lại biến thành lệnh bài màu lam. Lông mày Mạc Phàm chỉ hơi nhíu lại, sau đó khôi phục như thường. Hẳn là ta nên gọi cô nương là các chủ rồi. Xanh, cam, vàng, lục, lam, đỏ, tím, đen, trắng. Tầng cao nhất của Thiên Cơ Các ở Ma Long Tinh là tầng 5, Lý Thanh Thành cầm lệnh bài màu lam ngũ cấp, không chỉ là người hầu ngũ cấp, cũng là các chủ ở đây. Mạc công tử khách sáo rồi, gọi ta là Thanh Thành được rồi, bây giờ Mạc công tử muốn xem tin tức phía sau không? Lý Thanh Thành dừng cười, nói. Xem ra ngoại trừ tin tức tứ cấp, còn tin ngũ cấp nữa, Thanh Thành cô nương mở ra đi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Nếu chỉ là tin tức tứ cấp, không đến mức để các chủ ngũ cấp ra mặt, cho nên sau tứ cấp còn ngũ cấp nữa. Tuân mệnh, Lý Thanh Thành cười nghịch ngợm, cô ta đánh một pháp ấn màu lam vào trong thiên cơ lệnh, tin tức tứ cấp và ngũ cấp đều mở ra. Chữ nhỏ màu lục viết, kẻ nắm giữ lệnh bài Nam Cung gia, có khả năng có được tạo hóa ấn, có được tạo hóa linh khí, có khả năng còn có được linh khí mệnh kiếm phủ của quỷ ảnh nhất tộc. Chữ nhỏ màu lam, bí kỹ thiên phú giết tàn hồn của Ma Long là Liên Phệ. Hậu nhân của huyết mạch Hồng Liên. Hai tin tức này không nhiều chữ, nhưng sắc mặt Mạc Phàm thay đổi. Kiếp trước sâu cạn của Thiên Cơ Các thế nào hắn không thăm dò hoàn toàn, cường đại là không thể nghi ngờ. Nhưng trong một ngày ngắn ngủi, vậy mà Thiên Cơ Các đã điều tra về hắn rõ ràng.
Hơn nữa hai chuyện hắn lo lắng nhất đã xuất hiện trong tin của Thiên Cơ Các, nhất là hậu nhân của huyết mạch Hồng Liên. Thanh Thành cô nương nói với ta những tin này, là muốn thế nào? Mạc Phàm nâng chén trà lên, bình tĩnh hỏi. Hắn không cảm nhận được địch ý trên người Lý Thanh Thành, vậy là Lý Thanh Thành muốn đàm phán chuyện khác với hắn. Mạc công tử không muốn biết nơi lan tin này ra sao. Lý Thanh Thành thấy Mạc Phàm vẫn vô cùng bình tĩnh, ánh mắt thay đổi hơn nhiều. Đối với tu sĩ mà nói, cơ mật của bản thân vô cùng mẫn cảm. Đa số người nếu bị Thiên Cơ Các bọn họ để lộ những thông tin quan trọng, sẽ vì khủng hoảng mà thất thố, với độ tuổi của Mạc Phàm hoàn toàn không hợp với cơ trí và trấn định. Chuyện này thì không cần, ta tự mình biết chuyện này. Mạc Phàm nói, chuyện trên người hắn có tạo hóa ấn, chỉ có Nam Cung Ly và Tiểu Thanh cô nương biết, nhưng hai bọn họ sẽ không bán đứng hắn. Nếu bọn họ có ý xấu, hoàn toàn không cần bán tin này cho Thiên Cơ Các. Chuyện này hẳn là Thiên Cơ Các thông qua tiếp xúc giữa hắn và Nam Cung gia, phán đoán ra, bởi vì trên người Tiểu Thanh có tạo hóa ấn là chuyện không ít người biết, chuyện này không giấu được Thiên Cơ Các. Còn liên phệ vào huyết mạch Hồng Liên của hắn, chỉ sợ là có người bán thông tin về hắn, được Thiên Cơ Các phái người điều tra ra. Người này không phải Mạnh Vô Tình thì là Đông Phương Sóc và Bộ Kinh Phàm, không còn ai khác nữa. Được rồi, Mạc công tử là người thông minh, Thanh Thành cũng không quanh co lòng vòng nữa, nếu lan truyền mấy tin tức này của Mạc công tử ra, chỉ sợ không lâu sau, Mạc công tử sẽ thành đối tượng bị không ít thế gia, tông môn liệp sát, kết cục cuối cùng thế nào, không cần Thanh Thành nói, chắc chắn Mạc công tử cũng biết. Ta biết, Thanh Thành cô nương nói tiếp đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bất luận là tạo hóa ấn hay huyết mạch Hồng Liên, đều bị người ta cướp đoạt không còn mảnh thừa. Thiên Cơ Các chúng tôi có thể xóa tin tức tứ cấp và ngũ cấp cho Mạc công tử, linh thạch, linh bảo thì không cần, Mạc công tử chỉ cần thành khách khanh một vĩnh viễn của Thiên Cơ Các chúng tôi là được. Một thời xưa dùng để chỉ những người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc. Trong đôi mắt Lý Thanh Thành lóe lên chờ mong, nhìn Mạc Phàm nói. Khách khanh vĩnh viễn. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt xuất hiện ánh sáng lạnh. Hắn chỉ là một tu sĩ kim đan lại trở thành khách khanh vĩnh viễn của Thiên Cơ Các, ở trong mắt không ít người chắc chắn là một đãi ngộ không tệ. Khách khanh vĩnh viễn này nghe qua rất êm tai, quả thật có thể hưởng thụ không ít chỗ tốt. Nhưng thực tế là làm cu li cả đời cho Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các thường xuyên sắp xếp nhiệm vụ cho người gọi là khách khanh, nếu không hoàn thành sẽ bị giảm cấp, không chỉ phúc lợi đãi ngộ giảm xuống nhiều, thậm chí có khả năng bị giáng cấp đến cấp như người hầu mặc thanh y. Có một số người gia nhập Thiên Cơ Các quả thật nhất phi trùng thiên, nhưng ngược lại cũng không hiếm thấy. Một số rõ ràng là nguyên anh thậm chí tu vi cấp bậc hóa thần, lại như đứa bé giữ cửa ở Thiên Cơ Các, đó là loại người này. Nói một cách ngắn gọn, khách khanh này kém xa khách khanh của những tông phái, thế gia khác. Lý các chủ, người cảm thấy ta từ hạ giới tới, không biết gì về Thiên Cơ Các các ngươi sao? Mạc Phàm thổi mấy hơi chén trà, bình phục tâm tình hỏi. Thế lực của Thiên Cơ Các không kém thập đại tông môn, nếu đổi lại là người khác mới tới tu chân giới, rất có khả năng sẽ lập tức đồng ý điều kiện của Lý Thanh Thành. Dù sao trở thành khách khanh của Thiên Cơ Các, coi như là một người có thân phận địa vị. Mạc công tử nói hơi quá rồi, tuy Mạc công tử đến từ hạ giới, nhưng Thanh Thành tuyệt đối không dám coi Mạc công tử là người mới. Lý Thanh Thành giống như đoán được sẽ như vậy, cười nói. Vậy thì Lý các chủ thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để mua bán sao? Mạc Phàm hơi híp mắt nói tiếp, không thèm nể mặt Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành dùng tin về hắn làm điều kiện, rất rõ ràng là muốn nhân cơ hội hắn gặp nguy. Tươi cười trên mặt Lý Thanh Thành cứng đờ, rất nhanh liền khôi phục như thường, trong đôi mắt cô ta có thêm vài phần sắc bén, ít đi vài phần hư tình giả ý. Nếu Mạc công tử hiểu rất rõ về Thiên Cơ Các chúng tôi, hẳn là biết trong Thiên Cơ Các chúng tôi đều là thương nhân coi trọng nhất đôi bên cùng có lợi, nếu Mạc công tử là cao đồ của Thần Nông Tông, cho dù mấy tin này bị người ta biết cũng không sao, nhưng bây giờ sao, Mạc công tử cần Thiên Cơ Các chúng tôi giữ bí mật giúp, mà chúng tôi cần thanh niên có thiên phú dị bẩm như Mạc công tử, chúng tôi chỉ làm giao dịch mà thôi, nếu Mạc công tử không muốn làm, hoàn toàn có thể từ chối Thanh Thành. Chỉ là xuất phát từ thưởng thức của Thanh Thành đối với Mạc công tử. Thanh Thành khuyên Mạc công tử một câu, đừng vì thích tự do mà lầm lỡ tiền đồ. Lý Thanh Thành nói rõ ràng đâu ra đấy, dáng vẻ như suy nghĩ cho Mạc Phàm. Cô ta nhìn chỉ 25, 26 tuổi,
nhưng lúc bàn chuyện chính, lại lão luyện như đám lão niên mấy chục tuổi. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Thanh Thành cô nương, rõ ràng cô nương là các chủ ngũ cấp, vì sao lại mặc y phục màu cam nhị cấp? Lý Thanh Thành thấy Mạc Phàm đổi cách xưng hô gọi cô ta, từ các chủ biến thành Thanh Thành, khóe miệng cô ta hơi nhếch lên. Cô ta từng tiếp xúc với không ít người như Mạc Phàm, bình thường thái độ chuyển biến như vậy, chỉ sợ cách thỏa hiệp không xa, Mạc Phàm cũng như vậy mà thôi. Mạc công tử không thấy y phục màu cam đẹp hơn y phục màu lam sao, ở trong này, ta là các chủ, ta mặc gì là tự do của ta. Lý Thanh Thành cười quyến rũ nói. Thanh Thành cô nương thích mặc y phục màu cam, vậy ta muốn nói cho Thanh Thành cô nương biết, so với điều kiện ngươi nói, ta càng thích tự do. Mạc Phàm cười nhạt nói. Lý Thanh Thành nhíu chặt mày, trong đôi mắt cô ta lóe lên sắc lạnh. Xem ra Mạc công tử rất tự tin với thực lực của mình, cảm thấy mình có thể thoát được không ít người đuổi giết, còn thành công trở thành đệ tử của Thần Nông Tông. Ta nói thẳng với Mạc công tử, gần đây có không ít người chú ý tới tin tức về ngươi, hôm nay lại có nhiều người chú ý hơn, tuy tin tức tứ cấp và ngũ cấp còn chưa truyền ra, nhưng không lâu sau, ngươi cảm thấy một khi hai tin tức này truyền ra, ngươi còn tham gia được hải tuyển của Thần Nông Tông nữa không? Lý Thanh Thành nói tiếp. Một khi Mạc Phàm hấp dẫn sự chú ý, có khả năng Mạc Phàm không thể tiến vào bất cứ thành nào, bởi vì hắn tiến vào thành nào đều nguy hiểm tới tính mạng. Dù sao có khả năng trên người Mạc Phàm có cả hai thứ, là người vô cùng hấp dẫn. Tạo hóa môn, môn phái có thể đấu với thiên thời thượng cổ. Huyết mạch Hồng Liên, huyết mạch thần tộc thượng cổ, gần như đã đoạn tuyệt, nhưng mỗi tu sĩ huyết mạch Hồng Liên quật khởi đều vô cùng khủng bố. Mạc Phàm nhìn thoáng qua bình phong sau lưng Lý Thanh Thành, sau đó rời mắt nhìn về phía cô ta. Thanh Thành cô nương, người cảm thấy nếu người đối mặt với tàn hồn của Ma Long, thì có bao nhiêu cơ hội giết được tàn hồn của Ma Long? Không có một chút cơ hội. Lý Thanh Thành không cần nghĩ ngợi nói. Cô ta chỉ có tu vi Nguyên Anh, nhưng cô ta không phải Mạc Phàm, người hiểu rõ về Ma Long, còn có bí kỹ thiên phú vô cùng khủng bố, nếu cô ta gặp Ma Long, chỉ có thể bị giết. Dù sao Đông Phương Sóc cũng như vậy. Thanh Thành cô nương biết ý đồ ta đến đây đúng không? Mạc Phàm hỏi tiếp, biết. Lý Thanh Thành hơi nhíu mày, cô ta phỏng đoán tâm tư của Mạc Phàm, nhưng vẫn gật đầu. Vậy Thanh Thành cô nương cảm thấy trong thiên cơ các ở Ma Long Tinh, ai có thể gánh vác được hủy diệt tàn hồn của Ma Long? Tàn hồn của Ma Long chưa bị diệt hết sao? Vẻ mặt Lý Thanh Thành thay đổi, vội vàng hỏi. Mạc Phàm nhắc tới tàn hồn của Ma Long. Rất có khả năng tàn hồn của Ma Long chưa bị Mạc Phàm diệt, chỉ bị Mạc Phàm phong ấn. Mạc Phàm không trả lời, chỉ cười thần bí. Chắc chắn sau này Thiên Cơ Các sẽ có việc cầu ta có thể đồng ý giúp Thiên Cơ Các làm một chuyện, đổi lấy Thiên Cơ Các giữ bí mật cho ta tới kết thúc hải tuyển của Thần Nông Tông. Hắn đến đây, chính là vì giải quyết vấn đề tin tức về hắn. Nếu mấy tin tức này lộ ra, sẽ phải trả giá rất đắt, hắn muốn chặn mấy tin tức này trước. Giúp Thiên Cơ Các làm một chuyện, Mạc công tử tự tin quá rồi đó. Lý Thanh Thành cười lạnh lùng nói. Người có thể khiến Thiên Cơ Các làm như vậy, không một ai có cấp bậc như Mạc Phàm, cũng không có tiền lệ này. Có lẽ Mạc Phàm rất có tiềm lực, nhưng người chết non nửa đường như Mạc Phàm rất nhiều. Có tin hay không tùy cô. Mạc Phàm cười nhạt nói. Kiếp trước, người cầu xin hắn không chỉ có tổng các chủ của Thiên Cơ Các. Hơn nữa tổng các chủ của Thiên Cơ Các cầu hắn không chỉ một lần, bị hắn từ chối cũng không chỉ một lần. Hắn giúp Thiên Cơ Các làm một chuyện, đã xem như không tệ rồi. Nếu chúng tôi từ chối thì sao? Đôi mắt Lý Thanh Thành đảo liên tục, lạnh lùng nói. Linh khí này là phí tổn ta trả, ta cáo từ trước, buổi tối ta còn đến, nếu ta còn thấy những tin tức này, có lẽ Thanh Thành cô nương và vị phía sau sẽ thấy tàn hồn của Ma Long tiến vào Thiên Cơ Các. Mạc Phàm lấy kinh thiên đỉnh của bộ kinh Phàm ra, đặt lên trên bàn. Nếu Thiên Cơ Các cố chấp đối nghịch với hắn, hắn chỉ có thể bí quá hóa liều. Mạc công tử, người đang uy hiếp chúng ta sao? Lý Thanh Thành nắm chặt tay, trầm giọng nói. Mạc công tử, người thật to gan, người cảm thấy Thiên Cơ Các chúng tôi dễ bị uy hiếp như vậy sao? Lý Thanh Thành đập bàn đứng dậy, lạnh lùng phủ kín gương mặt. Hắn vừa nói xong. Một lão giả tóc trắng bệch đi từ sau bình phong ra, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu thư, cần bắt cậu ta không? Lão giả hỏi. Lý Thanh Thành nhíu mày, nhưng không mở miệng.
Thanh Thành cô nương có thể thử một lần, vị lão tiên sinh này có khả năng bắt được ta, nhưng không lớn lắm. Mạc Phàm không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Khi hắn nói chuyện, mắt hắn nhắm lại rồi mở ra sử dụng liên vệ lúc trước, liên hoa huyết sắc xuất hiện trong mắt hắn, nếu nhìn kỹ liên hoa, có thể thấy nó không còn trống rỗng nữa, thay vào đó là một long ảnh. Liên vệ là một loại thuật phong ấn, thứ gì bị liên vệ hấp thu, sẽ được phong ấn trong mắt hắn, có thể thả ra rồi phong ấn lại bất cứ lúc nào. Hắn từng thấy một đại tu có được huyết mạch hồng liên, thông qua liên vệ phong ấn một hắc động vào trong mắt, tuy không ở trong hàng ngũ thập đại cao thủ, nhưng thực lực không kém gì Bạch Khởi. Nhưng hiện giờ hắn sử dụng liên vệ hơi miễn cưỡng, cho nên trước khi ma long không được phong ấn hoàn toàn, mắt hắn sẽ không nhìn thấy gì. Ngoài ra một khi hắn thả tàn hồn của ma long ra, sẽ không có biện pháp thu hồi nữa, trừ phi hắn sử dụng một con mắt khác thi triển liên vệ. Nhưng một khi phóng thích tàn hồn của ma long ra, những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Lý Thanh Thành và lão giả kia nhìn con mắt này của Mạc Phàm, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Nếu Mạc Phàm thật sự thả ma long ra, quả thật bọn họ không có biện pháp ngăn cản, thiên cơ các bị hủy, tin tức tứ cấp và ngũ cấp về Mạc Phàm, quả thật không có biện pháp truyền ra ngoài. Nhưng cho đến bây giờ đều là thiên cơ các bọn họ uy hiếp người khác, không có người khác uy hiếp thiên cơ các, ít nhất Mạc Phàm không có tư cách này, sao cô ta có thể cam tâm để một tu sĩ hạ giới vừa tới tu chân giới uy hiếp. Chỉ trong phút chốc, Lý Thanh Thành vẫy tay. Viên thúc, lui ra đi. Tiểu thư, lão giả họ Viên liếc mắt nhìn Lý Thanh Thành với vẻ nghi ngờ, xác nhận lại. Lui ra, Lý Thanh Thành lặp lại. Lông mày tuyết trắng của lão giả họ Viên nhíu lại, thân thể ông ta nhoáng lên một cái, liền biến mất khỏi phòng. Mạc công tử, ngươi là người khó dây nhất từ khi ta tiến vào thiên cơ các tới nay. Lý Thanh Thành thở hổn hển nói. Cô ta đến thiên cơ các gặp đủ loại người, đa số đều có thể chia ra làm người không bối cảnh và có bối cảnh. Mạc Phàm thì khác, Mạc Phàm không có bối cảnh nhưng có được dũng khí của người có đại bối cảnh, can đảm và ung dung, người như vậy rất khó dây. Thanh Thành cô nương đang khích lệ ta sao? Hồng Liên trong mắt Mạc Phàm biến mất, hắn thản nhiên nói. Xem như là vậy. Cô ta nhìn chúng thiên phú của Mạc Phàm, muốn thừa dịp thanh danh của Mạc Phàm còn chưa lên cao, thu nhận Mạc Phàm dưới trướng. Có sự ủng hộ của cô ta, nếu ngày sau Mạc Phàm có thể nhất phi trùng thiên, quyền lực và địa vị của cô ta ở thiên cơ các cũng tăng phạm vi rộng, dù sao Mạc Phàm cũng là người của cô ta. Nhưng cô ta nghĩ quá đơn giản về Mạc Phàm rồi. Cho nên, không biết Mạc công tử định ở Thiên Long Thành bao lâu? Lý Thanh Thành không trả lời, trái lại hỏi. Gần 3 ngày. Mạc Phàm nói thẳng. 3 ngày, hẳn là đủ thời gian thu thập lượng lớn nguyên liệu ở Ma Long Tinh. Yêu cầu mà Mạc công tử nói ta không thể đồng ý, nếu Mạc công tử tin thiên cơ các chúng tôi, trong 3 ngày này ta sẽ không tuyên bố tin tức tứ cấp và ngũ cấp của Mạc công tử ra ngoài, ngoại trừ ta ra, không ai có thể nhìn thấy, 3 ngày sau ta sẽ cho công tử câu trả lời, cũng hy vọng Mạc công tử suy nghĩ ý kiến của ta, thế nào? Lý Thanh Thành nói. Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Hắn vừa định mở miệng, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Những lời định nói ra miệng liền nuốt trở lại. Ngón tay hắn sáng lên, một ngọc bội lóe sáng hồng quang xuất hiện trong tay hắn. Đây là thông tấn phù hắn luyện chế, chỉ có hắn và Mạnh Vô Kỳ mới có. Thông tấn phù tỏa ra hồng quang, chỉ sợ bên phía Mạnh Vô Kỳ đã xảy ra chuyện. Ta đợi tin của Thanh Thành cô nương, nhưng ta có câu muốn nói cho Thanh Thành cô nương, lúc rồng bơi đến chỗ nước cạn, hổ lạc ở đồng bằng không thích hợp trói buộc nhất. Điều kiện của ta tốt hơn đối với tương lai của Thanh Thành cô nương, ta còn một số việc, cáo từ trước. Mạc Phàm không nói nhiều nữa, đứng dậy rời đi. Mỗi một lựa chọn đều như đánh bạc, hiện giờ hắn nói nhiều với Lý Thanh Thành như vậy đều là nói không có bằng chứng. Hắn đang đánh cược, Lý Thanh Thành cũng đang đánh cược, xem Lý Thanh Thành hạ tiền đánh cược thế nào. Ít nhất kiếp trước, hắn biết rõ trong thiên cơ các có cấp cao là nữ, nhưng không có một người tên Lý Thanh Thành. Vẻ mặt Lý Thanh Thành hơi đổi, dáng vẻ đăm chiêu. Cô ta vẫn gọi một người hầu cấp thấp tới, dẫn Mạc Phàm rời đi. Mạc Phàm vừa mới rời khỏi thiên cơ các, lão giả họ Viên liền đi từ sau bình phong ra. Vì sao vừa rồi tiểu thư không để ta ra tay, sau khi tiểu tử này thấy tin tức có phản ứng lớn như vậy, chắc chắn 2 tin tức đó là thật, nếu tiểu thư có được huyết mạch hồng liên và tạo hóa ấn, không chỉ tình cảnh của Lý gia sẽ tốt hơn nhiều,
tiểu thư cũng không bị người kia quấy rầy nữa. Lão giả họ Viên cảm thấy khó hiểu nói. Viên thúc, người có thể địch nổi tàn hồn của Ma Long không? Lý Thanh Thành nhìn qua cửa sổ, nhìn Mạc Phàm đang đi về phía Dược Vương Các, lạnh nhạt hỏi. Ta không thể đối phó tàn hồn của Ma Long, nhưng tàn hồn của Ma Long xuất hiện ở Thiên Long Thành, đều có quân sĩ thủ thành xử lý, ta vẫn có khả năng dẫn tiểu thư rời khỏi Thiên Cơ Các, ngoại trừ tàn hồn của Ma Long ra, trên người tiểu tử kia không có thứ khiến cho ta kiêng kỵ, lấy huyết mạch Hồng Liên và tạo hóa ấn dễ như trở bàn tay. Viên thúc, quy củ của Thiên Cơ Các không phải ngươi không biết. Lông mày Lý Thanh Thành nhíu lại, giọng điệu lạnh lẽo hơn trước không ít. Bọn họ để Mạc Phàm thả tàn hồn của Ma Long ra không sao, nhưng bọn họ dựa vào biết tin tức về Mạc Phàm, đi đoạt hoặc sử dụng huyết mạch Hồng Liên và tạo hóa ấn trên người Mạc Phàm do người khác cướp, thì trái với quy củ của Thiên Cơ Các. Một khi để Thiên Cơ Các điều tra ra, đừng nói là cô ta được huyết mạch Hồng Liên, thậm chí sẽ mất đi tính mạng. Lý ra bọn họ biến thành như vậy, là vì lúc trước quá tham lam. Ngoài ra ngay từ đầu Mạc công tử đã phát hiện ra ngươi, nhưng vẫn nói như vậy, ngươi cảm thấy cậu ta sẽ không ngờ tới chuyện này, ngươi cảm thấy cậu ta không còn chiêu khác đối phó ngươi sao? Lý Thanh Thành nói tiếp. Tạm thời không nói đến quy củ của Thiên Cơ Các, Mạc Phàm thật sự dễ đối phó như vậy sao? Chuyện này. Sắc mặt lão giả họ Viên khó coi, đôi mắt đảo liên tục. Tu sĩ hóa thần khác ông ta không dám nói, nhưng quả thật Mạc Phàm khiến ông ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tiểu thư, vậy ngươi định đồng ý với yêu cầu của tiểu tử kia sao? Lão giả họ Viên nói. Không đơn giản như vậy. Đó là, cậu ta muốn dựa theo điều kiện của cậu ta đúng không? Vậy trong 3 ngày này cậu ta phải lấy ra được thứ khiến ta động lòng, nếu không ta chỉ có thể dựa theo điều kiện của ta. Lý Thanh Thành nói. Cô ta che giấu tin tức giúp Mạc Phàm, cũng cần phải trả giá không nhỏ. Cô ta có thể đợi, nhưng sẽ không đợi một người kiêu ngạo chỉ biết nói miệng. Tiểu thư anh Minh, vẻ mặt lão giả họ Viên ngây ngốc, hiểu ra nói. Trên gương mặt Lý Thanh Thành không có chút vui mừng, thản nhiên nói. Viên thúc, phái một người tới Dược Vương Các đi. 1 phút sau, Mạc Phàm đứng trước cửa Dược Vương Các. Mạc Phàm nhìn thoáng qua 2 chữ, Dược Vương, thiếp vàng trên cánh cửa, hắn bước qua cửa mà vào, đi thẳng tới tầng 3. Dược Vương Các có tổng cộng 3 tầng, 2 tầng phía dưới đều là nơi bán dược liệu, tầng thứ 3 là nơi khám bệnh của Dược Vương Tôn Vô Tật, chủ nhân của Dược Vương Các và đồ đệ của ông ta. Nhưng lúc này có không ít người vây quanh tầng 2, gần như chặn hết hành lang ở tầng 1, Mạnh Vô Kỳ cũng ở trong đó, hoàn toàn không biết phải làm sao. Đối diện Mạnh Vô Kỳ là một lão giả mặc áo bào trắng ngồi trên ghế bành, sau lưng y phục thêu 1 chữ Y, rất to. Lão giả này là Tôn Vô Tật, y tiên nổi tiếng nhất ở Thiên Long Thành. Bên cạnh Tôn Vô Tật là một bàn trà, bên trên đặt một số bình ngọc tinh điêu tế trác, lão giả đang chậm rãi thưởng thức những bình ngọc này, giống như không để chuyện ở tầng 2 vào mắt. Trước người lão giả là 8 nam tử mặc thanh y đứng thành 2 hàng. Bên cạnh là một thanh niên vẻ mặt trắng xanh nằm trên cáng, chỗ ngực người thanh niên này có một cái động to, có thể nhìn thấy nội tạng ở bên trong, nhưng không có huyết dịch chảy ra. Trên làn da để lộ của người thanh niên này, từng sợi huyết quản đều đã biến thành màu đen, nhìn rất rõ, giống như được vẽ ma văn lên trên. Trước người người thanh niên này, là một nam tử trung niên vẻ mặt u sầu và mấy gia đinh. Lúc này trên mặt không ít người hiện lên vẻ khinh thường, chỉ trỏ Mạnh Vô Kỳ. Tiểu tử này còn không biết trời cao đất rộng, đọc một bản dược điển mà dám chỉ trỏ trong cửa hàng của Tôn Tiên Sinh, còn nghi ngờ Tôn Tiên Sinh phán bệnh người bệnh nan y, cậu ta nghĩ Dược Vương là danh xưng thôi à? Một người trong đó nói, có khả năng tiểu tử này muốn nổi tiếng tới điên rồi, chỉ tiếc y thuật quá nhỏ bé, cũng đến nhầm nơi rồi. Một người khác cười nói, ai biết được, không biết tới đá quán thành danh, hay là muốn bám lấy Long ra, nhưng hiện giờ sao, chắc chắn hôm nay tiểu tử này gặp xui rồi. Hô hô, trong âm thanh trào phúng, Mạnh Vô Kỳ ước gì tìm được một cái lỗ chui vào. Anh ta chỉ tới đây thu thập một số dược liệu giúp Mạc Phàm, nhìn thấy đôi mắt nam tử trung niên đỏ bừng, nâng một thanh niên đi từ trên tầng xuống, cho nên anh ta tò mò nhìn thoáng qua. Gần đây anh ta vẫn đọc dược điển Mạc Phàm cho anh ta, dựa theo một ví dụ trên dược điển, anh ta dễ dàng nhìn ra người thanh niên này trúng huyết chú. Huyết chú sẽ hao tổn khí huyết của tu sĩ, nhưng không phải là chứng bệnh khó giải.
Trong tình hình chung, chỉ cần phục dùng thanh huyết đan một thời gian là được, cộng thêm một số đan dược bổ sung huyết khí, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ không có vấn đề gì. Nhưng chỗ người này bị hạ huyết chú có vẻ đặc biệt, phương pháp bình thường không dễ dàng tiếp xúc huyết chú như vậy. Ngoài ra không biết người thanh niên này bị ai ra tay, bị ngoại thương không nhẹ, như vậy sẽ khiến thương tổn của huyết chú to hơn nhiều, dẫn đến cả người hôn mê bất tỉnh. Dựa theo dược điển mà anh ta đọc, cho dù như vậy cũng không phải bệnh nan y, chẳng qua chỉ tương đối phiền phức một chút, nhưng vẫn là bệnh nhẹ. Nhưng mà đến tay Tôn Vô Tật, thì thành bệnh nan y. Anh ta thấy nam tử trung niên kia đáng thương, hơn nữa trong hộp ngọc gia đình cầm theo sau nam tử trung niên là một trong những dược liệu Mạc Phàm cần, cho nên anh ta mới xen vào một câu. Nam tử trung niên này nghe thấy lời anh ta nói như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lôi kéo anh ta cầu anh ta chữa trị cho thanh niên trên cáng. Nhưng đệ tử của Tôn Vô Tật đưa đám người này xuống lập tức không vừa ý. Mới đầu anh ta không để ở trong lòng, cứ dựa theo dược điển mà làm, mãi đến khi đám người mời Tôn Vô Tật xuống, anh ta mới phát hiện chuyện ầm ĩ lớn rồi. Đám đệ tử của Tôn Vô Tật không có năng lực phản bác anh ta, nhưng Tôn Vô Tật có vẻ lợi hại, nói mấy câu anh ta liền lộ. Anh ta chỉ biết những chuyện Mạc Phàm viết trên dược điển, Tôn Vô Tật hỏi những chuyện khác anh ta không biết nên trả lời thế nào. Anh ta biết gây họa, vốn định rời đi, dù sao anh ta đã nói phương pháp cho nam tử trung niên rồi, nam tử trung niên thử một lần sẽ biết. Còn muốn thử hay không, đó là chuyện của nam tử trung niên. Có ai ngờ tới Tôn Vô Tật không để anh ta rời đi. Tiểu tử, đã đến bây giờ rồi mà sư phụ ngươi còn chưa tới, ta thấy ngươi nên giao bộ dược điển kia ra, sau đó quỳ với sư phụ ta thì hơn. Một đệ tử bên cạnh Tôn Vô Tật cười mỉa nói. Ta sẽ không đưa cho các ngươi dược điển. Mạnh Vô Kỳ trầm giọng nói. Phần dược điển này là Mạc Phàm cho anh ta, tuy Mạc Phàm không cấm anh ta truyền ra ngoài, nhưng gần đây anh ta nhìn ra được điểm chân quý của dược điển. Đồng chiến tìm không ít y tiên tới giải trừ quỷ chú trên người Lục La, đều không nghĩ ra được biện pháp gì, thậm chí còn có một tu sĩ của thần Nông Tông. Nhưng trên bộ dược điển này, chữa trị quỷ chú kia vô cùng đơn giản. Trước đó anh ta cũng hoài nghi phương pháp trên dược điển có thể chữa khỏi cho người thanh niên này hay không, nhưng Tôn Vô Tật bảo anh ta giao dược điển ra, anh ta càng tin tưởng dược điển hơn. Không giao dược điển ra cũng được, người đến dược vương các chúng tôi làm loạn, dựa theo quy củ của dược vương các chúng tôi, chỗ sư phụ tôi có 9 loại đan dược, trong đó có 8 loại là kịch độc, chỉ có một loại là phế bỏ tu vi, tự ngươi chọn một loại đi. Trong mắt đệ tử kia lóe lên tàn nhẫn. Một tay chỉ về phía bàn trà bên cạnh sư phụ anh ta, nói. Người này vừa nói xong, ngoại trừ nam tử trung niên lộ vẻ do dự ra, những người khác đều cười to. Tiểu tử này sắp kết thúc rồi. Kết quả kém nhất cũng là tu vi bị hủy, nhưng Mạnh Vô Kỳ có thể chọn chúng mình phế bỏ tu vi sao? Vậy có thể trách người nào, Tôn Tiên Sinh là dược vương của Thiên Long Thành, cũng có chút danh tiếng ở Ma Long Tinh, cho dù là đệ tử của thần Nông Tông cũng không thể so được với Tôn Tiên Sinh. Nếu không phải thành chủ luôn cầu xin mãi, Tôn Tiên Sinh sẽ không mở quán ở Thiên Long Thành, tiểu tử này ăn tim gấu mật hổ tới đây tìm việc, trừng phạt như vậy đều là Tôn Tiên Sinh trạch tâm nhân hậu, đổi lại là nơi khác, tiểu tử này đã chết từ lâu rồi. Một người khác nói, Mạnh Vô Kỳ nắm chặt tay, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ. Ta không sai, vì sao ta phải làm theo quy củ của các ngươi, nơi này đúng là Thiên Long Thành, các ngươi dám làm gì ta, nếu dẫn chú quân tới. Dược vương các ngươi cũng không dễ chịu đâu. Chú quân, ha ha. Nghe thấy hai chữ này, đệ tử kia của Tôn Vô Tật lắc đầu cười. Thành chủ của Thiên Long Thành có quan hệ rất thân với sư phụ của anh ta, nếu Thiên Long Thành vì chút việc này mà bắt sư phụ anh ta, vậy Thiên Long Thành không là Thiên Long Thành rồi. Trong lúc này, không ít người nở nụ cười, giống như thấy một tiểu cô nhi đang uy hiếp một gia chủ thế gia. Tôn Vô Tật cũng mỉm cười. Ông ta để bình ngọc trong tay xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Mạnh Vô Kỳ tứ cố vô thân. Có lẽ ngươi không sai, nhưng ai có thể chứng minh phương pháp này đúng? Ta. Sắc mặt Mạnh Vô Kỳ trắng bệch, hoàn toàn không biết nên nói gì. Anh ta chưa từng khám bệnh cho người ta, chỉ dựa theo dược điển, nếu dược điển kia không phải Mạc Phàm cho anh ta, ngay cả anh ta cũng không tin. Tiểu tử, không nói được sao, nể tính ngươi còn trẻ tuổi. Giao bộ dược điển hại người hại mình kia ra, hoặc chọn một bình ở đây nuốt vào, ta sẽ để ngươi rời đi. Tôn Vô Tật lắc đầu cười nói.
Bên cạnh ông ta, một đám đệ tử cười trêu tức. Mạnh Vô Kỳ nghiến chặt răng, muốn đi qua lấy thuốc. Anh ta sẽ không đưa dược điển cho Tôn Vô Tật, nuốt dược thì nuốt. Không đợi anh ta đi đến chỗ đặt bình thuốc, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Trong đó không có bình nào hủy tu vi của ngươi đâu, đều là độc dược, hơn nữa bên trong còn thêm mê huyễn thảo, cho nên cho dù ngươi lựa chọn uống một bình, sau khi uống xong, ngươi đều nghe lời giao dược điển cho ông ta, sau đó hóa thành một vũng máu loãng. Giọng nói này vang lên, không ít người nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Mạc Phàm đứng bên cạnh thanh niên bị bệnh. Trong mắt Tôn Vô Tật hiện lên chút dị sắc, cũng nhìn về phía Mạc Phàm. Trước mắt Mạnh Vô Kỳ vốn sáng lên, sau đó trong mắt hiện lên vẻ áy náy. Công tử, lui ra đi, phần độc dược trong dược điển đọc nhiều mấy lần, tránh để người ta độc chết còn tưởng là vận khí của mình không tệ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tuy Mạnh Vô Kỳ mới lật đọc dược điển không lâu, nhưng Mạnh Vô Kỳ cũng là tu sĩ kim đan, trí nhớ và lực lĩnh ngộ người bình thường không thể so được. Kiếp trước hắn giao bộ dược điển mình tổng kết lại cho Phượng Vũ chỉ mất một canh giờ lĩnh hội hoàn toàn, bách độc bất xâm, chữa được ngàn bệnh, có thể phân biệt vạn dược. Dạ, công tử. Mạnh Vô Kỳ hơi cúi người với Mạc Phàm, lùi sang một bên. Đệ tử của Tôn Vô Tật không ngăn cản, nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh miệt. Tiểu tử, ngươi là chủ nhân của tiểu tử này đúng không? Tên tôi tớ của ngươi làm loạn dược vương các chúng tôi, hiện giờ đã thua, ngươi xem làm thế nào đây? Một đệ tử cười âm hiểm hỏi. Thua sao? Một người ngu ngốc phán tử hình cho người bệnh như ngươi, dựa vào cái gì nói phương pháp cứu người của ta là sai, chỉ dựa vào chút y thuật tầm thường của ngươi sao? Mạc Phàm không thèm nhìn đệ tử này của Tôn Vô Tật, hỏi. Hả? Không ít người sửng sốt, trên mặt lộ vẻ dị sắc. Một tôi tớ dám chữa bệnh cho người Tôn Vô Tật không chữa được ở Dược Vương Các, chủ nhân đến còn gọi thẳng Tôn Vô Tật là kẻ ngu ngốc, lá gan càng lớn hơn nhiều. Chuyện này. Sắc mặt Tôn Vô Tật lập tức âm trầm, bình ngọc trong tay ông ta vang, ken két, giống như sẽ bị bóp mạnh bất cứ lúc nào. Tiểu tử, người thật to gan, người nói ai ngu ngốc, người không muốn sống nữa à? Đệ tử kia nhíu mày, tức giận nói. Người nói cho ta biết, người ngu ngốc ta nói là ai? Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Đương nhiên là. Đệ tử kia mở miệng nói, nhưng anh ta còn chưa nói hết, đã bị Tôn Vô Tật tát lệch mặt. Ngu ngốc, câm miệng. Đệ tử kia che mặt, không dám mở miệng nữa. Tiểu tử, ngươi là ai, có biết ta là ai không, mà dám gây chuyện ở chỗ của ta? Tôn Vô Tật trợn mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng, hai người đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi Dược Vương Các. Mạc Phàm cười nhạt, hai ngón tay ấn lên trán thanh niên bị bệnh, sau đó hắn nhìn về phía tay người thanh niên này, hỏi. Trong nhà nuôi tứ hồn khủng thú đúng không? Nam tử trung niên ở bên cạnh nghe thấy lời Mạc Phàm nói, vẻ mặt lập tức thay đổi. Không sai. Thương tổn trên tay là bị tứ hồn khủng thú cắn, hơn nữa huyết chú trên người anh ta là mới phát tác sau khi bị cắn. Mạc Phàm lại nói tiếp. Tứ hồn khủng thú là một loại linh thú rất giống sư tử nhỏ, bởi vì có bốn hồn phách, thực lực không kém, ngoại hình đáng yêu lại trung thành, cho nên không ít thanh niên lấy tứ hồn khủng thú làm linh sủng. Đúng vậy, vị công tử này, người có biện pháp chữa trị cho con ta sao? Nam tử trung niên kích động nói. Ông ta chưa từng nói những tin này cho Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm đoán chúng hết, chắc chắn y thuật không tầm thường. Biện pháp, không phải bạn kèm của ta nói cho ngươi rồi sao? Mạc Phàm đặt tay người thanh niên bị bệnh xuống, nói. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Mạnh Vô Kỳ, sắc mặt lập tức xuất hiện vẻ phức tạp. Vị tiểu thiếu gia kia đã nói cho ta biết, nhưng thật sự có thể cứu con ta sao? Bạn kèm của ta đã nói cho ngươi ngươi không tin, ông ta nói con trai ngươi không cứu được ngươi lại tin, biện pháp của bạn kèm ta là biện pháp của ta, cứu con trai hay không là chuyện của ông nhìn mà làm đi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Người này không tin hắn, cho dù hắn đưa cho phương thuốc cũng vô dụng. Chuyện này, nam tử trung niên do dự một lát, sau đó lông mày giãn ra. Ông ta thân là gia chủ của Long Gia, tất nhiên không phải kẻ ngốc. Ông ta ở đây lâu như vậy, đã nhìn ra được gần hết. Có lẽ biện pháp của Mạnh Vô Kỳ khả thi, chính vì khả thi, Tôn Vô Tật này mới bắt đầu đánh chủ ý với bản dược điển kia. Nhưng ông ta vẫn không thể tin hoàn toàn,
dù sao biểu hiện về phương diện y đạo của Mạnh Vô Kỳ quá non nớt. Nhưng Mạc Phàm khiến ông ta tin thêm vài phần. Ta lập tức trở về chữa bệnh cho con trai ta theo phương pháp của công tử, không biết công tử ở chỗ nào, lát nữa ta dẫn tiểu nhi tới cửa bái phỏng. Thôi, huyết chú trên người con trai ông uống thuốc cũng được, mà dùng chút thủ đoạn cũng được. Mạc Phàm nói xong một tay vươn về phía mi tâm của thanh niên bị bệnh. Sắc mặt nam tử trung niên thay đổi, muốn ngăn cản đã không kịp. Tay Mạc Phàm vươn vào trong đầu thanh niên kia, sau đó lập tức rút ra. Cơ thể thanh niên giật giật ngồi dậy theo tay Mạc Phàm, trên đầu không chỉ không có vết thương, hắc tuyến khủng bố trên mặt cũng nhanh chóng biến mất, khí tức mạnh hơn trước nhiều. Mà trong tay Mạc Phàm, một hồn phách của tứ hồn khủng thú đang dùng lực vùng vẫy, muốn quay trở lại thức hải của người thanh niên kia. Nhìn thấy thanh niên bị bệnh thay đổi, cùng với thứ trong tay Mạc Phàm, sắc mặt mọi người ở đây lập tức thay đổi. Cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, Mạc Phàm đã chữa được bệnh cho thanh niên kia. Mà người bị bệnh, đúng là người Tôn Vô Tật phán không có thuốc nào cứu chữa được. Không ít người nhìn về phía đám Tôn Vô Tật, vẻ mặt kỳ lạ hơn nhiều. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Tôn Vô Tật và đám đệ tử của ông ta lập tức khó coi. Đây là... Trên mặt nam tử trung niên lộ ra vui mừng, hỏi. Đây là một hồn của tứ hồn khủng thú nhà ngươi. Mạc Phàm nói. Huyết chú trên người người thanh niên này không giống những người khác, huyết chú bình thường đều thông qua huyết môi, huyết chú của người thanh niên này thì ở trong thần hồn, như vậy sẽ hơi phiền phức một chút, cũng không dễ phát hiện, nhưng cách không giải được xa. Vạn dặm, chỉ có thể làm khó người như Tôn Vô Tật mà thôi. Đối với hắn mà nói, có rất nhiều phương pháp giải trừ. Ủa ồ ề một hồn của tứ hồn khủng thú nhà tôi, không thể nào. Nam tử trung niên cau mày nói. Bình thường là không phải, nhưng thứ này bị người ta khống chế, còn luyện huyết chú nhập vào trong linh hồn nó, vậy thì khác rồi, cụ thể là ai làm, tự ngươi đi thăm dò đi, dùng thứ này sẽ dễ điều tra ra thôi. Mạc Phàm bóp pháp ấn phong ấn hồn phách của linh thú kia lại, rồi ném cho nam tử trung niên. Tứ hồn khủng thú rất trung thành, một khi nhận chủ, chỉ biết bảo hộ chủ nhân. Trừ phi bị người ta khống chế, nếu không sẽ không cắn chủ nhân của mình. Người bị tứ hồn khủng thú cắn, ngoại trừ cơ thể bị thương ra, linh hồn cũng bị thương. Linh hồn bị thương không mạnh, cùng lắm chỉ khiến bên trong tu sĩ hỗn loạn một thời gian. Nhưng nếu thêm một nguyền rủa vào trong hồn của tứ hồn khủng thú, vậy thì khác rồi. Tình huống như vậy, hắn thấy không ít. Bởi vì huyết chú ở trong linh hồn, có vẻ không dễ bị phát hiện, cho nên không viết vào trong dược điển. Nam tử trung niên nhận lấy đạo hồn phách kia, sắc mặt ông ta khó coi, trong mắt lóe lên sắc bén. Chữ, Long, trong Thiên Long Thành này, lấy vì Long gia bọn họ. Ở Thiên Long Thành, thế lực của Long gia bọn họ không kém thành chủ. Cũng vì bệnh tình của con trai ông ta, lúc này ông ta mới khách sáo với Tôn Vô Tật như vậy. Ông ta là người có uy tín danh dự ở Thiên Long Thành, thậm chí lại có người ra tay với con ông ta. Ra tay với ông ta không có ý kiến, ra tay với con của ông ta tuyệt đối không thể nhịn. Sắc bén chỉ chớp lóe, rồi lập tức biến mất. Có người đã khống chế tứ hồn khủng thú của tiểu nhi, đa tạ nhắc nhở của công tử, lão phu sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Ông ta ôm quyền với Mạc Phàm nói. Đây là chuyện của ngươi, không liên quan gì tới ta, tự ngươi nhìn rồi làm đi, còn con trai ngươi, hai canh giờ sau sẽ tỉnh lại, dựa theo lời bản kèm của ta nói dùng hai loại dược thanh tâm, bổ huyết, một tuần sau sẽ khôi phục như thường. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn chỉ phụ trách khám bệnh, hắn chữa cho con trai nam tử trung niên này, lại nhắc nhở có người hạ độc thủ đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Dạ. Hôm nay đa tạ đại ân của công tử, mong công tử nhận lấy những lễ mọn này trước, đợi ta trở về an trí cho tiểu nhi xong, sẽ tới cửa hậu tạ công tử. Nam tử trung niên vội vàng gật đầu nói. Ông ta liếc mắt ra hiệu với những người khác, những gia đình cầm dương và bình vội vàng đi tới bên cạnh Mạc Phàm, dâng đồ trong tay lên. Ta sẽ nhận lấy mấy thứ này, tới cửa bái tạ thì không cần, chúng tôi chỉ đi ngang qua nơi này mà thôi, hai ngày sau sẽ rời đi. Mạc Phàm không khách sáo, nói. Những lời này vừa vang lên, Mạnh Vô Kỳ đi tới nhận mấy thứ kia, rồi đứng sang một bên. Xem ra công tử không thích bị quấy rầy, như vậy cũng được, lão hủ Long vạn sinh, coi như có chút thực lực ở Thiên Long Thành, nếu trong mấy ngày này công tử gặp phải phiền phức gì ở Thiên Long Thành, có
có thể cầm thứ này tới tìm ta. Long Vạn Sinh lấy một ngọc bài màu vàng đưa cho Mạc Phàm. Ông ta có ân tất báo, nếu không gặp được Mạc Phàm, con của ông ta gần như chỉ có thể đợi chết rồi. Ông ta chỉ có một đứa con trai này, được Mạc Phàm cứu mà chỉ đưa chút lễ đó, chính ông ta đều không đồng ý. Mạc Phàm thấy Long Vạn Sinh nhiệt tình như vậy thì lắc đầu, vẫn nhận ngọc bài kia. Ta cũng nhận lấy thứ này, bây giờ ngươi có thể dẫn con trai ngươi trở về nghỉ ngơi, hai loại đan dược kia mua được rất dễ, chuyện còn lại không liên quan tới ngươi. Long Vạn Sinh nhíu mày, sao ông ta có thể không hiểu ý của Mạc Phàm, Mạc Phàm bảo ông ta rời đi, sau đó muốn xử lý chuyện của Dược Phương. Bệnh của con ông ta đã được chữa khỏi, có ông ta ở đây, Dược Phương cũng phải nể mặt ông ta một chút. Chắc chắn không dám làm gì Mạc Phàm. Công tử, tiểu nhi đã không có vấn đề gì, có lẽ ta ở đây sẽ giúp đỡ được gì đó. Không cần, chút việc nhỏ ấy, ta có thể xử lý được, người có thời gian nên xử lý chuyện của mình trước thì hơn. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Có người vì đánh chủ ý với dược điển của hắn, thiếu chút nữa giết bạn kèm của hắn, hơn nữa đối phương còn là Lăng Băm, loại chuyện này hắn càng nguyện ý tự mình xử lý. Ngoài ra chữa bệnh thì chữa bệnh, hắn đã cầm phí tổn chữa bệnh của Long Vạn Sinh không cần dính vào. Được rồi, vậy ta cáo từ trước. Long Vạn Sinh không từ chối nữa, ông ta gật đầu ngại ngùng. Nhưng ông ta vẫn bảo hai gia đình ở lại. Hai người ở đây, có chuyện gì thì lập tức báo cho ta biết. Dạ, lão gia. Hai gia đình không do dự nói. Đám người Long gia rời đi, chỉ để lại hai gia đình. Ánh mắt mọi người không tự chủ được nhìn về phía Tôn Vô Tật bị lạnh nhạt đã lâu. Bệnh mà Tôn Vô Tật không thể chữa trị được, lại được Mạc Phàm chữa trị dễ dàng, loại chuyện gần như không thể xảy ra đã xảy ra, hôm nay Dược Vương Các không yên bình rồi. Mạc Phàm rời mắt nhìn Tôn Vô Tật, vẻ mặt hắn phát lạnh. Dược Vương Các, ngươi tên là gì, đến từ môn phái nào? Mạc Phàm hỏi. Ở tu chân giới không có thế lực Dược Vương Các này, trái lại Dược Vương môn thì có. Tuy y thuật của trưởng môn bọn họ không bằng hắn, nhưng cũng rất cao. Dầm, Tôn Vô Tật nhíu mày, ông ta đập tay mạnh lên bàn, chiếc bàn do thiết kim mộc vạn năm tạo thành bị ông ta đập vỡ. Mạc Phàm chữa khỏi cho con trai của Long Vạn Sinh, chuyện này như tát vào mặt ông ta. Bây giờ Mạc Phàm lại nói chuyện với ông ta như vậy, giống như một đại nhân vật đang chất vấn tiểu bối, hoàn toàn không coi ông ta ra gì. Tiểu tử, làm càn, ngươi cho rằng đây là nơi nào? Đến lượt ngươi chất vấn ta sao? Tôn Vô Tật tức giận nói. Không nói cũng không sao, ngươi muốn bộ dược điển này đúng không? Một tay Mạc Phàm vươn ra, một ngọc giản xuất hiện trong tay hắn. Hắn không có hứng thú biết về Tôn Vô Tật, chẳng qua chỉ hỏi lấy lệ mà thôi. Chuyện cười, ta đường đường là Tôn Vô Tật dược vương của Thiên Long Thành, cho dù phóng nhãn cả Ma Long Tinh cũng là y tiên số 1, không ai dám nói số 2. Sao có thể mơ ước dược điển của một tiểu tử vô danh tiểu tốt? Vẻ mặt Tôn Vô Tật khó coi nói. Quả thật ông ta mơ ước y điển của Mạc Phàm, nhưng sao ông ta có thể nói trước mặt mọi người? Số 1 ở Ma Long Tinh sao? Y tiên nổi danh ở Ma Long Tinh các ngươi hẳn là lão tiền bối tên Long Tinh Tử đúng không? Sao ngươi đẩy mình lên số 1 rồi? Mạc Phàm cười mỉa nói. Kiếp trước lúc hắn tới Ma Long Tinh, Long Tinh Tử là y tiên đứng đầu Ma Long Tinh hơn 1.000 năm rồi. Lúc ấy biết hắn đến, Long Tinh Tử còn cầm dược điển tới cửa bái phỏng hắn, hắn sửa bộ y điển này giúp Long Tinh Tử cảm kích lại hắn 9 lần mới bằng lòng rời đi. Y thuật của tên Tôn Vô Tật này không bằng 1/1000 của Long Tinh Tử, cũng dám xưng là số 1, không sợ bị người ta cười rụng răng à. Ngươi, mặt Tôn Vô Tật xanh đỏ bất định. Long Tinh Tử. Không ai ở Ma Long Tinh không biết, ông ta không ngờ một người qua đường như Mạc Phàm lại biết. Ta mặc kệ ngươi là số 1 hay số 2, hoặc là số mấy, ngươi vừa nói muốn bạn kèm của ta uống một bình trong 9 bình kia, nếu không thì để bản dược điển lại đúng không? Mạc Phàm chỉ 9 bình ngọc rơi trên đất, tuy chiếc bàn đã vỡ nát, nhưng bình dược không bị vỡ. Theo hắn chỉ, 9 bình ngọc bay lên, đứng giữa hắn và Tôn Vô Tật. Không sai. Tôn Vô Tật nói, vậy được rồi, ngươi là y tiên đứng đầu Ma Long Tinh, đúng lúc ta biết chút y thuật, chúng ta lựa chọn 3 bình uống vào, nếu ta bị trúng độc, dược điển cho ngươi, chúng ta sẽ rời đi, những chuyện khác ngươi chịu trách nhiệm, thế nào? Mạc Phàm hỏi, Tôn Vô Tật nhướng mày, trong mắt ông ta xuất hiện vui mừng.
9 bình dược này đều là độc dược mạnh nhất ông ta luyện chế, mỗi một loại đều có thể độc chế một địa long, Mạc Phàm muốn chơi nuốt độc với ông ta sao? Mỗi một loại độc dược ở đây ông ta đều có thuốc giải, cho dù uống hết đống độc dược ở đây cũng không có vấn đề gì. Mạc Phàm thì khác, cho dù Mạc Phàm biết chút y thuật, nhưng độc tính của những độc dược này rất mãnh liệt, sẽ không cho Mạc Phàm cơ hội phối giải dược, Mạc Phàm đã đột phát tử vong. Chơi như vậy cũng được, lão phu sẽ cho ngươi thấy dược vương ta là dược vương. Ấp Ê Tôn Vô Tật cười mỉa nói, lấy hai đĩa ngọc để ở không trung. Ngón tay ông ta hơi búng ra, hai đĩa ngọc một cái tới trước người ông ta, một cái tới trước người Mạc Phàm. Nhưng như vậy không hay lắm, ba bình quá ít, nguy hiểm quá nhỏ. Ngươi muốn thế nào? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, vẻ mặt không đổi nói. 9 bình dược này, hai ta mỗi người một nửa, dựa theo trình tự của từng người phối thành một loại độc dược, sau khi phối kết thúc, sẽ do đối phương uống, người không bị làm sao sẽ thắng, nếu ta thắng, ta giải độc cho ngươi, sau đó tha cho hai ngươi rời đi, dược điền thì để lại, nếu ta thua, không cần các ngươi quản, các ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Trong mắt Tôn Vô Tật xuất hiện sắc lạnh nói. Mạc Phàm ầm ĩ lớn ở dược vương các như vậy, chắc chắn thanh danh của ông ta ở dược vương các sẽ giảm xuống. Nếu Mạc Phàm muốn chết, tất nhiên ông ta sẽ không để Mạc Phàm chết dễ dàng như vậy, ba loại độc dược quá ít, không có biện pháp giữ lại thanh danh của ông ta, cũng không đủ phát tiết mối hận trong lòng ông ta. 9 loại độc dược này là kịch độc kiến huyết phong hầu, nhưng sau khi phối theo trình tự, sẽ tạo ra một loại độc dược siêu cấp tên là cửu liên hoàn. Người ăn cửu liên hoàn, trong 9 giây sẽ bạo phát 9 loại độc tính đan xen, cần cùng giải 9 loại độc dược này trong khoảng thời gian ngắn mới được, nếu không chỉ có đường chết. Tôn Vô Tật vừa mới nói xong, xung quanh lập tức rộ lên. Dùng 3 loại độc dược đã khiến bọn họ tai mắt cùng vui, dù sao cũng là độc dược, trừ phi nghĩ quẩn trong lòng nếu không không ai đụng vào thứ đó. Không ngờ Tôn Vô Tật lại chơi 9 loại độc dược với Mạc Phàm, còn phối độc dược lại với nhau, chơi hơi lớn rồi. Hơi vô ý một chút, sẽ tử vong. Xem ra Tôn Tiên Sinh sắp nổi bão rồi. Có người cười nói. Tôn Tiên Sinh có thể nổi tiếng ở Thiên Long Thành chúng ta như vậy, chắc chắn thật sự không đơn giản, nếu không sao được thành chủ Tôn Sùng là thượng khách. Như vậy khả năng tiểu tử này thua cao hơn nhiều. Chuyện này không có gì phải hoài nghi, tiểu tử này chết chắc rồi, dược vương không dễ khiêu chiến như vậy. Nếu hai người mỗi người phối dược, có lẽ Mạc Phàm còn có khả năng thắng, như vậy rất công bằng với hai người. Nhưng Mạc Phàm dùng độc dược mà Tôn Vô Tật phối, như vậy Tôn Vô Tật có giải dược, Mạc Phàm không có, Mạc Phàm có khả năng sống sao? Mạnh Vô Kỳ cũng nhíu mày, nhìn Mạc Phàm với vẻ lo lắng. Ngươi chắc chắn muốn làm vậy à? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Đừng nói là 9 loại độc dược gấp 10 lần cũng không có tác dụng với hắn. Trái lại với 9 loại độc dược này, hắn có thể phối ra trên 100 loại độc dược khó giải, như vậy Tôn Vô Tật không chỉ gặp phiền phức đơn giản như vậy, mà là chết. Thế nào, tiểu tử, ngươi sợ à? Tôn Vô Tật cười nham hiểm, nói. Sợ thì thôi, để dược điển lại, ngươi với bạn kèm cùng quỳ xuống xin lỗi ta, hai ngươi có thể cút. Tôn Vô Tật trầm giọng nói. Sư phụ, vừa rồi tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, ngươi làm vậy là quá nhân từ rồi. Bên cạnh Tôn Vô Tật, nam tử bị Tôn Vô Tật tát một cái lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Lông mày hoa dâm của Tôn Vô Tật nhướng lên. Không đợi ông ta nói chuyện, Mạc Phàm lắc đầu cười hỏi. Ngươi muốn thế nào nữa? Ngươi phải lạy sư phụ ta 3 cái, sau đó nói xin lỗi sư phụ ta, mong người ta tha thứ, như vậy mới được chứ, đúng rồi, còn thề với trời, sau này không sử dụng y thuật nữa. Mạc Phàm khiến anh ta bị sư phụ tát một cái, thù này cũng phải tính lên người Mạc Phàm. Nhân cơ hội này phải đòi lại hết. Tiểu tử, ngươi muốn chịu thua à? Có thể bắt đầu chưa? Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Tuy hắn là y tiên, nhưng chơi độc với hắn, ở tu chân giới hắn vẫn chưa từng bại bởi bất luận kẻ nào. Tôn Vô Tật và đệ tử của ông ta hơi sửng sốt, rồi lập tức khôi phục như thường. Bọn họ tưởng rằng Mạc Phàm muốn chịu thua, dù sao phần lớn mọi người đều sợ chết, không ngờ Mạc Phàm ngu ngốc như thế, vẫn muốn đi đường chết. Tiểu tử, ta tốt bụng cho ngươi một con đường sống, ngươi không đi, nếu ngươi muốn chết thì ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tôn Vô Tật hừ lạnh một tiếng nói. Hắn vươn một tay ra, ngón tay hơi cử động, dưới khí kình vô hình,
9 bình dược, rầm, một tiếng mở ra hết. 9 bình dược dựa theo trình tự bay tới đĩa ngọc trước người Mạc Phàm, đổ một phần độc dịch vào trong đĩa ngọc. 9 loại độc dịch màu sắc khác nhau trộn lẫn lại, cuối cùng biến thành một loại độc dịch không vị màu đen. Độc dịch vừa thành, ngón tay Tôn Vô Tật hơi búng, đĩa ngọc lung lay một phen, một giọt độc dịch rơi lên trên mặt đất. Xèo xèo, trận pháp ở Dược Vương Các chỉ sáng lên một cái, đã bị ăn mòn một vùng lớn, xuất hiện thêm một cái hắc động. Đồng thời thiết kim mộc trải trên mặt đất lập tức bốc lên khói đen, thiết kim mộc nửa thước bị xuyên thủng rất nhanh, một đại động cỡ đầu người xuất hiện, có thể thấy rõ tầng 1. Thấy một màn như vậy, không ít người hít vào một hơi khí lạnh. Ở tu chân giới một lời không hợp thì ra tay rất nhiều, vì giảm bớt tổn hại, không ít tòa nhà đều khắc trận pháp phòng hộ, những trận pháp này có thể chống đỡ phần lớn thương tổn. Trừ chuyện đó ra, phần lớn tòa nhà lựa chọn sử dụng thiết kim mộc. Loại gỗ này không khác gỗ bình thường lắm, nhưng độ cứng rắn có thể so được với kim thạch, thêm trận pháp bảo hộ, thông thường pháp khí đều không thể làm gì được. Nhưng độc dịch mà Tôn Vô Tật phối ra, chỉ một giọt nhỏ lên trên, vậy mà đốt trận pháp và thiết kim mộc. Độc dịch này độc bao nhiêu? Không ít người nhìn nước thuốc màu đen trong cái đĩa, cảm khái. Đây chỉ là một giọt, mà có thể đốt trận pháp và thiết kim mộc, nếu người uống hết, chắc chắn không còn cả cạn. Không ít người nhìn cái đĩa, không hẹn mà cùng lùi về sau mấy bước. Mạc Phàm uống xong sẽ phải chết không thể nghi ngờ, chuyện này đã không có hồi hộp gì, nhưng nhỡ đâu cậu ta phun độc dược ra, bọn họ có khả năng gặp tao ương, vẫn nên tránh xa một chút thì hơn. Không ít người lấy pháp khí ra che chắn, sợ bị độc dịch bắn vào. Tôn Vô Tật nhìn phản ứng của mọi người, cùng với hắc động trên đất thì cười hài lòng. Cửu liên hoàn ngay cả kim thạch đều có thể dung hợp. Càng không nói tới cơ thể tu sĩ, cho dù là thần thể cũng bị cửu liên hoàn ăn mòn. Tiểu tử, ta đã phối độc dược xong rồi, bây giờ tới lượt ngươi. Một tay Tôn Vô Tật vươn về phía Mạc Phàm, lạnh giọng cười nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm, nhao nhao lắc đầu. Đừng sốt ruột. Mạc Phàm nhìn thoáng qua nước thuốc màu đen, cười nhạt nói. Tiểu tử, ngươi muốn kéo dài thời gian, suy nghĩ xem nên phối giải dược thế nào à? Trái lại Tôn Vô Tật không hốt hoảng, mà đồ đệ của ông ta lại âm dương quái khí nói. Mạc Phàm không để ý tới người này, giơ tay cầm đĩa nước thuốc màu đen. Uống thứ này rồi phối cũng không muộn. Nói xong hắn uống hết đĩa cửu liên hoàn. Chỉ trong chớp mắt mọi người ở đây đều ngây người, đôi mắt đảo liên tục, trong mắt đều là không thể tin. Có mấy người, thậm chí trong mắt sắp rớt ra rồi. Ông trời của ta, tiểu tử này điên rồi à? Cậu ta không nhìn thấy đại động trên đất sao? Uống xong độc dịch đó, thật sự có thể phối độc dược được nữa sao? Ngay cả sắc mặt Mạnh Vô Kỳ cũng thay đổi, trái tim anh ta bị treo lên cao. Mấy ngày nay anh ta ở cùng với Mạc Phàm, ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết về Mạc Phàm sẽ không vô duyên vô cớ làm một chuyện. Nhưng đây là thứ có thể hòa tan trận pháp và thiết kim mộc. Đám Tôn Vô Tật nhướng mày, cũng sửng sốt, nhưng bọn họ lập tức nở nụ cười. Nhất là đồ đệ kia, trên mặt anh ta tràn đầy đắc ý. Anh ta chỉ nói câu Mạc Phàm kéo dài thời gian, ai ngờ Mạc Phàm lại uống hết độc dược. Tiểu tử, dược điển của sư phụ ngươi là của ta rồi. Ồ ế ấp ổ người đồ đệ này của Tôn Vô Tật cười đến bên cạnh Mạc Phàm, một tay chộp lấy ngọc giản trôi nổi xung quanh Mạc Phàm. Không đợi anh ta nắm lấy ngọc giản, ống tay áo Mạc Phàm vung lên. Rầm, đệ tử của Tôn Vô Tật lập tức như bị yêu thú đụng vào. Cơ thể cong thành hình con tôm bay ra ngoài, đập mạnh lên trên vách tường ngất đi. Cao hứng hơi sớm rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Còn chưa kết thúc, đã mơ ước dược điển của hắn dễ lấy như vậy à? Nếu đọc xong thứ này, có thể khiến người ta trở thành nửa y tiên đó. Trong tiếng vang dữ dội, mọi người nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, Mạc Phàm giống như không có việc gì, không có một chút phản ứng. Dựa theo suy nghĩ của bọn họ, Mạc Phàm nên chảy máu thất khiếu, đau đớn quay cuồng trên đất. Thực ra hoàn toàn không có. Không chỉ như vậy, trên người Mạc Phàm có từng đạo hào quang sáng lên. Loại hào quang này sáng tổng cộng 9 lần, sau đó biến mất hoàn toàn, không có một chút chuyện gì. Đối diện Mạc Phàm, mắt Tôn Vô Tật mở to, yết hầu cử động liên tục để nuốt nước bọt, mấy chữ truyền từ miệng ông ta ra. Chuyện này, chuyện này. Mạc Phàm nuốt cửu liên hoàn sớm như vậy.
ông ta tưởng rằng ông ta thắng rồi, nhưng cửu liên hoàn ông ta luôn lấy làm tự hào lại như nước lọc đối với Mạc Phàm. Mạc Phàm không chỉ không ăn giải dược, cũng không dùng thuật pháp nào, độc dược cứ thế giải rồi. Nếu không phải cửu liên hoàn này của ông ta độc chết không ít tu sĩ, vừa rồi còn ăn mòn trận pháp bảo hộ dược vương các và thiết kim mộc, ông ta nhất định sẽ hoài nghi độc dược mà ông ta phối là giả, độc tính trong đó mất hết rồi. Phải biết rằng ông ta từng đưa độc dược này cho Long Tinh Tử, sau khi Long Tinh Tử nghiên cứu một thời gian, thì lắc đầu trả ông ta, chuyện này nói lên ngay cả Long Tinh Tử cũng không có biện pháp giải trừ. Ngay cả Long Tinh Tử đều bó tay chịu trói với độc dược này, Mạc Phàm là một tiểu tử vô danh tiểu tốt lại giải rất dễ dàng, ông ta thật sự không có biện pháp tin tưởng. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Tôn Vô Tật, cười nhạt. Cửu liên hoàn, có chút ý nghĩ, nhưng ít vòng quá, nếu làm thêm mấy vòng có lẽ còn thương tổn được ta một chút. Cửu liên hoàn mà thôi, chẳng qua là phối độc dược sơ cấp nhất, để 9 loại dược vật trộn lẫn với nhau, trung hòa rơi một phần dược hiệu, do đó khiến 9 loại độc dược còn lại hình thành một vòng, để độc tính đan xen hoàn toàn vào nhau. Xử lý như vậy, làm độc tính khó có thể giải trừ, nhưng độc tính tổng thể sẽ giảm đi không ít. Nếu hắn bị độc dược như vậy thương tổn, hắn không xứng với danh xưng y tiên bất tử này rồi. Tiểu tử, ngươi! Tôn Vô Tật nhíu mày, tức giận tới mức thiếu chút nữa thổ huyết. Thiếu chút nữa có thể thương tổn được Mạc Phàm, không có gì đả thương người hơn những lời này. Ông ta đường đường là dược vương, vậy mà rơi vào hoàn cảnh như vậy. Ta sẽ cho ngươi xem, cái gì gọi là liên hoàn thật. Một tay Mạc Phàm vươn ra, đôi mắt hắn nheo lại, tinh quang nở rộ trong mắt hắn mà ra. 9 bình dược bắt đầu chuyển động, tất cả nước thuốc được đổ ra, trôi nổi trong không trung. Phân. Một chữ truyền từ miệng Mạc Phàm ra. 9 loại độc dược lập tức tách rời, một hóa thành 9, 9 loại độc dược được phân thành 81. Chuyện này còn chưa xong, 81 độc dược này lại chia ra làm 9. Chỉ trong phút chốc, độc dược được phân nhỏ xếp thành một vùng trong không trung, nếu không nhìn kỹ gần như không có biện pháp dùng mắt nhìn. Kết. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, trong mắt cũng chớp lóe tinh quang. Những hạt châu độc dịch này dựa theo trình tự đã sắp xếp tự động luyện thành một chuỗi, sau đó biến thành những vật thể như địa cầu rất nhỏ. Những địa cầu rất nhỏ này luyện thành một chuỗi hạt châu, ngưng tụ thành hình cầu to. Dựa theo quy trình như vậy, một giọt độc dịch dần thành hình. Tuy độc dược còn chưa phối trí thành công, nhưng thủ đoạn của Mạc Phàm khiến mọi người sợ ngây người. Những hạt châu này đâu chỉ mấy vạn, số lượng lớn như vậy, nhìn rất giống thao tác tế bào cơ bản. Tổ hợp sắp xếp nghiêm ngặt một đám tế bào, sau đó ngưng tụ thành một đám chất lỏng. Phải biết rằng thao tác càng nhiều, không chỉ cần lượng lớn linh khí, còn cần hồn lực lũy thừa bội lần. Người bình thường khống chế 2-3 thứ còn được, dù sao thần thức không thể phân liệt quá nhiều, nếu không khó mà khống chế được. Vậy mà Mạc Phàm có thể khống chế nhiều như vậy, hơn nữa mỗi chủng loại ở bên trong đều có trình tự không đồng nhất, chuyện này cần hồn lực cường đại, trí nhớ và lực khống chế cỡ nào. Hơn nữa toàn bộ hành trình Mạc Phàm chỉ dùng 2 chữ, ngay cả ngón tay đều không cử động một phen. Không chỉ bọn họ, sắc mặt Tôn Vô Tật cũng tái nhợt, cơ thể ông ta không tự chủ được run rẩy. Tuy y thuật của ông ta kém một chút, nhưng cũng coi như có chút y thuật. Những người khác chỉ nhìn ra hồn lực của Mạc Phàm kinh người, nhưng ông ta có thể nhìn ra trình tự càng sâu ở bên trong. Mạc Phàm tách nhỏ tất cả độc tính ra, rồi tiến hành trình tự liên hoàn càng cao thâm hơn. Độc dược như vậy được phối ra, một là khó giải, hai là độc tính không giảm còn tăng, vì sẽ dựa theo độc tính tương sinh mà sắp hàng, cửu liên hoàn của ông ta không thể so sánh được. Chỉ sau một chén trà nhỏ, cuối cùng tất cả độc dịch đã dung hợp vào nhau, một giọt chất lỏng trắng như ngọc rơi vào trong đĩa ngọc trước người Tôn Vô Tật. Giọt chất lỏng này nhìn thế nào cũng không giống độc dịch, trái lại như quỳnh tương ngọc lộ, nhưng khiến vẻ mặt Tôn Vô Tật vô cùng hoảng sợ. Tiểu tử! Rốt cuộc ngươi là ai? Tôn Vô Tật run rẩy nắm chặt hai tay, lấy hết dũng khí hỏi. Mạc Phàm phối ra độc dược này có bao nhiêu liên hoàn ông ta không biết, nhưng có thể làm được chuyện này tuyệt đối không phải người bình thường. Thần Nông Tông là tiên môn y đạo rất mạnh ở tu chân giới, cũng không có mấy người làm được như Mạc Phàm. Một giọt độc dịch như vậy, nhìn thì vô hại với cả người lẫn vật, chỉ sợ ngay cả Ma Long Đại Thừa nuốt vào cũng không có trái cây ngon để ăn. Ta sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt. Ta là người từ hạ giới tới mới được mấy ngày. Cái gì?
Từ hạ giới tới. Ánh mắt không ít người nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều, khuôn mặt Tôn Vô Tật thì đỏ bừng, ước gì có cái lỗ để chui vào. Tuy không bị Mạc Phàm tát mấy cái, nhưng trên mặt ông ta nóng rát. Nếu Mạc Phàm là người của tông môn nổi danh nào đó, vậy thì dễ nói, trẻ tuổi như vậy, y thuật cao hơn Tôn Vô Tật nhiều là chuyện bình thường. Dù sao Tôn Vô Tật ở trước mặt tông môn có danh tiếng, chẳng khác gì lang trung giang hồ, hơn nữa ông ta không phải là lang trung giang hồ thâm tàng bất lộ. Nhưng Mạc Phàm chỉ là một người từ hạ giới tới, chuyện này khiến người ta không thể tiếp nhận. Ông ta là dược vương ở Ma Long Tinh, hạ độc không có tác dụng với Mạc Phàm, thủ đoạn luyện độc còn kém xa Mạc Phàm vạn dặm. Tiểu tử, người thắng, hai người có thể đi rồi. Tôn Vô Tật đỏ mặt nói. Hiện giờ chuyện này còn chưa truyền ra, đợi truyền ra ngoài rồi, chỉ sợ ông ta không còn mặt mũi ở cả Ma Long Tinh. Rời đi. Mạc Phàm lắc đầu cười, cất ngọc giản đi. Chín bình độc này là Tôn Vô Tật lấy ra, ép Mạnh Vô Kỳ chọn để uống. Sau khi hắn đề xuất đấu độc, Tôn Vô Tật lại có ý đồ dùng cửu liên hoàn độc chết hắn. Hắn đã nuốt cửu liên hoàn vào, bây giờ Tôn Vô Tật chịu thua, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Chúng tôi sẽ rời đi, nhưng có phải ngươi còn chuyện gì chưa làm hay không? Mạc Phàm hỏi. Tôn Vô Tật vì một bộ dược điển và mặt mũi của dược vương mà muốn giết Mạnh Vô Kỳ, người như vậy xứng làm y tiên hay không hắn không biết, nhưng hắn sẽ không tha cho Tôn Vô Tật. Tôn Vô Tật nhíu chặt mày, vẻ mặt âm trầm gần như có thể vặn ra nước. Tiểu tử, lão phu cam nguyện chịu thua, đã xem như là nể mặt ngươi rồi, ngươi đừng có mà không biết điều. Ý của ngươi là, ngươi không chịu uống nước thuốc trong đĩa sao? Mạc Phàm nheo mắt lại hỏi. Phải thì thế nào? Tôn Vô Tật không đáp hỏi ngược lại, Mạc Phàm luyện chế độc dịch có tính ăn mòn mạnh hơn cửu liên hoàn, nếu ông ta nuốt vào khả năng thần hồn câu diệt là rất lớn. Không được tốt lắm, ta chỉ có thể khiến người uống nước thuốc trong đĩa mà thôi. Mạc Phàm không lưu tình nói. Đối với loại người không lưu tình với người khác, hắn cũng không lưu tình. Ý niệm của hắn vừa động, giọt nước thuốc màu trắng bay từ trong đĩa ngọc ra, bay nhanh về phía Tôn Vô Tật. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Sắc mặt Tôn Vô Tật thay đổi, ông ta vội vàng lấy mấy kiện pháp khí ra, chắn trước người ông ta. Đồng thời ông ta kéo hai đồ đệ ở bên cạnh tới, hai tên đồ đệ lập tức bị ông ta xách lên như hai con gà. Sư phụ, người làm gì thế? Sắc mặt hai tên đồ đệ kia thay đổi, vội vàng nói. Sao bọn họ có thể không biết, sư phụ bọn họ lấy bọn họ làm lá chắn? Vi sư dưỡng hai con lâu như vậy, đã tới lúc hai con đóng góp cho vi sư rồi. Trong mắt Tôn Vô Tật lóe lên tàn nhẫn, ông ta không do dự ném hai đồ đệ kia về phía độc dịch. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, ông ta không thể chết dưới độc dược của Mạc Phàm được. Tôn Vô Tật vừa ra tay, không ít người ở xung quanh vội vàng tản ra. Nhất là những đồ đệ khác của Tôn Vô Tật, bọn họ nhanh chóng cách Tôn Vô Tật thật xa. Nếu hai người kia không ngăn được độc dịch, chắc chắn Tôn Vô Tật sẽ bắt bọn họ làm đệm lưng. Thấy nước thuốc sắp rơi trúng người hai đệ tử của Tôn Vô Tật, Mạc Phàm nhíu mày, hắn tiến lên trước một bước đến chỗ giọt nước thuốc kia, ai cũng không ngăn được. Tôn Vô Tật này không tuân thủ ước định thì thôi, vậy mà lấy người khác làm lá chắn, đã không thể nói là đáng chết, nên giết. Tôn Vô Tật nhướng mày, vẻ mặt khó coi hơn vài phần. Nhưng lập tức, hung ác xuất hiện trong mắt ông ta. Tiểu tử, đây là ngươi ép ta, ngươi đã không muốn rời khỏi dược vương các của ta, vậy thì đừng đi nữa. Ông ta nói xong thì lấy một ngọc phù ra, không chút suy nghĩ đập nát nó. Theo ngọc phù vỡ nát. Một đạo thủy mạc xuất hiện chỗ ngọc phù vỡ nát, rất nhanh liền biến thành một hình hộp chữ nhật cao cỡ hai người rộng cỡ một người, bảo hộ Tôn Vô Tật ở bên trong. Thủy mạc này vừa xuất hiện, vẻ mặt Tôn Vô Tật thoải mái hơn nhiều, tươi cười nham hiểm xuất hiện trên khóe miệng ông ta. Nghịch Thủy Hàn, người mời ta tới Thiên Long Thành mở quán, hiện giờ có người muốn giết ta ở Thiên Long Thành, người còn không ra giúp đỡ. Tôn Vô Tật lạnh lùng nhìn Mạc Phàm, nói trong màn nước. Nghịch Thủy Hàn. Nghe thấy tên này, sắc mặt không ít người thay đổi. Không ai không biết tên này ở Thiên Long Thành, bởi vì người này là cao thủ đứng đầu Thiên Long Thành. Hơn nữa cao thủ đứng đầu Thiên Long Thành này không phải tu sĩ hóa thần, mà là tu sĩ kim đan đỉnh phong như Mạc Phàm. Anh ta vừa tới Thiên Long Thành không lâu, đã một mình xông vào trong đám ma thú, lấy lực lượng một mình giết thú vương, thoải mái đánh lui đám ma thú.
Ngoài ra Nghịch Thủy Hàn không nhiều tuổi, chỉ mới 25. Tuy trẻ tuổi hơn thành chủ của mấy thành khác ở Ma Long Tinh, nhưng Thiên Long Thành có quy mô hiện giờ, có quan hệ rất lớn với Nghịch Thủy Hàn. Nghịch Thủy Hàn sắp tới, chuyện này ầm ĩ lớn rồi. Hai gia đình của Long gia gần như không do dự, một người trong đó xoay người rời khỏi Dược Vương Các. Quan hệ giữa Tôn Vô Tật và Nghịch Thủy Hàn không phải là ít, nghe nói Tôn Vô Tật cứu Nghịch Thủy Hàn một mạng. Chuyện đã tới nước này, nên nói cho gia chủ nhà bọn họ rồi. Mắt những người khác đảo liên tục, cũng quyết định rời đi. Tuy náo nhiệt rất vui, nhưng phải có mạng mới được, vẫn nên rời đi sớm một chút thì hơn. Không lâu sau, Dược Vương Các vô cùng náo nhiệt trở nên vắng teo. Đám nô đệ của Tôn Vô Tật lẩn đi xa, bao gồm hai người bị đánh ra ngoài cũng ngoan ngoãn đứng bên Tôn Vô Tật. Cho dù bọn họ rất bất mãn với hành động vừa rồi của Tôn Vô Tật, nhưng Nghịch Thủy Hàn sắp tới rồi, quan hệ giữa Tôn Vô Tật và Nghịch Thủy Hàn không bình thường, chắc chắn sẽ đứng bên Tôn Vô Tật. Mạc Phàm chỉ là một người từ hạ giới tới, có y thuật thì thế nào, chắc chắn sẽ bị Nghịch Thủy Hàn giải quyết dễ dàng. Nếu bọn họ rời đi, chẳng khác nào phản bội Tôn Vô Tật, sau này đừng nghĩ tới chuyện ở Thiên Long Thành tiếp. Tôn Vô Tật vừa nói xong, nước gợn giữa thủy mạc nhoáng lên một cái, gợn sóng dập dờn ra từng vòng. Mãi đến khi gợn sóng dập dờn hết hộp hình chữ nhật, giữa gợn sóng có một nam tử cao lớn đi ra, nhiệt độ gần Dược Vương Các lập tức giảm xuống nhiều. Đồng thời một giọng nói lạnh như băng vang lên. Kẻ nào lớn mật như vậy, dám ra tay với Tôn tiên sinh. Giọng nói lạnh như băng vừa vang lên, không ít người không biết vì nhiệt độ quá thấp hay là sợ hãi, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Không chỉ như vậy, bên trong một căn tửu lâu cạnh Dược Vương Các, không ít tửu khách mới để chén rượu sát miệng, tay bị dính vào cái chén, rượu trong chén rượu đều biến thành băng, không để lại một giọt nào. Đó là Nghịch Thủy Hàn sao? Ngoại trừ cậu ta ra, còn người nào có lực hàn băng cường đại như vậy, còn dám phóng thích không kiêng nể gì ở trong thành. Đừng nói nữa, nhanh đi thôi. Một người trong đó đặt chén xuống, thận trọng nói. Nghịch Thủy Hàn mới 25 tuổi đã thành chủ một thành, ngoại trừ có thực lực không thể coi thường ra, phong cách làm việc cũng khiến người ta sợ ba phần. Phía trước thành chủ phủ của Nghịch Thủy Hàn, có hai đội băng điêu đứng ở cửa. Những băng điêu này không phải là băng điêu chân chính, mà là một số người cãi lệnh và kẻ địch của Nghịch Thủy Hàn bị đóng băng mà thành. Bên trong những băng điêu này, có một số người dựa vào thực lực không kém, còn chưa chết đi, nhưng còn sống còn thống khổ hơn chết. Bọn họ không chỉ nửa bước khó đi trong băng điêu, còn gặp phải sợ hãi linh khí hao hết mà chết, không ít người không chịu được đến cuối cùng đã tự sát. Cho nên ở Thiên Long Thành, Nghịch Thủy Hàn là cơn ác mộng của không ít người, ít có người dám tới gần. Không lâu sau, trong tửu lâu vắng tanh. Bên trong Dược Vương Các, Mạnh Vô Kỳ và gia đình Long ra cách Nghịch Thủy Hàn không xa, không ngừng run rẩy trên người đầy xương lạnh. Hai bọn họ đều có tu vi, nhưng ở trước mặt Nghịch Thủy Hàn, linh khí của bọn họ không thể ngăn cản hàn khí của Nghịch Thủy Hàn. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh lửa, trên người Mạnh Vô Kỳ và gia đình Long ra xuất hiện màn hào quang màu đỏ, lúc này hai người mới khôi phục như thường. Hai người đi xuống đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hai người này không đi, sẽ bị đông lạnh thành băng điêu thật. Dạ, công tử. Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, vẫn rời đi với gia đình của Long gia. Mạc Phàm thấy hai người rời đi, ánh mắt nhìn về phía Nghịch Thủy Hàn. Nghịch Thủy Hàn nhìn không hơn hắn nhiều tuổi, nhưng cơ thể còn cao hơn hắn một chút, dáng vẻ cũng tương đối anh tuấn, quần áo hoa lệ càng khiến anh ta có thêm vài phần quý tộc. Nhưng mái tóc màu trắng, cùng với màu da trắng bệch, còn có biểu cảm cách người ta xa vạn dặm, khiến người ta có cảm giác rất nguy hiểm và không dễ ở chung. Ngươi là cứu binh của Dược Vương sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Nghịch Thủy Hàn liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, bất luận và trên mặt hay trong mắt đều không có chút dao động, anh ta không trả lời Mạc Phàm, mấy chữ lạnh lùng truyền từ miệng anh ta ra. Là ngươi muốn giết Tôn tiên sinh sao? Xem như là vậy. Mạc Phàm không thèm để ý, nói. Tôn Vô Tật, nếu y thuật của Tôn Vô Tật đủ cao, nói không chừng sẽ không chết được, tuy loại khả năng này bằng không. Ngươi không thể giết ông ấy, ngươi lạy ông ta ba cái, sau đó cút khỏi Dược Vương Các, ta có thể không giết ngươi. Hai tay Nghịch Thủy Hàn vươn ra, hai thanh trường kiếm có hình dạng kỳ lạ xuất hiện trong tay anh ta. Giọng điệu không thể không nghe, khiến không khí xung quanh lại lạnh thêm vài phần.
phía sau Nghịch Thủy Hàn, Tôn Vô Tật cười đắc ý. Thiên đường có đường Mạc Phàm không đi, địa ngục không cửa Mạc Phàm cứ muốn xông vào, đúng là không biết sống chết. Nếu Mạc Phàm một vừa hai phải, sẽ không xuất hiện tình huống như bây giờ. Tiểu tử, bây giờ quỳ xuống còn kịp, Tôn Vô Tật nhìn Mạc Phàm cười nói. Quỳ sao? Hôm nay ngươi nhất định phải uống độc dược ta phối, ai tới cũng vô dụng. Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Tươi cười trên mặt Tôn Vô Tật cứng đờ, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Thủy Hàn, tiểu tử này không chịu quỳ, ngươi xem rồi làm đi. Ông ta định đợi Mạc Phàm quỳ xuống, rồi bảo Nghịch Thủy Hàn giết Mạc Phàm, như vậy Mạc Phàm có thể sống lâu thêm một lát. Nếu Mạc Phàm không quỳ, vậy thì giết luôn. Nghịch Thủy Hàn nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sắc bén. Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta có thể giết ngươi. Hai tay anh ta cầm kiếm, chậm rãi đi về phía Mạc Phàm. Đến chỗ nào, khối băng như dây đi theo Nghịch Thủy Hàn tới chỗ Mạc Phàm. Giết ta, nơi này quá nhỏ, hơn nữa nếu bị hủy đi thì các ngươi còn phải xây lại, quá phiền phức, nếu muốn giết ta thì ra ngoài đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nói xong thân thể Mạc Phàm nhoáng lên một cái liền biến mất trong Dược Vương Các. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã tới trên đỉnh cách Dược Vương Các không xa. Nghịch Thủy Hàn nhíu mày rồi ra khỏi Dược Vương Các, Tôn Vô Tật cũng đi theo sau, đứng ở nơi cách Mạc Phàm không xa. Tiểu tử, ngươi muốn giở trò gì? Tôn Vô Tật thấy Mạc Phàm không sợ hãi, cau mày nói. Nghịch Thủy Hàn đến đây, Mạc Phàm vẫn bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ Mạc Phàm ngoại trừ y thuật cao, thực lực cũng không kém. Mạc Phàm không để ý tới Tôn Vô Tật, ánh mắt nhìn về phía Nghịch Thủy Hàn. Nghịch Thủy Hàn, người đứng thứ 9 trong hải tuyển của Thần Nông Tông sao? Thứ hạng của hắn đã tới 11, cho nên hắn có xem người trong top 10. Người thứ 9 trong đó tên là Nghịch Thủy Hàn, hơn nữa phía sau tên người này viết địa chỉ là Ma Long Tinh. Hắn vốn tưởng rằng Nghịch Thủy Hàn ở thành khác, không ngờ anh ta ở ngay Thiên Long Thành, còn là thành chủ của Thiên Long Thành. Ngươi nói nhiều thật, có phải hay không đều không liên quan tới một người chết như ngươi? Nghịch Thủy Hàn lạnh lùng nói. Anh ta nói xong thì nhoáng lên một cái tới trước người Mạc Phàm, hai thanh trường kiếm trong tay không do dự chém về phía Mạc Phàm. Những hàn băng như dây giống độc xà xông tới chỗ Mạc Phàm theo. Mạc Phàm cười nhạt, trường kiếm và hàn băng tới trên người hắn, giống như xuyên qua cái bóng. Chỉ trong chớp mắt cái bóng này đã bị đâm nát, cách đó không xa, Mạc Phàm hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Đương nhiên là có quan hệ, nếu ngươi không phải Nghịch Thủy Hàn, ta sẽ không do dự giết ngươi, nếu ngươi là Nghịch Thủy Hàn kia, ngươi có thể sống lâu thêm một lát, bởi vì ta muốn khiêu chiến với người đứng thứ 9. Hắn vốn chuẩn bị đi khiêu chiến người thứ nhất luôn, nhưng nếu gặp Nghịch Thủy Hàn đứng thứ 9 ở đây, Nghịch Thủy Hàn lại muốn giết hắn, vậy lấy thứ 9 rồi nói sau. Lấy vị trí thứ 9 trước, cho dù Thiên Cơ Các để lộ tin của hắn ra ngoài, hắn chỉ cần tìm một chỗ trốn tới khi hải tuyển kết thúc là được, không cần mạo hiểm đi khiêu chiến những người khác. Khiêu chiến ta? Nghịch Thủy Hàn nhíu mày, anh ta quay đầu liếc Mạc Phàm một cái, không ra tay với Mạc Phàm nữa. Mạc Phàm không trả lời, mà nhìn về phía cách đó không xa, ánh mắt hắn nhìn về phía nam tử mặc hoàng y ở trên đỉnh, lấy lệnh bài tư cách tham gia hải tuyển ra. Ngươi là người của Thiên Cơ Các đúng không? Ta là Mạc Phàm đứng thứ 11 trong hải tuyển, muốn khiêu chiến Nghịch Thủy Hàn đứng thứ 9, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Cách đó không xa, sắc mặt nam tử mặc hoàng y thay đổi. Bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, còn có Tôn Vô Tật và Nghịch Thủy Hàn. Cậu ta là Mạc Phàm. Ngươi là người diệt tàn hồn của Ma Long. Nghịch Thủy Hàn nhíu mày, sắc bén ở trong mắt sáng hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp Mạc Phàm, nhưng cái tên Mạc Phàm này gần như tất cả người đứng đầu Ma Long Tinh đều biết. Phải biết rằng tàn hồn Ma Long vừa xuất hiện, không ít người đều cảm ứng được. Hơn nữa Ma Long Tinh không rộng, tin tức truyền tống còn nhanh hơn trên địa cầu không chỉ một chút. Hơn nữa có Mạnh Vô Tình giúp đỡ, anh ta không biết tên Mạc Phàm cũng không được. Nếu ngươi nói tới tàn hồn của Ma Long xuất hiện hôm nay, vậy là ta rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lá gan của ngươi không nhỏ, ở Thiên Long Thành, mọi người sợ ta hơn cả Ma Long, nhưng nếu ngươi muốn khiêu chiến với ta, ta cho ngươi cơ hội này, để ngươi có thể sống lâu thêm vài phút. Nghịch Thủy Hàn xuyên kiếm vào nóc nhà, lạnh lùng nói. Chỉ dựa vào băng phách chi thể và huyền băng tuyệt sao?
Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Đúng rồi, còn hai thanh pháp bảo do băng đảm kim tạo ra nữa. Tu sĩ kim đan trẻ tuổi như vậy, đã có thực lực cường đại như thế, không có chuyện gì là tự nhiên. Nghịch Thủy Hàn mới xuất hiện, hắn đã nhận ra được điểm khác biệt của Nghịch Thủy Hàn. Băng phách chi thể, là tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng hiếm gặp. Tu sĩ nữ loại này thì tương đối nhiều, nhưng có không ít ngoại lệ. Ngoại trừ thể chất, công pháp trên người Nghịch Thủy Hàn và pháp bảo cũng hỗ trợ cho thể chất của anh ta, cho dù anh ta chỉ là tu sĩ kim đan, thực lực cũng không thể khinh thường. Chỉ sợ chỉ cần Nghịch Thủy Hàn nguyện ý, cả Thiên Long Thành sẽ bị anh ta đóng băng. Nghịch Thủy Hàn nhướng mày, trong đôi mắt lộ ra dị sắc, nhưng lập tức khôi phục lạnh lùng và cao ngạo lúc trước. Lực thần hồn của ngươi rất mạnh, nhưng trước khi thanh kiếm được tạo thành, đều là gân gà. Mạc Phàm có thể nhìn thấu anh ta cũng không có gì kỳ lạ, không có gì phải lo lắng, nhất là Mạc Phàm còn là y tiên, chuyện này rất bình thường. Ở trong tu sĩ loại hình khác, chuyện này giống như luyện khí sư biết rất rõ về pháp bảo của tu sĩ, y tiên có thể dò xét cơ thể của những người khác. Có thể dò xét, không có nghĩa là có thể đánh bại. Trừ phi tới cảnh giới hóa thần, thần hồn có thể hóa thành hơn nữa. Nếu không thần nông tông sẽ không cử hành hải tuyển. Không thể hóa binh, đủ để đối phó ngươi rồi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Nghịch Thủy Hàn tuyệt đối là tu sĩ dưới hóa thần cực mạnh hắn gặp, kể từ khi tới tu chân giới đến nay. Từ khi hắn tới tu chân giới, thì chưa được ra tay chân chính. Đối phó 40 tu sĩ kia, là dùng kiếm hành cửu ca. Lúc đối chiến, không ai cho hắn cơ hội khắc họa kiếm hành cửu ca. Trong trận săn bắn ở Viêm Dương Thành, hắn chỉ phóng khí tức của tạo hóa kim đan mà thôi, không ra tay thật sự. Khi đối phó với tàn hồn của Ma Long cũng không khác mấy, liên vệ cũng cần lượng lớn thời gian. Trước khi lấy vị trí số 1 hải tuyển, ra tay với Nghịch Thủy Hàn trước thử xem. Lúc này hắn cũng muốn biết mình mạnh tới đâu. Không chỉ tạo hóa kim đan, còn cả hỏa diễm phượng hoàng chân hỏa hắn mới luyện hóa nữa. Khẩu khí không nhỏ, không biết khẩu khí và bản lĩnh của ngươi cái nào lớn hơn. Nghịch Thủy Hàn lạnh lùng nói một câu, thân thể anh ta nhoáng lên một cái, liền lùi đến bên Tôn Vô Tật. Tôn tiên sinh đợi một lát, đợi Thiên Cơ Các an bài khiêu chiến xong, lại giết tiểu tử này cũng không muộn. Tôn Vô Tật hơi nhếch miệng, trong đôi mắt đều là tham lam. Có thể. Nhưng ta muốn mấy thứ trong nhẫn chữ vật của cậu ta, có thể chứ? Ban đầu ông ta nhìn chúng bộ dược điển của Mạc Phàm, nhưng nếu Mạc Phàm là người giết tàn hồn của Ma Long, vậy thì khác rồi. Trên người Mạc Phàm không chỉ có dược điển, còn có Hoa Vĩ Long và căn nguyên của tu sĩ hóa thần, nói không chừng còn có thứ tốt khác. Mạc Phàm bị Nghịch Thủy Hàn giết, mấy thứ này đều thành của Nghịch Thủy Hàn. Không thành vấn đề, đợi ta giết cậu ta, đồ bên trong nhẫn chữ vật. Tôn tiên sinh cứ chọn thoải mái, Nghịch Thủy Hàn thản nhiên nói. Trên gương mặt lạnh lùng không có chút gợn sóng, không có hứng thú với đồ trong nhẫn của Mạc Phàm, nhưng giết Mạc Phàm không có bất luận hoài nghi nào. Mạc Phàm chẳng muốn hỏi quan hệ giữa Tôn Vô Tật và Nghịch Thủy Hàn, ánh mắt hắn nhìn về phía nam tử Mạc Hoàng Y. Khiêu chiến cần Thiên Cơ Các suy xét lâu như vậy à? Nam tử Mạc Hoàng Y kia nhíu mày, lấy một khối thiên cơ lệnh ra, không đợi người này mở miệng. Giọng nói của Lý Thanh Thành truyền từ xa tới. Mạc công tử, người đã muốn khiêu chiến với Nghịch công tử, hai vị đến tìm Thanh Thành đi, Thanh Thành sẽ chuẩn bị lôi đài cho hai vị. Giọng nói không to, nhưng gần như cả Thiên Long Thành đều có thể nghe thấy. Ta đợi ngươi ở lôi đài, đừng nghĩ tới chuyện trốn, cho dù ngươi chạy khỏi Ma Long Tinh, ta cũng sẽ giết ngươi. Nghịch Thủy Hàn không nói nhiều, anh ta dậm chân một cái. Băng phượng dày mấy chục mét dâng từ dưới chân anh ta lên, nâng anh ta và Tôn Vô Tật bay về phía Thanh Thành. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, trốn sao, hắn chưa từng có ý nghĩ đó. Ý niệm của hắn vừa động, một tiếng phượng minh vang lên, hỏa diễm phượng hoàng không kém băng phượng của Nghịch Thủy Hàn trùng thiên mà ra. Vừa rồi bốn phía như ở trong hang động, chỉ trong chớp mắt như hỏa lò. Chiêm chiếp, phượng minh trùng thiên, hỏa diễm phượng hoàng giang cánh. Mang Mạc Phàm bay tới một ma hồ ở ngoài Thiên Long Thành. Lúc đám Mạc Phàm rời đi, trong Thiên Long Thành có không ít người nghe thấy lời Lý Thanh Thành nói. Trong đó không chỉ bao gồm một số cao thủ ở Thiên Long Thành, cũng có Đông Phương Sóc và Bộ Kinh Phàm từng gặp Mạc Phàm một lần. Hai người tới theo Mạc Phàm, bọn họ vốn tìm cơ hội đối phó Mạc Phàm, không ngờ Mạc Phàm lại đi khiêu chiến Nghịch Thủy Hàn trước,
người ngay cả cao thủ hóa thần đều kiêng kỵ vài phần. Tiểu tử này muốn chết à? Bộ Kinh Phàm lạnh lùng nói. Ở Thiên Long Thành, thậm chí cả Ma Long Tinh, đều có ít người nguyện ý trêu chọc nghịch Thủy Hàn. Tu sĩ hóa thần ở Thiên Long Thành lúc trước, chỉ vì bất mãn với phong cách làm việc của nghịch Thủy Hàn, đã đối nghịch với nghịch Thủy Hàn khắp nơi. Cuối cùng tu sĩ hóa thần này không chỉ bị trọng thương trong một lần làm nhiệm vụ, còn bị đuổi khỏi Thiên Long Thành, sau khi rời khỏi Ma Long Tinh thì vô cùng bất hạnh lọt vào vây giết của một đám tà tu, mệnh thì giữ được, nhưng nghe nói trên người chúng độc lạ, không chỉ tu vi giảm xuống nguyên anh kỳ, mỗi ngày đều trải qua thống khổ. Như vậy càng tốt, quan hệ giữa ta và Tôn Vô Tật không tệ, Mạc Phàm vừa chết, không chỉ căn nguyên của ta và hai tôn đỉnh của ngươi có thể lấy lại, trả đại giá là chuyện chắc chắn, Hoa Vĩ Long cũng có thể lấy lại, còn không cần chúng ta mạo hiểm ra tay. Đông Phương Sóc nhìn về phía Ma Hồ nói. Nói cũng phải, chúng ta đi tiễn tiểu tử hạ giới chết tiệt kia một đoạn đường đi. Bộ Kinh Phàm hơi nhếch miệng cười lạnh lùng, nói. Mạc Phàm nhân cơ hội bọn họ gặp nguy, khiến bọn họ mất hết mặt mũi, ông ta rất muốn nhìn thấy cảnh Mạc Phàm bị nghịch Thủy Hàn ngược hoàn toàn. Chuyện này à, sao có thể thiếu chúng ta được? Đông Phương Sóc cười nói. Hai bóng người không ngừng lóe lên, lao ra ngoài thành. Đồng thời vẻ mặt không ít người thay đổi, bọn họ do dự một lát, cũng bay về phía Ma Hồ theo. Những người này không chỉ đi xem náo nhiệt, còn có một số người có được tư cách tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông. Phía tây bắc của Thiên Long Thành, trên một tiểu hồ màu đen có đường kính hơn 1.000 mét. Bốn phía tiểu hồ được bố trí 81 trận bàn, hình thành một trận pháp 9 tầng bao phủ tiểu hồ ở bên trong. Lúc này bởi vì không ít người cách tiểu hồ tương đối gần, cho nên tới gần Ma Hồ trước một bước. Giữa tiểu hồ, Lý Thanh Thành và lão giả kia đứng bên trên. Tiểu thư, không phải ngươi cảm thấy có hứng thú với tiểu tử hạ giới kia sao, sao lại đồng ý để tiểu tử kia khiêu chiến với nghịch Thủy Hàn, dựa theo quan sát của ta, y thuật của tiểu tử kia cho dù phóng tới Thần Nông Tông cũng không bị chôn vùi, Tôn Vô Tật còn không bằng một phần vạn tiểu tử kia. Lão giả họ Viên cảm thấy khó hiểu hỏi. Ông ta vốn phái người tới đó, sau đó nghĩ một lát lại tự mình đi qua đó, chẳng qua lúc nghịch Thủy Hàn tới, ông ta đã rời đi rồi. Mạc Phàm chia độc dược ra làm nhiều phần như vậy, sau đó lại tiến hành tổ hợp phức tạp như vậy lần nữa, cho dù ông ta là tu sĩ hóa thần cũng không thể làm tinh tế như thế. Mạc Phàm mới chưa tới 20 tuổi đã có y thuật như vậy, chắc chắn sau này càng thêm bất phàm. Viên Thúc, người bị y thuật của cậu ta đả động rồi à? Đôi mắt như hồ nước của Lý Thanh Thành nhìn về phía Thiên Long Thành, thản nhiên nói. Không sai. Lão giả họ Viên không giấu giếm, gật đầu. Y tiên là nghề rất được hoan nghênh ở tu chân giới, phàm là y tiên không chỉ luyện đan chế dược, còn có không ít thuật cải tử hoàn sinh. Nhất là một số thiên tài y đạo, lại càng là thượng khách của không ít thế lực, Mạc Phàm đã biểu hiện ra tiềm chất như vậy. Cho dù ở trên chiến trường, có sự tồn tại của một y tiên, thậm chí có thể thay đổi được cuộc chiến. Quả thật y thuật của cậu ta không tệ, mà ta cũng muốn xem rốt cuộc cậu ta có bao nhiêu thiên phú, nhưng ngươi không biết rằng, cậu ta cũng đang truyền một tín hiệu cho chúng ta sao? Hai tay Lý Thanh Thành vòng quanh ngực nói. Tín hiệu gì? Lão giả họ Viên nhớn mày, càng thấy khó hiểu hỏi. Cậu ta rất bất phàm. Y thuật của Mạc Phàm, đừng nói là gấp vạn lần Tôn Vô Tật, 10 vạn lần cũng không quá. Hai người hoàn toàn không cùng một tầng. Long xà bất đồng cư, long không đấu với xà, bởi vì xà là trùng, vốn dĩ không cùng cấp bậc với long. Mạc Phàm triển lãm y thuật trước mặt Tôn Vô Tật, không chỉ khiến Tôn Vô Tật tâm phục khẩu phục, cũng có ý cho bọn họ xem. Trừ chuyện đó ra, Mạc Phàm gặp nghịch Thủy Hàn phát khiêu chiến tại chỗ, đây không chỉ là khiêu chiến nghịch Thủy Hàn, cũng có ý cho Thiên Cơ các bọn họ nhìn. Nếu Mạc Phàm thắng nghịch Thủy Hàn, uy hiếp của Thiên Cơ các bọn họ không có nhiều hiệu quả đối với Mạc Phàm, cùng lắm là ngăn Mạc Phàm lấy được vị trí thứ nhất hải tuyển, không thể ngăn Mạc Phàm tiến vào Thần Nông Tông. Bởi vì người trong top 10, đều có thể tiến vào Thần Nông Tông. Nếu Mạc Phàm thường cho bọn họ tín hiệu này, tất nhiên bọn họ sẽ không cúi đầu. Nếu Mạc Phàm thắng được nghịch Thủy Hàn, cô ta sẽ đồng ý điều kiện của Mạc Phàm. Ngược lại, cho dù y thuật của Mạc Phàm cao tới đâu, cũng không đáng để Thiên Cơ các bọn họ húm núm. Ta hiểu được ý của tiểu thư, e rằng tiểu tử này không phải đối thủ của nghịch Thủy Hàn. Lão giả họ Viên lộ ra thoải mái, nhưng lập tức lo lắng nói.
Chuyện này thì ta cũng không biết, phải xem Mạc công tử rồi. Vẻ mặt Lý Thanh Thành không thay đổi, dáng vẻ hờ hững nói. Cô ta không biết Mạc Phàm mạnh cỡ nào, dựa theo thông tin mà cô ta có được, Mạc Phàm chưa từng ra tay chân chính. Trái lại cô ta biết rõ về nghịch Thủy Hàn, cho dù cô ta có Thiên Cơ Các đứng sau, bên cạnh là một tu sĩ hóa thần, cô ta có thể không trêu chọc nghịch Thủy Hàn sẽ không đi trêu chọc. Không chỉ vì nghịch Thủy Hàn tâm ngoan thủ lạt, bởi vì lúc cô ta biết tin về Mạc Phàm, cũng biết rõ tin ngũ cấp về nghịch Thủy Hàn. Đương nhiên thắng thua đều có lợi với cô ta. Mạc Phàm thắng, cô ta có thể đầu tư một chút trên người Mạc Phàm. Mạc Phàm thua, cô ta xem như giảm bớt lãng phí không cần thiết. Nhưng có phải chuyện này không công bằng với Mạc công tử hay không? Lão giả họ Viên nhíu mày nói. Nghịch Thủy Hàn am hiểu lực hàn băng, Mạc Phàm có huyết mạch hồng liên, là thể chất thuộc tính hỏa. Lôi đài ở trên ma hồ, có lợi với nghịch Thủy Hàn hơn nhiều. Như vậy mới có thể thấy rõ bản lĩnh thật của Mạc công tử. Lý Thanh Thành hơi nhếch môi cười, nói. Nếu muốn đầu tư, dù thế nào cũng phải nắm chắc trong tay. Vì nhằm an toàn, tất nhiên phải nghiêng về nghịch Thủy Hàn một chút. Đương nhiên Mạc Phàm lớn mật uy hiếp cô ta, bên trong cũng có chút ý trừng phạt. Chuyện này, lão giả họ Viên còn định nói gì đó. Bỗng nhiên hơi lạnh xuất hiện, tiếng phượng minh thanh thúy vang lên theo, băng phượng của nghịch Thủy Hàn mang theo tiểu vũ lượn vòng trên không ma hồ. Bùm, một tiếng, rơi lên trên hồ nước. Hồ nước lập tức bắn lên cao mấy chục mét, đánh sang hai bên, sóng nước này còn chưa hạ xuống đã biến thành khối băng. Không chỉ những sóng nước này bị đóng băng, chỉ trong phút chốc khi nghịch Thủy Hàn hạ xuống, nửa mặt hồ chỗ anh ta đứng bị đông cứng. Nghịch Thủy Hàn nhìn lướt qua người xung quanh, lạnh lùng nói. Người không liên quan, không muốn chết thì cút xa một chút. Ấp á ổ nghe thấy lời nghịch Thủy Hàn nói, sắc mặt không ít tu sĩ ở đây thay đổi. Tuy có trận pháp 9 tầng, nhưng khí lạnh trên người nghịch Thủy Hàn, vẫn khiến bọn họ có cảm giác sẽ đông cứng bất cứ lúc nào. Đây là trong tình huống nghịch Thủy Hàn chưa dùng hết lực, nếu nghịch Thủy Hàn thi triển hết thực lực của mình, sẽ khủng bố tới cỡ nào. Không biết Mạc Phàm có thể ngăn cản hay không, bọn họ không tới đây xem diễn. Tuy trên mặt không ít người lộ ra vẻ bất mãn, nhưng vẫn lùi về phía xa. Vì xem hải tuyển của thần Nông Tông mà bị giết, thật sự không đáng. Những người này mới lùi ra, Mạc Phàm cưỡi phượng hoàng lửa tới trên không ma hồ. Hắn nhìn thoáng qua Lý Thanh Thành ở giữa ma hồ, vẻ mặt hắn như thường, chậm rãi hạ xuống nửa khác trong ma hồ. Ngoại trừ Mạc Phàm, Đông Phương Sóc, Bộ Kinh Phàm, Long Vạn Sinh, Mạnh Vô Kỳ và không ít người đã tới. Có người nhếch miệng cười, có người trên mặt tràn đầy lo lắng, vẻ mặt không giống nhau. Lý Thanh Thành thấy đến đủ rồi, thì ra hiệu với lão giả họ Viên. Hai tay lão giả họ Viên nâng lên, rồi đè mạnh xuống, linh khí cuồn cuộn như sóng biển lan ra xung quanh, chỉ trong chớp mắt 81 trận bàn bên hồ sáng lên. Trên trận pháp 9 tầng, một đám hào quang cũng dâng lên theo, có tổng cộng 9 cái, bao 9 tầng trận pháp 9 tầng lại, giống như một tòa cung điện được bao bên trong quả cầu thủy tinh. Hàn khí vô khổng bất nhập của nghịch Thủy Hàn biến mất, mọi người ở xung quanh hơi thở phào nhẹ nhõm. Làm xong những chuyện này, ý niệm của lão giả họ Viên vừa động, cơ thể tự nhiên bay lên, mãi cho đến khi đến trận nhãn trên đỉnh trận pháp 9 tầng mới dừng lại. Lý Thanh Thành thấy lão giả họ Viên hoàn thành trận pháp, thì liếc mắt nhìn Mạc Phàm và nghịch Thủy Hàn một cái, bàn tay trắng nõn vươn về phía hai người. Dựa theo quy củ của thần Nông Tông, trước khi tỉ thí, mời giao lệnh bài của hai người ra trước. Mạc Phàm lấy lệnh bài Mạnh Hữu Vi cho hắn ném lên không trung, lệnh bài bay về phía Lý Thanh Thành. Nghịch Thủy Hàn thì hừ lạnh một tiếng, nói với vẻ khinh thường. Hoàn toàn không cần thiết. Đối phó Mạc Phàm, anh ta không cần lệnh bài thứ 11, cho dù Mạc Phàm là y tiên có thể diệt ma long, cũng không lấy được lệnh bài của anh ta không có khả năng đưa lệnh bài cho Mạc Phàm. Nhưng anh ta vẫn ném lệnh bài cho Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành cũng không để ở trong lòng, khóe miệng cô ta hơi nhếch lên, cất lệnh bài rồi nói tiếp. Ngoại trừ lệnh bài ra, Thanh Thành còn hai quy củ khác. Quy củ gì? Mạc Phàm tò mò hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn khiêu chiến, xếp thứ 11 hoàn toàn là do hắn tích lũy danh tiếng đi lên, cụ thể có quy củ gì, hắn thật sự không biết. Nhưng theo hắn biết, ngoại trừ hạn chế thời gian ra thì không có quy tắc khác. Thứ nhất, không cho phép sử dụng linh sủng,
linh thú, cũng không thể sử dụng thú hồn phong ấn trong cơ thể mình, cho nên Mạc công tử hiểu ý ta chứ? Lý Thanh Thành nói, ý của ngươi là nói, ngoại trừ tu sĩ quỷ đạo gia, chiến thú sư, ngự thú sư, đều không thể tham gia. Mạc Phàm hỏi, chiến thú sư và ngự thú sư đều là linh thú hoặc thú hồn thuần dưỡng để chiến đấu, quy củ này không chỉ khiến những người nghề nghiệp này không thể tham gia, cũng khiến hắn không thể sử dụng tàn hồn của ma long được phong ấn trong mắt. Không sai. Lý Thanh Thành gật đầu. Vậy quy củ thứ hai. Mạc Phàm nói tiếp. Đối phó nghịch thủy hàn, hắn vốn không định sử dụng tàn hồn của ma long. Sau khi bắt đầu quyết đấu, không được phép sử dụng y thuật, đan dược, một khi sử dụng sẽ coi là thất bại, chuyện này Mạc công tử không có ý kiến đúng không? Lý Thanh Thành nhìn Mạc Phàm nói tiếp. Lý Thanh Thành vừa nói xong, Tôn Vô Tật lập tức vui vẻ. Y thuật của Mạc Phàm cao minh như vậy, không thể sử dụng y thuật chẳng khác nào chém đứt cánh của Mạc Phàm. Mạc Phàm là y tiên, tỷ lệ chống lại nghịch thủy hàn thắng vốn không lớn, lần này khả năng Mạc Phàm bị giết rất cao. Còn quy củ khác không? Mạc Phàm hỏi với vẻ khinh thường. Không chỉ tàn hồn của ma long, đối phó nghịch thủy hàn, hắn không có ý định dùng y thuật. Quy củ chỉ có vậy, nếu hai người không có ý kiến, có thể bắt đầu rồi, có một bên đầu hàng, quyết đấu sẽ kết thúc, đến lúc đó không thể ra tay lần nữa, chúc hai người may mắn. Mũi chân Lý Thanh Thành điểm lên mặt hồ, cô ta rời khỏi mặt hồ, chỉ trong phút chốc đã xuất hiện ở chỗ lão giả họ Viên. Vẻ mặt mọi người nghiêm trọng, nhìn chằm chằm trong hồ không chớp mắt. Trong ma hồ, hai tay nghịch thủy hàn vươn ra, hai thanh trường kiếm do băng đảm kim tạo ra xuất hiện trong tay anh ta lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử, ta không thích bắt nạt kẻ yếu, nếu ngươi có linh thú thì có thể phóng ra, y thuật cũng cố gắng sử dụng. Không ai tính ngươi không tuân theo quy định, nhưng ngươi đều phải chết. Anh ta nói xong không nói gì với Mạc Phàm nữa, chân dẫm mạnh một cái, mặt hồ bị đóng băng lập tức vỡ ra, giống như đất đai bị nứt lan tràn về phía mặt hồ chỗ Mạc Phàm. Nghịch thủy hàn phóng người lên, một hư ảnh băng phượng vĩ đại như do đá thủy tinh tạo ra xuất hiện sau lưng anh ta, cánh phượng hoàng và hai thanh kiếm trong tay anh ta giao thoa với nhau, bóng dáng khổng lồ mang theo ớn lạnh khiến không ai ngăn cản được, cũng gần như che khuất bầu trời. Chạm. Nghịch thủy hàn khẽ quát một tiếng. Trường kiếm trong tay anh ta chém ra chữ thập chém về phía đỉnh đầu Mạc Phàm. Cánh hư ảnh băng phượng ở phía sau nghịch thủy hàn cũng giãn ra, vốn là hư ảnh, nhưng bỗng nhiên ngưng tụ thành băng sắc bén. Trên băng có phủ văn như trường kiếm trong tay nghịch thủy hàn, rơi như mưa về phía Mạc Phàm, đồng thời khe hở cũng lan tới chỗ Mạc Phàm. Mặt hồ trước người Mạc Phàm vốn chưa đông lại, nhưng theo vết dạn tới, hồ nước sắp bị đông cứng lại nứt ra thành mảnh nhỏ. Trong lúc này, bầu trời, trong hồ đều là khí tức nguy hiểm. Sắc mặt không ít người xung quanh thay đổi. Nghịch thủy hàn có được danh vọng như hiện giờ đúng là không phải hư danh. Có người thận trọng nói. Vì có trận pháp che chắn, bọn họ không cảm nhận được băng hàn chi khí của nghịch thủy hàn, nhưng nghịch thủy hàn vừa ra tay, bọn họ lập tức như rơi vào trong kẽ nứt. Đây là trận pháp do cao thủ hóa thần kỳ bố trí. Nhưng có thể để lộ ra khí tức trong trận pháp của tu sĩ hóa thần kỳ, đã nói lên thực lực. Trên mặt hồ, Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn nghịch thủy hàn, không chỉ không sợ còn cười khẽ. Nghịch thủy hàn, thú hồn trong cơ thể ta phóng ra, ngươi không có một chút phần thắng, y thuật của ta dùng để cứu người, không phải dùng để giết người, hai thứ này ta đều không sử dụng. Ngoài ra binh khí thấp nhất của ta đều là linh khí, cao cấp hơn pháp bảo của ngươi nhiều, nể mặt ngươi hào phóng như vậy. Ta cũng có thể nhường ngươi một bước, hôm nay ta sẽ không sử dụng linh khí với ngươi. Mạc Phàm nheo mắt lại, không chút do dự vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, ba chữ truyền từ miệng hắn ra. Thiêu thiên hỏa. Ba chữ vừa vang lên, hỏa diễm dậy sóng như sóng biển dưới bão cấp 18 đánh từ trong cơ thể hắn ra, lan khắp bốn phía ma hồ, hướng thiên không mênh mông mà đi với thế thiêu thiên. Hắn hoàn toàn có thể dùng tàn hồn của ma long, y thuật và linh khí. Nhưng lần này hắn muốn dùng thực lực. Lúc hỏa diễm xuất hiện, khe hở ở mặt hồ và băng trên bầu trời đã tới trước người hắn. Rầm, giống như hai tòa đại sơn đang di chuyển với tốc độ cao đụng mạnh nhau, tiếng vang kịch liệt vang lên. Khe hở và hỏa diễm phóng lên trời, đánh sang hai bên. Băng ngưng tụ ra chỉ kiên trì được một lát ở trong hỏa diễm, đã bị hòa tan. Nhưng phù văn ở phía trên và chữ thập không bị ngăn trở. Xuyên qua hỏa diễm tiếp tục đi về phía Mạc Phàm.
chỉ trong chớp mắt đã tới đỉnh đầu Mạc Phàm. Cùng lúc đó, nghịch thủy hàn ở trên bầu trời nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy, khi xuất hiện lần nữa đã tới sau lưng Mạc Phàm. Tiểu tử, ở Thiên Long Thành không ai dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có thể đi chết đi. Nghịch thủy hàn lạnh lùng nói. Không biết hai thanh trường kiếm của anh ta chỉ còn lại một thanh từ lúc nào, trên trường kiếm lóe sáng ánh sáng lạnh đâm về phía tim Mạc Phàm. Chuyện này thì chưa chắc. Mạc Phàm nhíu mày, hắn không thèm nhìn công kích từ trên trời đánh xuống. Năm ngón tay nắm chặt hỏa diễm quang người, chỉ trong chớp mắt hỏa đao được ngưng tụ ra, hắn xoay người chém về phía thanh trường kiếm của nghịch thủy hàn. Chưa chắc, ngươi nhìn phía sau ngươi, nhìn bốn phía ngươi thử xem. Nghịch thủy hàn lạnh lùng nói. Không biết từ lúc nào, một nghịch thủy hàn khác cầm một thanh kiếm xuất hiện sau lưng Mạc Phàm, cũng đâm về phía tim hắn. Không chỉ như vậy, âm thanh, rầm rầm rầm, vang lên, trong hồ nước dưới chân Mạc Phàm, từng đạo kiếm khí hàn băng phá băng mà ra, đâm về phía Mạc Phàm. Đồng thời kiếm chạm chữ thập, trên trời cũng xuyên qua phù văn hỏa diễm của Mạc Phàm, nối gót mà tới. Chỉ trong chớp mắt, Mạc Phàm rơi vào trong vòng vây của nghịch thủy hàn. Bất luận là hướng nào, đều bị nghịch thủy hàn che kín. Ngươi có thể yên nghỉ rồi. Trong mắt nghịch thủy hàn chớp lóe sắc bén, hai thanh trường kiếm và hàn băng kiếm khí ở xung quanh cùng đâm về phía Mạc Phàm. Ở xung quanh, Đông Phương Sóc, Bộ Kinh Phàm và Tôn Vô Tật hơi nhếch miệng lên. Mạc Phàm yếu hơn bọn họ nghĩ nhiều, chỉ một chiêu, Mạc Phàm đã bị buộc đến hiểm cảnh. Nghịch thành chủ đúng là uy vũ. Thậm chí Bộ Kinh Phàm không nhịn được nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Chướng nhãn pháp cũng tạm, nhưng ngươi quên mất ta làm nghề gì rồi à? Hỏa diễm quanh người Mạc Phàm lùi lại một cách điên cuồng, hình thành một hỏa giáp quanh hắn. Thông thiên. Một quyền của hắn không do dự đánh về phía kiếm chảm chữ thập, đang chém tới, hỏa diễm vô tận hóa thành một đạo hỏa quang thông thiên bắn ra với thế rung trời. Rầm. Chân thân của nghịch thủy hàn và hàn băng kiếm khí ở xung quanh đụng tới chiến giáp hỏa diễm của Mạc Phàm, đều được chắn ở bên ngoài, không thể thương tổn được Mạc Phàm chút nào. Đồng thời một quyền của Mạc Phàm đụng với kiếm chảm chữ thập của nghịch thủy hàn. Phía sau kiếm chảm chữ thập, hai thanh kiếm nghịch thủy hàn cầm trong tay xuất hiện, ra sức chém về phía Mạc Phàm. Rầm, một tiếng thật lớn, gợn sóng xuất hiện chỗ hai người tiếp xúc, lan tràn ra xung quanh, lan mãi tới bên cạnh trận pháp. Khiến trận pháp lay động mãi không thôi, một lúc sau mới dừng lại. Phía dưới gợn sóng đều là hỏa diễm, phía trên gợn sóng là một vùng thế giới băng tuyết. Trong hai tầng lửa và băng, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, sắc mặt nghịch thủy hàn thì khẽ đổi, sắc bén ở trong mắt lại sáng thêm vài phần. Thiếu chút nữa anh ta đã quên, Mạc Phàm là y tiên. Một chiêu vừa rồi của anh ta chủ yếu sát khí đều ở trong thập tự trảm, những thứ khác cũng có lực sát thương không kém. Nhưng kém thập tự trảm rất nhiều. Y tiên đều có lực cảm ứng không kém, phân rõ chân thân đơn giản hơn nhiều. Anh ta không nhiều lời với Mạc Phàm nữa, thế giới băng tuyết ở xung quanh vừa thu lại, nhét toàn bộ vào trong cơ thể anh ta, trường kiếm trong tay cũng hợp hai thành một, biến thành một thanh đại kiếm. Hai tay anh ta nắm lấy đại kiếm, đâm về phía Mạc Phàm. Kiếm quang màu lam lập tức xuyên qua một quyền thông thiên của Mạc Phàm, đâm về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm không sợ hãi, hắn không để ý đến một kiếm này của nghịch thủy hàn, một quyền khác như núi lửa bùng nổ đánh về phía anh ta. Sắc mặt nghịch thủy hàn thay đổi, trên mặt lại có thêm vẻ thận trọng. Tuy một kiếm này của anh ta có thể thương tổn được Mạc Phàm, nhưng một quyền này của Mạc Phàm cũng có thể thương tổn được anh ta, hoàn toàn là hai bên đều bị thương tổn. Hừ, đây chính là ngươi tự muốn chết. Trọng kiếm trong tay anh ta vẫn đâm về phía Mạc Phàm. Trọng kiếm đâm lên nắm tay của Mạc Phàm, quả đấm của Mạc Phàm bị đâm thủng, chỉ trong chớp mắt băng hàn chi khí màu lam tiến vào trong cơ thể Mạc Phàm. Đồng thời một quyền thông thiên của Mạc Phàm cũng đánh trúng ngực nghịch thủy hàn. Bùm, nghịch thủy hàn kêu lên đau đớn, bay ngược về phía sau. Anh ta lùi ra xa mấy chục mét, lúc này mới dừng lại được. Nghịch thủy hàn không đi tấn công Mạc Phàm nữa, khóe miệng nhếch lên tươi cười anh tuấn. Lúc này bên cạnh ma hồ, vẻ mặt Long Vạn Sinh rất khó coi, đám Tôn Vô Tật thì nở nụ cười. Mạc Phàm và nghịch thủy hàn nhìn như hai bên đều tổn hại, thực ra nếu là người hiểu rõ về nghịch thủy hàn sẽ biết, Mạc Phàm đã thua. Đặc trưng lớn nhất của huyền băng tuyệt này là khó chơi, một khi dính vào sẽ như hủ cốt độc.
không chỉ đông cứng cơ thể, khí huyết của đối phương, thậm chí linh hồn đều bị đông cứng. Cho dù chỉ dính một chút, cũng sẽ nhanh chóng lan ra khắp cơ thể chỉ trong thời gian ngắn. Không lâu sau, cả người sẽ bị đông cứng hoàn toàn. Lúc trước có một vị tu sĩ hóa thần, cũng từng trúng huyền băng kiếm khí của nghịch thủy hàn, sau đó ông ta xin lỗi nghịch thủy hàn, mới không bị đông lạnh thành khối băng. Chắc chắn Mạc Phàm cũng như vậy, không có ngoại lệ. Không chỉ bọn họ, lão giả họ Viên cũng thở dài, lắc đầu nói. Tiểu thư, tiểu tử này biết quá ít về nghịch thủy hàn, chỉ sợ khiến người thất vọng rồi. Chưa chắc. Lý Thanh Thành hơi nhếch miệng, lắc đầu nói. Hả? Lão giả họ Viên nhớn mày, nhìn về phía Mạc Phàm. Lúc này Mạc Phàm nhìn thoáng qua tay mình. Chỉ trong phút chốc, một tay của hắn bị phong bế hoàn toàn. Sao lại dừng, ngươi cảm thấy ngươi thắng được sao? Mạc Phàm hỏi. Ngươi còn vùng vẫy dẫy chết à? Nghịch Thủy Hàn lạnh lùng nói. Ngươi đã dừng, vậy ta trả lại ngươi một kiếm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chỉ là Hàn băng tuyệt, cũng muốn đóng băng hắn, nghĩ đơn giản quá rồi. Không nói tới huyết mạch hồng liên của hắn, chân hỏa biến dị trong cơ thể hắn cũng đủ đối phó huyền băng chân khí. Tay bị đóng băng của hắn cử động. Huyền băng ở phía trên vỡ nát, trường kiếm như hỏa ngọc tạo ra xuất hiện trong tay hắn. Trường kiếm hồng ngọc vẽ ra một vòng tròn trong không trung, linh khí chút hết vào bên trong. Chỉ trong chớp mắt, không chỉ tất cả ma hồ, ở bên ngoài ma hồ cũng có thể cảm nhận được khí tức khiến người ta hít thở không thông. Ngoại trừ Lý Thanh Thành ra, sắc mặt mọi người bao gồm nghịch thủy hàn đều thay đổi. Tiểu tử này lấy đâu ra linh khí cường đại như thế? Trong bọn họ có tu sĩ hóa thần, tuy đã thoát khỏi lượng lớn cảnh giới, đến cảnh giới này, nhưng số lượng linh khí phóng thích ra không nhiều như Mạc Phàm, không ít tu sĩ Nguyên Anh đều không nhiều như vậy. Tiểu tử, ta hơi xem thường ngươi rồi. Nghịch Thủy Hàn nheo mắt lại, lạnh lùng nói. À, phải không, đợi ngươi sống sót hãy nói với ta những lời này. Dưới chân Mạc Phàm vừa động, bóng dáng chớp lóe liền đến trước người Nghịch Thủy Hàn trong không trung. Trường kiếm hồng ngọc trong tay xẹt qua một đạo đường cong hoàn mỹ, chém về phía nghịch thủy hàn. Một kiếm này chém ra, một đạo kiếm quang như chém không gian thành hai. Phượng Minh. Trường kiếm trong tay nghịch thủy hàn để ngang người, một băng phượng vĩ đại xuất hiện trước người anh ta. Keng, một tiếng, chỉ trong chớp mắt băng phượng bị chém thành hai dưới kiếm hồng ngọc. Nhưng băng phượng vừa vỡ, một tiếng phượng minh chấn nhiếp tâm hồn vang lên. Dưới sóng âm. Vẻ mặt Mạc Phàm khiếp sợ, lập tức đứng yên tại chỗ. Khóe miệng nghịch thủy hàn hơi nhếch lên, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang đâm về phía mi tâm Mạc Phàm. Khoảng cách hai người vốn không xa, tốc độ kiếm của nghịch thủy hàn lại nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm. Một kiếm này sắp đâm về phía mi tâm Mạc Phàm giơ tay nắm lấy trường kiếm của nghịch thủy hàn. Chơi tấn công linh hồn đúng không, vậy ta cũng thử xem, diệt thần. Mạc Phàm nhắm mắt rồi mở mắt ra, một thanh tiểu kiếm hư vô bay từ trong mi tâm hắn ra. Sắc mặt nghịch thủy hàn thay đổi, nhưng không đợi nghịch thủy hàn phản ứng kịp, tiểu kiếm đã đâm vào trong mi tâm anh ta, sắc bén trong đôi mắt anh ta nhạt đi nhiều. Chạm! Trường kiếm hồng ngọc trong tay Mạc Phàm không do dự chém về phía nghịch thủy hàn. Rầm! Một tiếng thật lớn, cơ thể nghịch thủy hàn như bị đạn bắn trúng, chỉ trong chớp mắt nổ tung thành mấy chục mảnh. Phượng Hoàng Phệ. Một tay Mạc Phàm duỗi về phía cơ thể nghịch thủy hàn. Nghịch thủy hàn chết rồi sao? Có người ngơ ngẩn nói. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, nếu bị một kiếm chém thành mấy mảnh, lại bị hỏa diễm đốt thành cho tàn, cũng chỉ có đường chết, nghịch thủy hàn là một tu sĩ kim đan chắc chắn không có biện pháp may mắn thoát khỏi. Không có khả năng, không có khả năng. Tôn Vô Tật lắc đầu, cảm thấy khó có thể tin nói. Nghịch thủy hàn có tu vi cỡ nào? Ở Ma Long Tinh anh ta trải qua vô số lần giết chóc mới có được chiến tu như hiện giờ, đừng nói là một tu sĩ kim đan như Mạc Phàm, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng ít người là đối thủ của nghịch thủy hàn. Mạc Phàm là một y tu tinh thông y thuật, tất nhiên chiến lực sẽ không quá mạnh, dù sao tinh lực của một tu sĩ có hạn, không có khả năng đều có tạo nghệ cao ở nhiều phương diện. Nghịch thủy hàn lại bị một y tu giết sao? Tuy bộ kinh Phàm và Đông Phương Sóc không nói gì thêm, nhưng đôi mắt âm tình bất định. Chuyện này, quá ngoài dự liệu của bọn họ. Ngay cả lão giả họ Viên cũng sửng sốt, lông mày ông ta nhíu lại, nhìn về phía Lý Thanh Thành đứng bên cạnh. Yên tâm đi,
nghịch Thủy Hàn không chết dễ dàng như vậy đâu, thắng thua ở phía sau. Lý Thanh Thành cười nói. Người khác không biết tin ngũ cấp về nghịch Thủy Hàn, nhưng cô ta biết rất rõ. Cô ta vừa mới nói xong, Mạc Phàm giống như phát hiện ra được gì đó, ánh mắt hắn thay đổi nhìn về phía ma hồ dưới chân, mấy chữ truyền từ miệng hắn ra. Băng Phượng Đảm. Băng Phượng Đảm là tinh hoa toàn thân của Băng Phượng, luyện hóa Băng Phượng Đảm rất có khả năng đạt được Băng Phượng Hoàng, một loại năng lực vô cùng cường đại. Phàm là nơi có nước, người luyện hóa Băng Phượng Đảm có thể trọng sinh 9 lần, hơn nữa mỗi lần trọng sinh đều kích phát phẫn nộ của Băng Phượng, có được lực lượng càng mạnh hơn. Hắn vừa nói mấy chữ này xong, một viên cầu màu lam có đường kính hơn 2 mét dâng từ trong ma hồ lên, giọng nói khàn khàn của nghịch Thủy Hàn vang lên bên trong. Tiểu tử, người có thể bước ta tới nước này, người cũng yếu lắm, nhưng kế tiếp, người sẽ chết thảm hơn. Viên cầu màu lam bay tới độ cao ngang Mạc Phàm, chớp lóe lam quang, lập tức biến thành dáng vẻ của nghịch Thủy Hàn, trường kiếm trong tay không thấy nữa, nhưng bất luận là khí tức hay uy áp đều mạnh hơn trước không ít. Anh ta vươn hai tay ra, gợn sóng lập tức xuất hiện trên ma hồ, lay động sang hai bên. Giữa gợn sóng, một cự kiếm hàn băng như phượng hoàng chậm rãi nổi lên trên mặt nước, được nghịch Thủy Hàn nắm trong tay, giống như nắm một tòa băng sơn rất to. Tử! Nghịch Thủy Hàn rót lực lượng vào trong hai trường, trường kiếm trong tay nổi lên gợn băng ngập trời, lấy thế chảm thiên chém về phía Mạc Phàm. Chỉ một kiếm, cả ma hồ bắt đầu chuyển động, toàn bộ đều nhào về phía Mạc Phàm. Một kiếm này còn chưa tới bên cạnh Mạc Phàm, hàn khí bức người đã đông lạnh Mạc Phàm thành khối băng vĩ đại. Mạc Phàm nhíu mày, không đợi hắn nghĩ biện pháp rời khỏi huyền băng, cự kiếm tràn đầy kiếm thế chớp lóe hào quang, nhanh chóng như lôi đình bỗng nhiên đánh tới. Sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, quang mang bảy màu trên người mới sáng lên, cự kiếm đã tới người hắn. Rầm, âm thanh khai sơn liệt địa vang lên. Chỉ trong chớp mắt khối băng trên người Mạc Phàm vỡ nát. Quang mang bảy màu chỉ kiên trì được một lát cũng nhạt màu dưới cự kiếm, cả người hắn bay về sau. Nhưng chuyện này còn chưa xong, phần khác của băng kiếm đè về phía hắn tiếp. Thình thịch, rõ ràng chỉ là một kiếm, nhưng ở dưới cự kiếm này, Mạc Phàm bị chém từ giữa cự kiếm tới mũi kiếm, bị ấn sâu vào trên trận pháp bên cạnh ma hồ. Dưới kiếm thế tràn đầy, bốn tầng phía trước của trận pháp 9 tầng không thể chống đỡ nổi, vỡ nát theo tiếng. Cơ thể Mạc Phàm kẹt trên tầng thứ 5 của trận pháp. Dưới một kiếm này, vừa rồi trên người hắn hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này lại tràn đầy vết thương như đồ sứ bị dạn. Nhìn thấy Mạc Phàm bị thương toàn thân, đám Tôn Vô Tật vui vẻ. Băng Phượng Đảm, chẳng trách nghịch thành chủ cường đại như vậy, hóa ra là luyện hóa Băng Phượng Đảm. Đông Phương Sóc Vô Châu, thở phào nhẹ nhõm nói. Tiểu tử này chết chắc rồi. Tôn Vô Tật hơi nhếch miệng, nói rất chắc chắn. Ông ta thân là y tiên, nên hiểu biết về băng phong đảm hơn người khác nhiều. Băng phách chi thể, huyền băng tuyệt cộng thêm băng phượng đảm, hơn nữa địa điểm chiến đấu còn ở trên tiểu hồ, thế trận đang nghiêng về phía nghịch Thủy Hàn. Phượng băng đảm có thể luyện hóa người sống lại 9 lần, mỗi lần còn mạnh hơn trước. Sống lại lần thứ 9, cho dù là tu sĩ hóa thần cũng khó mà đỡ được một kích của băng phượng, Mạc Phàm càng không thể sống sót. Vô Tật huynh. Ta biết Vô Tật huynh có quan hệ không tệ với thành chủ, hoa vĩ long trên người tiểu tử kia, không biết đến lúc đó có thể làm phiền Vô Tật huynh hay không, ta nhất định sẽ không để Vô Tật huynh chịu thiệt. Đông Phương Sóc cười nịnh nọt nói. Tôn Vô Tật nhướng mày, lập tức sợ hãi ôm quyền với Đông Phương Sóc, nói với vẻ khiêm tốn. Đông Phương tiên sinh muốn hại chết Vô Tật à, Đông Phương tiên sinh là đại tu hóa thần, Vô Tật chỉ là y tiên nguyên anh nho nhỏ. Chuyện mà Đông Phương tiên sinh phân phó Vô Tật làm được, Vô Tật nhất định sẽ tận tâm làm. Vô Tật huynh khách sáo quá rồi, hai chúng ta là người từng vào sinh ra tử, nếu không có Vô Tật huynh, Đông Phương Sóc ta đã chết trong bí cảnh kia rồi. Đông Phương Sóc vội vàng nâng Tôn Vô Tật dậy, hơi bất mãn nói. Vậy mà Đông Phương lão đệ còn nhớ rõ chuyện này, vậy thì dễ nói chuyện rồi, Hoa Vĩ Long cứ để ta lo. Tôn Vô Tật hơi nhếch miệng, cảm thấy hài lòng nói. Quả thật ông ta và Đông Phương Sóc có quen biết, còn từng vào cùng một bí cảnh. Nhưng tuyệt đối không tính là vào sinh ra tử, ông ta chỉ chữa thương cho đám Đông Phương Sóc mà thôi, địa vị hoàn toàn không ngang bằng nhau. Hiện giờ một tu sĩ hóa thần như Đông Phương Sóc nói chuyện với ông ta như vậy, điều này khiến ông ta vô cùng hài lòng. Tôn tiên sinh, tại hạ là Bộ Kinh Phàm, là người của Bộ Gia,
lúc trước tiểu tử này đoạt Hoa Vĩ Long của ta và Đông Phương Tiên Sinh, còn lấy đi Kinh Long đỉnh của ta nữa, nếu Tôn Tiên Sinh lấy một phần Hoa Vĩ Long giúp ta, ta nguyện ý tặng một Kinh Long đỉnh cho Tôn Tiên Sinh, không biết ý của Tôn Tiên Sinh thế nào. Bộ Kinh Phàm thấy Đông Phương Sóc đã đàm phán xong, vội vàng nói xen vào một câu. Người bộ gia, đúng là thất kính thất kính, tiểu tử này đúng là đáng ghét, thừa dịp hai vị bị trọng thương cướp Hoa Vĩ Long thì không nói, còn lấy đồ của hai vị, lần này ta quyết định, đợi nghịch thành chủ giết tiểu tử này, ta nhất định sẽ lấy một phần Hoa Vĩ Long cho hai vị. Tôn Vô Tật vô cùng tức giận nói, giống như rất bất bình với hành động của Mạc Phàm. Sao ông ta có thể không biết bộ gia, là luyện khí thế gia có thể luyện chế linh khí Kinh Long đỉnh. Trái lại ông ta không coi trọng Kinh Long đỉnh, ông ta là một y tiên, Kinh Long đỉnh không thích hợp với ông ta. Nhưng có thể kết giao với người bộ gia, đây là một cơ hội không tệ đối với ông ta, dù sao ông ta không thể luôn ở một nơi nhỏ như Thiên Long Thành. Vậy thì dựa cả vào Tôn Tiên Sinh rồi. Bộ Kinh Phàm vui vẻ, cười nói. Nói hay lắm. Tôn Vô Tật mỉm cười nói. Mấy người nói xong, lại tiếp tục nhìn Mạc Phàm trên tầng 5 trận pháp như người sắp chết. Trên trận pháp, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh thoát khỏi trận pháp ra. Băng Phượng Nhất Trọng Thiên, quả thật lực đạo không yếu, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nghịch Thủy Hàn cầm băng kiếm cự hình chỉ còn một nữa, hỏi. Nhưng ngươi còn chưa luyện hóa băng phượng hồn, hoặc chưa tìm được băng phượng hồn. Mạc Phàm nói. Ba loại băng phách chi thể, băng phượng đảm và huyền băng tuyệt, xem như là thuộc tính thịt, máu, khí cung cấp băng cho Nghịch Thủy Hàn. Nghịch Thủy Hàn dung hợp những thứ này lại với nhau quả thật rất lợi hại, có thể giết được không ít người mạnh hơn anh ta. Nhưng muốn phát huy ra lực băng phượng ở trình độ lớn nhất, còn có băng phượng hồn. Dung hợp thứ này, mới có uy lực băng phượng phát huy đến cực mạnh. Như vậy không chỉ đóng băng cốt nhục và khí huyết của đối thủ, thậm chí còn đông cứng linh hồn của đối phương. Nếu Nghịch Thủy Hàn luyện hóa băng phượng hồn, có lẽ có thể khiến hắn bị trọng thương chân chính. Hiện giờ chỉ có thể tạo ra chút thương tổn đối với cơ thể và linh khí trong cơ thể hắn nhìn thì rất nặng, những thứ này là thứ hắn không sợ nhất. Bởi vì hắn có được cơ thể và linh khí mạnh hơn Nghịch Thủy Hàn không ít. Nghịch Thủy Hàn nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Trừ chuyện đó ra, không có băng phượng hồn trọng sinh sẽ có rất nhiều chỗ thiếu hụt, ý chí của băng phượng sẽ càng ngày càng ăn mòn người luyện hóa phượng hoàng đảm, trọng sinh lần cuối cùng sẽ mất đi lý trí hoàn toàn. Vậy thì thế nào, giết người vậy là đủ. Giết ta, còn kém xa lắm, nhưng ngươi có thể khiến ta bị thương tới mức này, cũng coi như không tệ rồi, ta sẽ cho ngươi thấy bản lĩnh của y tiên, Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vốn có thể dùng hỏa chú giết Nghịch Thủy Hàn, nhưng hắn chuẩn bị đổi phương pháp khác. Ý niệm của hắn vừa động, tạo hóa kim đan ở trong cơ thể hắn nhất chuyển, vết thương ở bên phải nhanh chóng khôi phục lại, toàn bộ huyền băng chi khí xâm nhập vào trong cơ thể hắn tụ tập về phía bên trái cơ thể hắn. Vết thương bên trái lập tức bị đóng băng, giống như khảm từng khối bảo thạch màu băng lam lên trên, mắt trái của hắn cũng biến thành màu băng lam. Hắn vươn một tay về phía ma hồ, gợn sóng giống vậy xuất hiện trên ma hồ. Trường kiếm giống hệt trường kiếm trong tay Nghịch Thủy Hàn dâng từ trong gợn sóng lên, chuôi kiếm khổng lồ vươn vào tay Mạc Phàm. Băng hàn chi khí không kém Nghịch Thủy Hàn tỏa ra, lan tràn ra xung quanh. Xung quanh vốn đã đủ lạnh, lúc này Mạc Phàm cũng ngưng tụ ra một cự kiếm, chỉ trong chớp mắt nhiệt độ lại giảm đi nhiều. Mọi người nhìn thấy cự kiếm trong tay Mạc Phàm, bao gồm cả Lý Thanh Thành trong đó đều vô cùng khiếp sợ. Đó là... Chuyện này là sao vậy? Băng kiếm cự hình trong tay Mạc Phàm và hàn băng chi khí trên một nửa cơ thể Mạc Phàm không phải là ảo giác, mà thật sự tồn tại. Lúc trước Mạc Phàm luôn dùng hỏa, bây giờ lại sử dụng băng phượng chi lực như Nghịch Thủy Hàn. Nghịch Thủy Hàn cũng cau mày, anh ta là người có được phượng hoàng chi lực, cho nên anh ta hiểu rõ về băng phượng chi lực nhất, trên người Mạc Phàm phát ra băng phượng chi lực nhất trọng. Anh ta có được băng phách chi thể, tu luyện huyền băng tuyệt. Dung hợp băng phượng đảm mới có được băng phượng chi lực như vậy. Trên người Mạc Phàm không chỉ không có những điều kiện này, trái lại bị anh ta hại, sao có thể sử dụng băng phượng chi lực của anh ta? Ở đây chỉ có Lý Thanh Thành là trước mắt sáng lên, vẻ dị sắc xuất hiện trong mắt cô ta. Trong tin tức của thiên cơ các bọn họ liên quan tới Mạc Phàm, tạo hóa ấn chỉ là hư hư thực thực, hiện giờ xem ra phải đổi thành có được tạo hóa ấn, còn là tạo hóa ấn cấp bậc cao. Tạo hóa vạn vật là một loại đặc biệt của tạo hóa ấn,
nhưng không phải tất cả tạo hóa ấn đều có, chỉ có một số tạo hóa ấn cấp cao mới có thể dựa vào một chút khí tức tạo hóa vạn vật. Mạc Phàm có thể dựa vào băng phượng chi lực của nghịch thủy hàn đánh vào trong cơ thể, biến hóa ra lực lượng băng phượng nhất trọng, chỉ có thể là tạo hóa ấn. Tiểu tử, sao ngươi có được băng phượng chi lực? Nghịch thủy hàn trầm giọng hỏi. Băng phượng chi lực, ngươi không cần biết chuyện này, nhưng có một chuyện ngươi có thể biết, ngoại trừ băng phượng chi lực ra, ta còn thứ khác nữa. Tay còn lại của Mạc Phàm vươn ra, xâm nhập vào trong hư không. Lúc hắn rút tay lại, một thanh phượng hoàng hỏa đao có kích cỡ không khác băng kiếm lắm được hắn kéo ra, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Chỉ trong chớp mắt, trên cả ma hồ một nửa là thế giới hỏa diễm, một nửa còn lại là băng phượng chi lực vô cùng lạnh lẽo. Mọi người ở đây lại sửng sốt. Một bên là phượng hoàng hỏa diễm, một bên là băng phượng chi lực, hơn nữa hai lực lượng này không xung đột nhau. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, nếu không phải hai lực lượng này bị suy yếu, thì sẽ vì hỗn loạn mà bị phế. Dù sao cũng là hai loại lực lượng có thuộc tính khác nhau, rất khó khống chế. Cho dù là thủy hỏa đồng thể, cũng không thể điều khiển hai loại lực lượng này một cách dễ dàng. Mạc Phàm không phải là thủy hỏa đồng thể nhưng lại điều khiển thành thạo, chuyện này đáng sợ rồi. Bình thường tu sĩ tu một loại thuộc tính đến mức tận cùng, đã không tệ rồi. Nhưng tu sĩ có thể nắm giữ hai loại thuộc tính, bình thường đều mạnh hơn cao thủ nắm giữ một loại thuộc tính một chút, nhất là người nắm giữ hai thứ tương khắc. Nhất là Mạc Phàm hiện giờ, một loại lực lượng của Mạc Phàm như của nghịch thủy hàn, một loại khác thì có thể khắc chế nghịch thủy hàn. Nghịch thủy hàn vẫn luôn không nhìn thẳng Mạc Phàm, lúc này lông mày anh ta nhíu chặt lại. Tiểu tử, ta xem thường ngươi rồi, nhưng ta muốn xem ngươi có thể khống chế mấy phần băng phượng chi lực của ta. Nghịch thủy hàn nghiến răng nói. Tuy anh ta không biết Mạc Phàm làm thế nào, nhưng chắc chắn băng phượng chi lực từ anh ta mà ra. Chỉ là băng phượng chi lực nhất trọng mà thôi, kém xa cực hạn của anh ta. Thân thể anh ta chấn động, giống như trái tim đập liên tục, mà văn phượng hoàng màu băng lam xuất hiện trên người anh ta, trường kiếm trong tay anh ta nhỏ lại. Chuyện này còn chưa kết thúc, sau chuyện này, cơ thể anh ta lại chấn động hai lần. Trường kiếm trong tay chỉ dài ba trượng. Trên kiếm thể băng lam phủ kín ma văn tương tự trên người nghịch thủy hàn. Tuy kiếm thu nhỏ lại không còn khí thế như trước, nhưng lại khiến người ta có cảm giác bất diệt. Tiểu tử, tử! Nghịch thủy hàn khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất. Chỉ là băng phượng chi lực tứ trọng, như vậy không giết được ta đâu, còn chưa đủ. Mạc Phàm cười nhạt, khẽ nói hai chữ. Lục tí! Hai chữ vừa vang lên, hư ảnh như bốn cánh tay xuất hiện phía sau hắn. Ý niệm của hắn vừa động, bốn cánh tay này nhập vào trong hư không. Lúc rút tay ra, tiếng sấm vang lên, một thanh lôi kích lóe lên điện quang xuất hiện trong hai tay. Trong tay còn lại, một huyền cung màu đen, trên cung có một mũi tên dài đầy ma văn màu đen, mũi tên dài này lóe lên u quang nhiếp nhân tâm, đang chĩa về phía nghịch thủy hàn. Một kích và cung tiễn của Mạc Phàm vừa xuất hiện, giống như ném hỏa dược vào trong dầu nóng, lập tức nổ tung. Chuyện này là sao đây? Mạc Phàm có được băng hỏa chi lực, đã đủ khiến người ta khiếp sợ không nói nên lời, vậy mà Mạc Phàm còn có lôi điện chi lực và một loại lực lượng khác. Đó là thái âm chi lực sao? Đông Phương Sóc nhìn cung và tên trong tay Mạc Phàm nói. Không thể nào, thái âm chi lực, cậu ta có thể đáng sợ như vậy sao? Bộ Kinh Phàm nói tiếp. Thái âm chi lực là lực lượng ngoài ngũ hành, rất khó tu thành. Nhưng một khi tu thành sẽ mạnh hơn ngũ hành chi lực không ít. Vẻ đắc ý trên mặt Tôn Vô Tật biến mất không còn sót lại gì, thay vào đó là không thể tin được. Một y tiên như Mạc Phàm, y thuật cao hơn ông ta nhiều như vậy, vậy mà có thể tu ra bốn loại lực lượng. Không có khả năng, không có khả năng. Tôn Vô Tật lắc đầu nói. Trên không trận pháp, vẻ mặt lão giả họ Viên và Lý Thanh Thành cũng sửng sốt. Tiểu tử này thật sự không đơn giản. Lão giả họ Viên hít vào một hơi khí lạnh nói. Ở trong mắt tu sĩ hóa thần ông ta, hóa thần đều đã không khác gì con kiến, ít người có thể lọt vào mắt ông ta. Nhưng Mạc Phàm thật sự khiến ông ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mạc Phàm ngoại trừ tu vi chưa đạt tới như ông ta ra, những điểm khác không kém những người ông ta biết. Đâu chỉ không đơn giản, thật sự nằm ngoài dự kiến của ta. Trong mắt Lý Thanh Thành lóe sáng dị sắc, gật đầu nói. Cô ta thêm rất nhiều hạn chế cho Mạc Phàm, địa điểm quyết đấu lại ở trên ma hồ,
không cho phép sử dụng tàn hồn của ma long và y thuật, thực ra những chuyện này đều là cô ta thêm vào. Ở dưới hạn chế như vậy, vậy mà Mạc Phàm còn có thể lấy ra nhiều quân bài chưa lật như thế, thật sự không chỉ là không đơn giản. Trong hư không, Nghịch Thủy Hàn nhìn thấy hai loại lực lượng phía sau Mạc Phàm thì vẻ mặt sửng sốt, cuối cùng trên mặt anh ta cũng hiện lên vẻ hỗn loạn. Sau đó anh ta nheo mắt lại, trái tim căng thẳng. Trọng sinh ngũ trọng, không, trọng sinh lục trọng. Bốn loại lực lượng của Mạc Phàm, một loại giống anh ta như đúc, ba loại khác có thể khắc chế anh ta, lực lượng như vậy chỉ sợ là băng phượng ngũ trọng cũng không đủ, phải lục trọng. Nói xong cơ thể anh chấn động liên tục hai lần, lượng lớn ma văn màu băng lam xuất hiện tại chỗ trống trên da anh ta. Lúc này mới băng phượng lục trọng đã quá muộn, ngươi không còn cơ hội rồi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, lạnh lùng nói. Hai tay hắn dùng lực kéo về sau, trường cung màu đen lập tức được kéo thành hình trăng tròn, hào quang màu đen nở rộ phía trên mũi tên. Vèo, một tiếng, mũi tên dài màu đen như sao băng màu đen bay về phía Nghịch Thủy Hàn. Tốc độ rất nhanh, Nghịch Thủy Hàn còn chưa kịp né tránh, mũi tên đen đã tới trước người Nghịch Thủy Hàn. Nghịch Thủy Hàn như đạn bay ra khỏi nòng súng, lập tức bay ngược về phía sau, đập lên trên trận pháp phòng hộ. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh vang lên, ba tầng tiếp của trận pháp vỡ nát. Trên người Nghịch Thủy Hàn vốn có khí tức vô cùng cường đại, ở dưới thái âm chi lực lập tức giảm đi nhiều. Lôi thần kích, hệ ố ê Mạc Phàm không để Nghịch Thủy Hàn có thời gian thở dốc, hai tay bên trái kéo về sau. Bùm, một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, lôi kích phá không mà vào, khi xuất hiện đã tới trước người Nghịch Thủy Hàn. Nghịch Thủy Hàn vốn nhíu mày, sau đó thì lắc đầu, thân thể nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy. Chạy, lúc này chạy cũng muộn rồi, Phượng Lạc. Mạc Phàm thản nhiên nói, thân thể biến mất theo. Khi hắn xuất hiện, hắn đã tới vị trí phía dưới Lý Thanh Thành và lão giả họ Viên. Chiêm chiếp, tiếng Phượng Minh vang lên. Hắn không quan tâm Nghịch Thủy Hàn ở chỗ nào, Phượng Hoàng hỏa đao trong tay lấy thế ngập trời, chém mạnh xuống không gian phía dưới. Phượng Hoàng hỏa đao khổng lồ hạ xuống, giống như Phượng Hoàng nổi giận từ trên trời giáng xuống, hình thành một quầng sáng hỏa diễm ở trong không trung. Dưới quầng sáng hỏa diễm, vẻ mặt Nghịch Thủy Hàn bối rối, hiện ra bóng dáng. Anh ta nghiến chặt răng, băng kiếm trong tay chém về phía quầng sáng hỏa diễm. Rầm, quầng sáng hỏa diễm và băng kiếm đụng vào nhau, xung quanh ma hồ chấn động vì chuyện này, từng đạo vết rạn xuất hiện phía dưới quầng sáng hỏa diễm. Đúng lúc này, tiếng sấm vang lên sau lưng Nghịch Thủy Hàn. Sắc mặt Nghịch Thủy Hàn khó coi, không đợi anh ta né tránh, lôi thần kích đã đâm vào lưng anh ta, lôi quang vô tận lập tức bùng nổ ra, hình thành một tia chớp hình tròn ở giữa không trung bao Nghịch Thủy Hàn bên trong. Đồng thời, quầng sáng hỏa diễm chém về phía Nghịch Thủy Hàn theo. Hỏa diễm vừa tới người Nghịch Thủy Hàn, thì nhanh chóng biến thành một viên cầu như mặt trời, bao bên ngoài tia chớp hình tròn, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại đến 3 mét. Trên bầu trời, Mạc Phàm nhìn xuống viên cầu này, một tay hắn vươn về phía viên cầu này, năm ngón tay nắm chặt. Bùm, một tiếng trầm đục vang lên, chỉ trong chớp mắt viên cầu bùng nổ ra. Nước trong ma hồ giống như điên rồi, lấy viên cầu làm trung tâm đánh ra bốn phía. Trận pháp 9 tầng ở xung quanh ma hồ, chỉ trong chớp mắt vỡ tầng 5, ngay sau đó tầng 6 cũng vỡ ra, năng lượng dao động đánh lên tầng 7. Sắc mặt lão giả họ Viên thay đổi. Vội vàng lấy mấy trận bàn ra, đánh mấy pháp ấn lên trên, từng màn hào quang lại xuất hiện bên ngoài trận pháp, hình thành 6 tầng trận pháp ở bên ngoài trận pháp vốn có. Trên tầng 7 xuất hiện một vùng lớn vết rạn trong nổ mạnh, cuối cùng cũng dừng lại, tất cả mọi người nhìn về phía giữa ma hồ đang chậm rãi yên bình lại, có không ít người sửng sốt. Đám Tôn Vô Tật càng vui vẻ, cười nói. Ta đã nói Nghịch Thành chủ không dễ bị đối phó như vậy mà. Giữa ma hồ, một viên cầu màu băng lam đầy ma văn trôi nổi trên mặt nước. Tuy phía trên đầy vết rạn, nhưng theo nước trong hồ không ngừng tuôn vào trong, vết rạn nhanh chóng khép lại. Chỉ trong phút chốc liền ngưng tụ thành Nghịch Thủy Hàn. So với dáng vẻ Ngọc Thụ Lâm Phong lúc trước, lúc này Nghịch Thủy Hàn chật vật hơn nhiều. Trên nửa người để trần ngoại trừ ma văn còn vết thương sâu tới xương, quần của anh ta đầy vết rách, tóc xóa tán loạn trên da, toàn thân loang lổ vết máu. Trong đôi mắt dữ dằn của anh ta lóe lên lam quang, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm ở trên cao. Tiểu tử, người có rất nhiều lực lượng, nhưng những thứ này không đủ để giết ta,
người chết chỉ có thể là ngươi, trọng sinh bát trọng. Nghịch Thủy Hàn lạnh lùng nói. Một khi anh ta thi triển trọng sinh cửu trọng, anh ta sẽ mất đi ý thức của mình, nhưng bát trọng thì không, tám trọng đủ để giết Mạc Phàm rồi. Dưới chân anh ta vừa động, gợn sóng xuất hiện dưới chân anh ta, cả người anh ta bắn về phía Mạc Phàm. Trên bầu trời, Mạc Phàm nhìn Nghịch Thủy Hàn có thể so được với một băng phượng hoàng chân chính, vẻ mặt hắn vẫn không có chút thay đổi. Quả thật như vậy không đủ để giết ngươi, ta cũng không định dùng mấy thứ đó giết ngươi, ta muốn giết ngươi bằng thứ này, trọng sinh cửu trọng. Những lời này vừa vang lên, ma văn màu lam trên nửa người hắn đều tụ tập về phía băng kiếm trên tay hắn. Thình thịch, giống như âm thanh trái tim đập, đập tổng cộng 9 lần. Âm thanh lần 9 vang lên, băng kiếm cự hình trong tay hắn biến thành một trường kiếm 7 thước, Nghịch Thủy Hàn cũng vừa tới trước người hắn. Chạm! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, trường kiếm xẹt qua một độ cong hoàn mỹ. Phốc, lực lượng bát trọng như giấy ở dưới lực lượng cửu trọng, Nghịch Thủy Hàn bị chém thành hai từ trên xuống dưới. Nghịch Thủy Hàn, chết! A! À, không ít người hít sâu một hơi khí lạnh. Đôi mắt nhìn về phía cơ thể bị chém làm đôi của Nghịch Thủy Hàn. Thi thể rơi vào trong hồ nước thì không xuất hiện, càng không có viên cầu màu lam xuất hiện như trước. Mặt hồ yên tĩnh một hiếm có, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập. Đã chết sao? Nghịch Thủy Hàn chết rồi à? Rất lâu sau, lúc này mới có người nói chuyện. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm, nhưng không như nhìn người chết nữa. Nghịch Thủy Hàn là người bọn họ nghe mà thay đổi sắc mặt ở Thiên Long Thành, một hạng người vô danh như Mạc Phàm lại giết được Nghịch Thủy Hàn, ngay cả cơ hội Nghịch Thủy Hàn cầu xin tha thứ cũng không có. Không, không có khả năng. Tôn Vô Tật lắc đầu liên tục, vẻ mặt khó có thể tin. Rõ ràng Mạc Phàm phục chế lại băng phượng chi lực của Nghịch Thủy Hàn, lại dùng băng phượng chi lực của Nghịch Thủy Hàn tăng tới cảnh giới trọng sinh cửu trọng, sao lại có chuyện này được? Nhưng quả thật Nghịch Thủy Hàn dùng lực lượng trọng sinh bát trọng, cũng thật sự bị Mạc Phàm chém, đúng là dùng lực lượng trọng sinh cửu trọng. Tuy Đông Phương Sóc và Bộ Kinh Phàm cũng không thể tin được, nhưng bọn họ không nói gì thêm, hai người nhìn thoáng qua nhau, chậm rãi tiến vào trong đám người rời đi. Bọn họ cảm thấy Mạc Phàm thừa dịp bọn họ gặp nguy, đoạt đi Hoa Vĩ Long. Nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Mạc Phàm giết Nghịch Thủy Hàn, là minh chứng tốt nhất. Cho dù Ma Long không làm hai bọn họ bị trọng thương, Mạc Phàm dựa vào thực lực của mình, cũng có thể cướp được Hoa Vĩ Long. Bọn họ tiếp tục ở đây, nhất là ở bên cạnh Tôn Vô Tật, nếu bị Mạc Phàm nhìn thấy, rất có khả năng Mạc Phàm sẽ không tha cho bọn họ, vẫn nên rời đi thì hơn. Mạc Phàm nhìn thoáng qua thi thể trên mặt hồ, ý niệm của hắn vừa động, quần áo trên người khôi phục lại như ban đầu, khí tức cũng trở lại cơ thể như thủy triều hạ. Thanh Thành cô nương, hẳn là ta thắng rồi đúng không? Mạc Phàm nhìn Lý Thanh Thành hỏi. Lý Thanh Thành nhìn thoáng qua lão giả họ Viên, lão giả họ Viên kết một trận văn, từng tầng trận pháp biến mất. Lý Thanh Thành như bước đi trên bậc thang, đi đến bên cạnh Mạc Phàm. Chúc mừng ngươi, Mạc công tử, ngươi không chỉ thắng Nghịch Thủy Hàn, còn đứng thứ 9 hải tuyển của Thần Nông Tông, điều kiện chúng ta bàn lúc trước, ta cũng đồng ý, hy vọng Mạc công tử không trách do dự của Thanh Thành lúc trước. Lý Thanh Thành không do dự lấy lệnh bài của Nghịch Thủy Hàn ra, đưa về phía Mạc Phàm. Ngươi sẽ không thất vọng vì quyết định hôm nay. Mạc Phàm nhận lệnh bài nói. Lý Thanh Thành có ý thăm dò hắn, sao hắn không nhìn ra? Nếu đổi lại hắn là Lý Thanh Thành, hắn sẽ không vô duyên vô cớ đồng ý, chỉ thấy một khả năng nhất định mới lựa chọn tin tưởng. Dù sao trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ tin tưởng. Bởi vì có một số lúc, rất nhiều người ngay cả mình đều không tin. Cho nên chuyện này không thể trách Lý Thanh Thành. Vậy Thanh Thành mỏi mắt chờ mong. Trong đôi mắt Lý Thanh Thành lóe lên dị sắc, cười quyến rũ nói. Đây là ngọc phù truyền tin của ta, cho dù rất xa, ta đều có thể nhận được tin tức, đợi tới lúc Thanh Thành cô nương muốn ta ra tay, có thể nói cho ta biết thông qua ngọc phù này. Mạc Phàm lấy một ngọc phù cổ xưa ra, đưa cho Lý Thanh Thành. Mạc công tử không chỉ có y thuật thông thiên, chẳng lẽ còn biết luyện khí? Lý Thanh Thành nhướng mày, nhìn ngọc phù trong tay Mạc Phàm nói. Ngọc phù bình thường, có thể truyền tin trong một tinh cầu đã không tệ, thậm chí có rất nhiều ngọc phù chỉ truyền tin trong thành trì. Vậy mà ngọc phù của Mạc Phàm có thể truyền không giới hạn, cô ta không có ngọc phù như vậy,
cô ta chỉ có thông tấn phủ truyền tin tới Tổng đà Thiên Cơ Các gần đây theo định kỳ, hơn nữa mất 3 ngày mới truyền được tin tới. Mấy tinh cầu mà Mạc Phàm tới cũng không mua được loại ngọc phù này, vậy chỉ có thể nói lên là Mạc Phàm tự luyện chế. Có thể luyện chế ngọc phù như vậy, thủ pháp luyện khí sẽ không kém. Y tiên không biết luyện khí không phải y tiên giỏi, y thuật của ta còn tạm, luyện khí thì kém hơn nhiều. Mạc Phàm ngừng cười nói. Mạc công tử khiêm tốn rồi, Lý Thanh Thành cười quyến rũ, nhưng ánh mắt nhìn Mạc Phàm lại khác trước nhiều. Người ở độ tuổi như Mạc Phàm đã có thành tựu, khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo. Giống như Nghịch Thủy Hàn, ở Thiên Long Thành gần như có thể tự cao tự đại. Nhưng trên người Mạc Phàm hoàn toàn không có những thứ này. Dựa vào điểm này, Mạc Phàm có thể đi xa hơn những người khác một chút. Đúng rồi, không biết kế tiếp Mạc công tử có dự định gì không, có muốn tiếp tục khiêu chiến hay không? Lý Thanh Thành tò mò hỏi. Ta sẽ khiêu chiến những người khác, nhưng không phải bây giờ, ta chuẩn bị đi thử thời vận, tìm nội đan của Huyền Vũ Vạn Năm. Mạc Phàm không giấu giếm, nói thẳng. Hắn vốn không định khiêu chiến Nghịch Thủy Hàn, chỉ cần thứ tự ổn định, đi khiêu chiến thứ nhất là được. Nhưng hiện giờ hắn lấy được vị trí thứ 9, cách kết thúc hải tuyển gần 20 ngày. Nhân thời gian này, hắn chuẩn bị tìm nội đan của Huyền Vũ Vạn Năm để luyện chế đan dược Vạn Thọ Đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất luận tìm thấy hay không, đợi tới gần thời gian, lại đi khiêu chiến với thứ nhất cũng không muộn. Nội đan của Huyền Vũ Vạn Năm sao? Lý Thanh Thành giật mình, nhìn thoáng qua lão giả họ Viên một cái. Nội đan của Huyền Vũ Vạn Năm không phải thứ bình thường, còn chân quý hơn Hoa Vĩ Long gấp bội lần. Tu sĩ hóa thần muốn liệp sát Huyền Vũ Vạn Năm, đều không có chút khả năng nào, dù sao đây là thứ giúp tăng vạn năm tuổi thọ. Không nói đến dựa vào thực lực liệp sát, cho dù dùng linh thạch mua, số lượng linh thạch cũng không thể hình dung được. Trước đó có người mua được nội đan của Huyền Vũ Vạn Năm, tiêu tốn lượng lớn linh thạch thượng phẩm không kém hình thể của Huyền Vũ Vạn Năm. Phải biết rằng Huyền Vũ Vạn Năm có thể nâng một đảo quốc đại khổng lồ, linh thạch như vậy nhiều bao nhiêu, có thể nghĩ tới được. Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ kim đan, cho dù y thuật vô song, nhưng e rằng phải chữa bệnh nhiều năm mới kiếm đủ được nhiều như vậy. Chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy. Lý Thanh Thành cười nịnh nọt nói. Đúng là không đơn giản, ta còn ở Thiên Long Thành 2 ngày, nếu Thanh Thành cô nương có được tin tức liên quan tới chuyện này, ta có thể đổi thứ có giá trị tương đương để lấy tin tức đó. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Tất nhiên hắn có biết giá trị của nội đan Huyền Vũ Vạn Năm, nhưng không tính là gì ở trong mắt hắn. Trên người hắn có không ít thứ đáng giá hơn nội đan của Huyền Vũ Vạn Năm nhiều. Nếu không có vấn đề gì, Mạc công tử không còn chuyện khác, có thể về Thiên Cơ Các uống với Thanh Thành mấy chén, ta có thể lập tức bảo người điều tra tin về nội đan của Huyền Vũ Vạn Năm. Lý Thanh Thành thấy Mạc Phàm không từ bỏ, cũng không nói gì thêm, cô ta vẫn cười nhã nhặn. Đa tạ ý tốt của Thanh Thành cô nương, ta còn chút chuyện nhỏ cần xử lý, hôm nào ta lại mời Thanh Thành cô nương uống rượu. Mạc Phàm rời mắt, nhìn về phía Tôn Vô Tật đang xám xịt chạy trốn trong đám người. Trong đám người, Tôn Vô Tật thay đổi dung nhan và quần áo đang vội vàng chạy trốn. Nghịch Thủy Hàn bị Mạc Phàm giết chết, ông ta không rời khỏi Thiên Long Thành, có lẽ không thể đi được nữa. Nhưng ông ta còn chưa đi xa, bỗng nhiên cơ thể căng thẳng, giọng nói của Mạc Phàm vang lên. Tôn Vô Tật, ông muốn đi đâu? Giọng nói vừa vang lên, Mạc Phàm nhoáng lên một cái đến trước người Tôn Vô Tật. Không ít người vội vàng tránh ra. Tôn Vô Tật nhìn thấy Mạc Phàm thì cơ thể bị kiềm hãm, mặt ông ta lập tức trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trên trán ông ta xuống. Dù sao ông ta cũng là người từng trải qua không ít sóng gió, cho nên khôi phục trấn định rất nhanh, ý niệm của ông ta vừa động khôi phục dáng vẻ ban đầu, trên mặt ông ta đầy lúng túng nhìn về phía Mạc Phàm. Chúc mừng Mạc công tử lấy được vị trí thứ 9 của hải tuyển Thần Nông Tông, đã bước nửa bước vào đại môn của Thần Nông Tông. Sau đó thì sao? Mạc Phàm lắc đầu cười hỏi. Dược Vương Các của ta có một số việc, ta phải về trước xử lý, đợi ta xử lý xong chuyện ở Dược Vương Các, sẽ mời Mạc công tử tới dùng trà. Tôn Vô Tật ôm quyền với Mạc Phàm, định rời đi. Đợi một chút, ta nhớ rõ ngươi còn một việc chưa làm. Mạc Phàm vươn một tay ra, giọt nước thuốc bạch ngọc hắn phối lúc trước xuất hiện, nói. Tôn Vô Tật vốn định dùng Cửu Liên Hoàng hại độc hắn. Sau đó lại mời Nghịch Thủy Hàn tới đối phó hắn, Nghịch Thủy Hàn đã bị giết chết,
sao hắn có thể để Tôn Vô Tật rời đi dễ dàng. Nhìn thấy giọt nước thuốc này, mắt Tôn Vô Tật mở to, trên mặt ông ta không có chút huyết sắc, nằm sấp trên mặt đất. Mạc công tử tha mạng, là ta y đạo không tinh mới mơ ước dược điển của ngươi, người đại nhân đại lượng tha cho ta, ta nhất định sẽ thay đổi hoàn toàn, làm y tiên tốt. Còn gì không? Mạc Phàm hỏi với vẻ hờ hững. Tôn Vô Tật sửng sốt, đôi mắt ông ta đảo liên tục, trước mắt lập tức sáng lên. Ta biết không ít chuyện về nghịch thủy hàn, mấy tin này có ưu đãi không nhỏ đối với ngươi. Chuyện về nghịch thủy hàn sao? Mạc Phàm nhìn thoáng qua thi thể của nghịch thủy hàn trong ma hồ. Có tin liên quan tới nội đan của Huyền Vũ vạn năm không? Nội đan của Huyền Vũ vạn năm sao? Tôn Vô Tật nuốt nước bọt. Tất nhiên ông ta có biết thứ này, đó là thuốc chính của vạn yêu đan, ông ta chỉ từng nghe nói, nhưng chưa thấy bao giờ. Đừng nói là nội đan của Huyền Vũ vạn năm, chỉ là tin tức liên quan chỉ cần chính xác cũng có giá trị không ít linh thạch. Nếu ông ta biết, đã không ở nơi nhỏ bé như Thiên Long Thành này rồi. Chuyện này, ta không biết, nhưng ta biết mẹ của nghịch thủy hàn là một băng phượng, nếu bà ta biết ngươi giết nghịch thủy hàn, chắc chắn bà ta sẽ không tha cho ngươi. Tôn Vô Tật do dự một lát, vẫn nói. Hình như Mạc Phàm có hứng thú với nội đan của Huyền Vũ vạn năm, tuy chuyện này có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng nếu ông ta không nói, chỉ sợ Mạc Phàm sẽ không cho ông ta cơ hội nói. Mẹ của nghịch thủy hàn là băng phượng sao? Tôn Vô Tật vừa nói xong, không ít người lập tức hiểu ra. Chẳng trách nghịch thủy hàn còn trẻ tuổi đã cường đại như vậy, còn có lực ảnh hưởng lớn như thế, nắm một tòa thành trì ở trong tay. Hóa ra là bán yêu chi tử. Băng Phượng là ngoại tộc trong Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Hoàng bình thường đều là thuộc tính hỏa, Băng Phượng rất hiếm thấy, thực lực cũng vô cùng cường hãn. Cố được huyết mạch của Băng Phượng, cường đại như vậy cũng không kỳ lạ. Mạc Phàm thì nhíu mày, trong mắt hắn hiện lên nghi ngờ. Nghịch Thủy Hàn có băng phách chi thể, Băng Phượng đảm cũng là luyện hóa, không phải của anh ta. Với huyết mạch cường đại của Băng Phượng, nếu nghịch thủy hàn là đời sau của băng phượng và nhân loại, ít nhất cũng có một nửa huyết mạch của băng phượng. Người có được huyết mạch của băng phượng, chỉ cần giác tỉnh huyết mạch, thì có thể sử dụng băng phượng chi lực, vốn dĩ không cần luyện hóa băng phong đảm. Người có được huyết mạch băng phượng lại luyện hóa băng phượng đảm, tương đương như gà ăn thịt gà. Hổ dữ không ăn thịt con, băng phượng là yêu thú cấp cao cũng như vậy. Người nói cho ta biết những chuyện này thì có lợi gì với ta? Mạc Phàm hỏi, ngươi giết nghịch thủy hàn, chắc chắn băng phượng kia sẽ không tha cho ngươi, nhưng lúc trước mẹ nghịch thủy hàn bị nhân loại đuổi giết, chạy trốn tới y quán của ta được ta cứu giúp, cho nên ta có ơn cứu mạng với mẹ nghịch thủy hàn, sau khi nghịch thủy hàn thành thành chủ, chính vì vậy mà luôn cung kính ta, nếu Mạc công tử tha cho ta, ta có thể cầu xin mẹ nghịch thủy hàn giúp ngươi, bảo bà ta không so đo chuyện này. Tôn Vô Tật nói, ngươi chắc chắn mẹ nghịch thủy hàn sẽ đồng ý à? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Ta cứu bà ta một mạng, bà ta từng đồng ý với ta, có thể giúp ta làm một chuyện, cho dù là gì, chỉ cần ta nói ra yêu cầu, bà ta sẽ không từ chối, cho dù ngươi giết nghịch thủy hàn cũng như vậy. Vẻ mặt Tôn Vô Tật nịnh nọt nói. Khi nói chuyện, trong đáy mắt ông ta đầy tàn nhẫn. Ông ta cứu mẹ nghịch thủy hàn là thật, mẹ nghịch thủy hàn đồng ý giúp ông ta cũng là thật, nhưng ông ta sẽ cầu xin mẹ nghịch thủy hàn giúp Mạc Phàm là giả. Một khi thấy mẹ của nghịch thủy hàn, chuyện đầu tiên ông ta làm là bảo mẹ nghịch thủy hàn giết Mạc Phàm. Vậy à? Mạc Phàm gật đầu nói. Ế ấp ế đúng vậy, thế nào, Mạc công tử, mẹ của nghịch thủy hàn là băng phượng chân chính, còn đã trưởng thành, băng phượng trưởng thành có tu vi gì, hẳn là ngươi biết rõ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Băng phượng trưởng thành thấp nhất cũng là cấp bậc hóa thần, cho dù là hóa thần sơ kỳ. Cũng mạnh hơn tu sĩ nhân loại hóa thần trung kỳ. Nếu mẹ của nghịch thủy hàn thật sự là băng phượng trưởng thành, quả thật hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong rồi hả? Tươi cười trên mặt Tôn Vô Tật lập tức cứng đờ, ông ta vẫn nói. Mạc công tử, ta không có lừa ngươi, mẹ của nghịch thủy hàn thật sự là băng phượng trưởng thành. Nếu thật sự là băng phượng, vậy bảo bà ta tới tìm ta, mà ngươi phải dựa theo ước định lúc trước, nhất định phải ăn thứ này. Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, giọt chất lỏng bạch ngọc kia bay vào trong miệng Tôn Vô Tật. Hắn không tin Tôn Vô Tật sẽ cầu xin mẹ nghịch thủy hàn giúp hắn, mà không phải bảo mẹ nghịch thủy hàn ra tay giết hắn. Cho dù mẹ nghịch thủy hàn là băng phượng thì có gì khác,
muốn tới thì cứ tới đi. Sắc mặt Tôn Vô Tật thay đổi, vội vàng giơ tay ôm yết hầu, nhưng băng hàn chi ý vẫn theo yết hầu, rơi thẳng vào trong bụng ông ta. Hàn ý này vừa tiến vào bụng ông ta, thì nhanh chóng lan tràn ra khắp người. Ngươi, ngươi, đây là độc dược, nhanh đưa giải dược cho ta. Mặt Tôn Vô Tật không còn chút máu, cuống quýt nói. Độc dược này không có giải dược, cũng không phải độc dược, cụ thể có độc hay không, phải xem lòng ngươi có độc hay không, trong lòng ngươi có độc, nó sẽ có độc, nếu lòng ngươi không có độc, nó sẽ không có độc. Mạc Phàm cười nhạt, xoay người rời đi. Loại độc này tên là độc tâm, tổ hợp đến nước này đã vượt qua phạm trù độc dược, ở tu chân giới không có mấy người làm được. Có thể giải, chỉ có mình hắn. Đúng rồi, người có thể tìm mẹ Nghịch Thủy Hàn, xem bà ta có thể giải cho ngươi hay không. Mạc Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Vô Tật nói. Hắn nói xong thì quay người rời đi. Tiếng kêu như heo bị giết truyền từ miệng Tôn Vô Tật ra. Mọi người thấy dáng vẻ Tôn Vô Tật rất thê thảm, vội vàng rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 66.